Xin chào các khán giả thân mến. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2, tập kết của bộ truyện. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi biết được cha mình quyết định cả mình cho Lãnh Vũ Hiền, thì Tiêu chắc cũng không hề phản kháng, mà dù cô biết rõ mục đích của Lãnh Vũ Hiền, chính là muốn trả thù Tiêu Sa, mà cô chính là một con cờ vô cùng quan trọng trong bàn cờ này. Cô vẫn vô cùng phối hợp với anh ta để bày ra một cục diện như anh ta mong muốn khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng hài hê vì đã có thể trả thù khiến cho cô đau khổ thế nhưng anh ta sẽ không thể nào biết rõ được tất cả chỉ là một vở kịch do chính cô bày ra cô bày ra sáng vẻ dịu dàng yêu đuối cắn răng chịu đựng để khiến cho anh ta chán ghét và rồi kết cục cuối cùng chính là đồng ý ly hôn trả cô về với sự tự do tưởng rằng kế hoạch của cô đã hoàn thành anh ta cũng đã đưa ra lời đề nghị ly hôn rồi cô những tưởng là mình đã được tự do Thế nhưng tại sao? Sau đó anh ta lại xuất hiện trước mặt của cô. Lại bắt ép cô phải ở bên cạnh anh ta. Anh ta nói anh ta còn chơi cho chán. Vì vậy cô sẽ không thể rời xa anh ta được. Là nguyên do gì cơ chứ? Chẳng lẽ tất cả những kế hoạch mà cô phải ra đã đi trật đường dây rồi hay sao? Còn đối với lãnh phụ hiên, anh cưới cô gái này về chỉ nhằm mục đích báo thù bởi vì kẻ thù của anh chính là cha của cô mà theo như điều tra anh biết rõ cô là cô con gái được ông ta nâng niu trong lòng bàn tay, che chờ bao bọc yêu thương. Chính vì vậy anh muốn hành hạ cô đau khổ, để khiến cho người đàn ông kia cũng phải đau khổ không kém. Khi ông ta đã gián tiếp gây ra cái chết cho cha mẹ của anh. Thế nhưng rồi anh lại phát hiện, cô gái này thật đúng là nhàm chán. Cô luôn luôn bày ra sáng vẻ yếu đuối cắn răng chịu đựng như vậy là để cho ai xem cơ chứ. Anh nghĩ cuối cùng mục đích của mình đã đạt được rồi, cũng nên để cho cô ta ra đi thôi. Thế nhưng anh nào có thể ngờ được, chỉ một khắc sau khi bước chân rời khỏi ngôi nhà này, cô lại có thể hoàn toàn thay đổi, trở thành một người phụ nữ kiên cường, Giải giang, kéo léo, khiến cho anh phải trố mắt mà nhìn cơ chứ. Vậy chẳng lẽ tất cả trước đây đều là cô rất tâm lợi dối anh hay sao? Là một người đàn ông có lòng tự trọng cao ngút trời, anh làm sao có thể để cho người con gái này lừa gạt mà xem anh là một món đồ chơi xoay vòng như vậy được? Anh nhất định sẽ khiến cho cô phải nếm trả đầy đủ, hậu quả cay đắng mà cô dám chơi đùa với anh. Ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lô Di si cùng theo dõi diễn biến trong tập 2, tập kết của bộ truyện này để tìm câu trả lời nhé. Bạn ăn của nhà bà lành hôm nay rất là thịnh soạn. Cành quả cùng với hạt bo bo, cà tuyết hấp cải bắc thảo, mực sao ướt, sao sao trứng, thịt luộc, hoa bầu rục xào, thịt đông pha, sơn sao chua ngọt, lại còn có món ăn truyền thống của tần gia mà tiêu chắc học từ tần như rồi cào nhúng thạch anh làm món chính một lúc sau nhà bà lanh lại bùng nổ ra một trận tiêu diệt món ngon theo quy mô lớn mắt nhìn tiêu chắc ngồi ở bên vừa cắt thức ăn cho ông ngoại lại vừa nói tươi cười ở trong lòng rất xót xa cô em gái này của anh luôn lặng lẽ tự bảo vệ chính mình mà chịu đựng tất cả sự cực khổ còn biết khi nào thiên sứ lương thiện này mới có thể bởi vì bản thân của mình mà cười lấy một lần đây Chết tiệt Khi tài xế đón tiêu chắc công cốc trở về cơn thịnh nộ của lãnh vụ hiền dường như đã trào răng Tới tận nóc nhà của lãnh xa. Lãnh vụ hiền giận Mà nghĩ rằng Thật là không nên mềm lòng Để cho cô có cơ hội để thở Tiêu chắc Tôi xem cô có thể trốn tới khi nào đây Anh không tin Báo chí ngày mai vừa ra Tên bảo vệ mắc Blank và toàn bộ gia tộc Blank Có thể thờ ơ Cả đời này về sau Cô chỉ có thể là con dâu của lãnh xa tôi Nhưng mà ngày thứ hai Là tất cả báo chí Lãnh Vũ Hiền vẫn không hề thu được bất cứ cái gì Tâm trạng vui vẻ Một chút cũng không có Là tôi đã quá mức coi thường cô sao Hay là do tôi đã quá mềm lòng với cô cơ chứ Sau này tôi sẽ không cho cô Cơ hội trốn chạy nữa đâu Anh nhích khóe miệng Về mặt gian ác mê hoặc Tùy sự vỗ về của tình cảm Của người thân trong gia đình có thể che giấu được rất nhiều nhưng bóng dáng của lãnh vũ hiền vẫn cô luôn lợn lờ trong đầu của cô cùng sống với nhau một năm cô hiểu rất rõ tính khí của lãnh vũ hiền hôm qua cô không quan tâm tới lời cảnh cáo của anh ta mà rời khỏi biệt thự đó chính là trực tiếp tuyên chiến với anh ta với tính khí của lãnh vũ hiền thì nhất định sẽ lập tức phát động tấn công nhỡ may anh ta muốn trực tiếp làm ở mỹ đến tận nhà của bà lanh thì cô phải ứng phó như thế nào đây? Anh hai à, em phải nhanh chóng trở về Đài Loan. Tiểu trắc bất an cả một ngày. Cuối cùng đợi tới đêm tối, chắc chắn mọi người đều đã đi ngủ. Cô tới phòng của Mark bàn bạc đối sách. Chắc chắc à, không thể được. Em không cần phải lo lắng cho lãnh vụ hiền. Anh sẽ xử lý cho em. Mark trả lời. Lúc này anh không thể để em gái một mình đối diện với khó khăn được. Anh hay à? Anh không hiểu anh ta đâu. Anh ta không quan tâm làm sự việc âm mỹ. Cũng sẽ không để ý ảnh hưởng tới bao nhiêu người. Anh ta chỉ quan tâm tới suy nghĩ của bản thân. Em ở đây thì lo ngại ông ngoại, lo ngại người thân. Căn bản sẽ không có cách nào qua được chiêu của anh ta. Tiêu chắc phân tích một cách lý trí. Ở bên anh, cô chỉ có thể bị động tiếp nhận tất cả hành động của lãnh vũ hiên. Thế nhưng mà khi trở về Đài Loan, Em sẽ không còn bất cứ lo lắng nào ở phía sau cả Đừng có nói những lời ngốc nghếch như vậy Anh sẽ không để cho em một mình Phải đối diện với khó khăn thêm một lần nữa Ở Hồng Kông Anh đã không can thiệp chuyện của em cùng với anh ta Bởi vì lúc đó Việc em được cả vào lãnh gia Đã không thể thay đổi Bây giờ em và anh ta chẳng còn quan hệ Anh sẽ không thể để cho anh ta Làm em tổn thương thêm nữa Mắc vỗ vỗ đầu cô cô cất tiếng an ủi Kia cần anh sẽ kể hết cho anh cả Cũng sẽ sắp xếp ông ngoại đi nghỉ Để tránh những thị phi Em không cần phải lo lắng đâu Nhưng mà nhỡ may Ông ngoại biết được quá khứ của em Ông nhất định sẽ càng thêm sai sức và tự trách mình Anh cũng đã từng nói Ông ngoại năm đó bị liệt Chi dưới Chính là bởi vì không chịu được việc qua đời của mẹ em Nếu như lãnh vụ hiên lận tẩy quá khứ của em Với sức khỏe bây giờ của ông Cho dù là cô già vờ là một người hạnh phúc đến vậy trước mặt của ông ngoại vẫn không thể nào ngăn cản được ông ngoại là không ngừng ai náy và tự trách nếu như chẳng may ông ngoại biết khó khăn mà cô đã phải gánh chịu ở trong quá khứ cô thật sự là không dám tưởng tượng sẽ làm hại sức khỏe của ông ngoại cao tuổi như thế nào nữa anh biết nỗi lo lắng của em nhưng mà việc này nhất định em phải nghe theo lời của anh anh đã hẹn anh ta đàm phán có điều anh ta chiều nay vừa về hồng kông Bây giờ em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà Những việc khác anh sẽ giải quyết Bác nói ý. Sắp tới lễ chúc mừng Thành lập của viễn hành rồi Cùng với đại thọ của ông ngoại nữa Hãy thả lỏng một chút có được hay không chứ Em biết rồi Tiêu trắc đành phải cất tiếng thở dài Anh hai hiếm khi kiên quyết như thế Xem ra cô đành phải nghe lời ngồi ở nhà rồi đi May mà lãnh vũ hiền tạm thời về Hồng Kông Ít nhất hai ngày nay Cô có thể không cần lo lắng Anh ta sẽ làm những việc gì Nhà bờ lanh ngày hôm nay Đen đóm sáng trưng Khách cửa tấp nập Rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội Đều tụ họp tại phòng khách Để chúc mừng lễ kỷ niệm 70 năm thành lập tập đoàn Viễn Hằng Và lễ đại thọ 82 tuổi của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tiền nhiệm John Lanh. Tiểu trăng cố gắng hết sức tránh đám đông Mà lui vào các phòng Có phần lo lắng mà nhìn xung quanh Đồ nghiệp của lãnh gia, tập đoàn Thụy Đạt cũng đã đến làm khách theo lời mời. Cho dù anh hai nói lãnh Vũ Hiền đi Hồng Kông mấy ngày trước thời này vẫn còn chưa trở về nhưng cô vẫn có chút lo lắng lãnh Vũ Hiền sẽ đột nhiên xuất hiện làm ở Mỹ. Do quá chân tâm nhìn xung quanh để nỗi tiêu chắc cũng không chú ý đến bản thân đã bị các anh họ vây quanh ra tới trung tâm của phòng khách. Cô vẫn chưa hiểu là xảy ra vào lúc nào tất cả giới truyền thông và khách khứa đều tập trung chú ý đến cô. Gia tộc Bà Lanh mượn bữa tiệc này, chính thức công bố trước mặt, mọi người chắc chắc là một trong những người thừa kế của gia tộc Bà Lanh. Cuộc đột kích bất ngờ này khiến cho chắc chắc sừng sốt. Mọi người rõ ràng đã đồng ý với cô rằng sẽ tạm hoãn chuyện này. Cô có thể suy ra, báo chí ngày mai xu hướng chung là sẽ tuyên truyền việc này. Đến lúc đó nói không chừng, lãnh vũ hiền sẽ đem thân phận của cô làm tao chuyện chắc chắc à mau đến đây chào bác thấy đi giọng của ông ấy và mọi người ở trong gia đình kéo tiêu chắc đang chìm trong suy nghĩ quay trở về với hiện thực cho dù trong lòng có là nghìn nút thắt không thể nào hiểu nổi nhưng vì phải hùa theo mọi người trong nhà cô cũng đành phải cố gắng nở ra một nụ cười với những người bạn thân của gia tộc lãnh hỏi thăm trò chuyện đồng thời không còn cách nào khác. Đành phải lịch sự chào hỏi, các ứng cử viên rầy hiền mà ông ngoại, cậu và mợ vừa ý. Tiểu trác dưới sự che chở của các ông anh họ, cuối cùng cũng có thể lặng lẽ, mà chuồn quay bữa tiệc phong khách mà ra khóc vần hoa. Cô hít sâu vào một hơi, không khí đầy mùi rượu vang đỏ, chèm bên và cỏ xanh. Cô mệt mỏi không quan tâm, bộ lễ phục bởi tôi đắt tiền, lên ngôi ở trên thảm cỏ. Thụy Đạt và Viễn Hằng Bao năm nay luôn kinh doanh qua lại Thành viên hai gia đình Tuy không thể nói tình nghĩa sâu nặng Nhưng cũng có thể coi Là mối quan hệ phức tạp hơn một bậc Thực sự là tình cảm lâu năm rắc rối mà Kệ anh ta Dù sao bây giờ cũng là bước đường cùng rồi Cô rất khoát cởi đôi giày hàng hiệu ra khỏi chân Mà vứt sang một bên Cái gì đến Thì có tránh cũng là không xong Cô không tin trên thế giới có khó khăn nào là không chiến thắng được đột nhiên toàn thân cô cô cứng lại có người ôm lấy cô từ đằng sau thậm chí còn to gan vùi đầu lên cần cổ mật mã của cô chẳng phải anh đã đi hồng kông ư cô không nén được mà rồng mình một cái cơn đau quen thuộc trên gáy lập tức ập đến khiến cho cô khẳng định người mới tới là ai rất tốt em vẫn còn nhớ anh nhưng anh nên gọi em như thế nào đây là bà giá Tiêu Trác. chắc Trác. Hay chắc Trác bà Lanh chứ. Lãnh vụ Hiên nở quỳ ở trên thảm cỏ. Quay Tiêu Trác lại, hướng tới mình một cách ranh mãnh. Bên kia cổ của cô, cô in thêm một dấu tương đồng. Bà xã và Tiêu Trác thì tắt quá. Chúng ta đã ký đơn ly hôn rồi. Hơn nữa, em cũng sẽ không cho rằng Tiêu Thiên Hào sẽ thích họ Tiêu đi. Chết tiệt. Sao phiền phức toàn tìm đến cô? Vào lúc cô chưa nghĩ ra đôi sách cơ chứ? Cô đầy phòng kiềm hãm của lãnh phụ hiên rồi sau đó đứng dậy. Và lãnh phụ nhân sự dàng kia đã chạy đi đâu mất rồi chứ? Lãnh phụ hiên đứng thẳng người, về mặt cười nhạo nhìn tiêu chắc tào nhã đi dài vào. Hai đây mới chính là bản tính thật sự của em đây. Lãnh tiên sinh, có cần biết rõ mà vẫn còn hỏi hay không? Tiêu chắc nhanh nhẹn vuốt phẳng, nếp nhăn ở trên bộ lễ phục tối. Ông Dung đón nhận sự trêu trạch của lãnh phụ hiên. Bình tĩnh, kiềm chế, Ngoài ra cộng thêm giải giang đáo để Tại sao trước đây Anh không phát hiện ra mẹ vợ mình Lại có thể ưu tú như vậy cơ chứ Lãnh vũ hiên không thèm tê ý Đến sự phản đối của tiêu chắc Mà ôm cô vào trong lòng Hôm đó anh có nói cho em biết Anh chưa ký vào tờ đơn ly hôn chưa nhỉ Lãnh vũ hiên nói khẽ bên tay cô Giọng nói tràn đầy sự bí hiểm Biết vì sao Anh không trực tiếp chạy tới nhà bà Lanh đòi người Còn nhất định phải về Hồng Kông và Đài Loan một chuyến hay không hả bà xã? Anh, anh đã làm gì hả? Chắc chắc ngưng vung vẫy, sợ hãi mà nhìn cơ mặt tuần tố lạnh lùng của lãnh vũ hiên, xuyên qua ánh đèn tam tối. Cô nghe rõ sự uy hiếp trong lời nói của anh. Chỉ là bận sắp xếp một vài kế hoạch. Chủ yếu là Tần Như, Tiếu Kỳ, Dư Tú Trung, công ty rồi lần Andy của em. Đương nhiên bây giờ, còn phải thêm tập đoàn viễn hằng của ông ngoại em nữa. Anh, sao anh có thể? Anh không thể. Tiêu chắc ngần người. Anh ta muốn hủy hoại tất cả, người thân và sự nghiệp của cô để báo thù ư? Cô không tin. Anh ta có thế lực to lớn như vậy. Đừng nghi ngờ. Lãnh vụ hiền thong song, mà dùng ngón tay cày viên ngọc trai trên khuyên tay của Tiêu chắc. Anh mắt sắc bé nói: với tài sản của anh cộng thêm là tổ nghiệp của Thủy Đạt ở lãnh gia, anh có đủ thực lực hủy hoại tất cả. Những thứ mà em quan tâm, bao gồm cả Viễn Hằng anh càng rõ ràng hơn em như thế chỉ khiến hai bên tuần hạnh thực lực của lãnh gia và nhà phà lanh tương đương nhau kết quả hai bên đạo sức chỉ còn có một anh sẽ quan tâm ư lãnh vũ hiên cười hỏi lại cô tại sao chứ đúng vậy anh ta sẽ không quan tâm đây chính là điều khác biệt nhất giữa anh ta và cô lãnh vũ hiên trước nay chỉ sống cho bản thân chỉ có trách nhiệm với chính mình điểm phóng khoáng này cô mãi mãi không làm được nhưng chỉ vì báo thủ Mà hủy hoại tất cả Thì có đáng hay không chứ Đáng hay không đáng Không sao anh quyết định Lãnh vụ hiên bực bội hôn lên môi cô Tại sao Có đáng hay không ư Nói thật thì đến bản thân anh cũng không rõ Anh chỉ biết sự lừa dối ác ý của cô Khiến anh tức giận hơn cả việc Cô là con gái của kẻ thù Gia vờ nhẫn nhịn chịu đựng giả vờ tự sát Thậm chí là già vờ yêu anh Mỗi lần nghĩ tới chuyện này Anh đều muốn báo thù cô chỉ sợ cái giá phải trả là hủy hoại chính mình rồi đi. Cho tới khi nếm được mùi vị máu tanh, anh mới bưng tiêu chắc luôn vùng vậy ra. Lãnh vụ hiền nâng tay, muốn so lên đôi môi còn lưu lại máu của tiêu chắc. Ánh đèn tuy yếu ớt, nhưng anh biết máu tanh trong miệng là từ lưỡi của tiêu chắc. Tên con kia, cậu đã làm gì hả? Kèm theo một tiếng hét sợ dữ, cánh tay nâng lên của lãnh vụ hiền đã bị đẩy ra một cách thô lỗ bụng cũng bị ăn một quả đấm. Mắc tức giận bồ nhào lên lãnh vũ hiên, mà quần nhau thành một đống. Anh cả, không sao rồi. Không sao, không sao cả. Richard đau lòng, ôm tiêu chắc vào trong. Lấy khăn tay cẩn thận lau đi máu tươi trên môi cô. Tiền con kia đúng là đáng xuống địa ngục. Anh nhất định sẽ không tha cho anh ta đâu. Không được đâu, anh cả. Tiêu chắc vội vang dung lực ôm chặt lấy cánh tay của Richard. Đang định tham gia cuộc chiến đấu. Đồng thời cất tiếng hét to với hai người đang đánh nhau không rời kia. Màu dừng tay lại. Các anh muốn toàn bộ khách khứa và phóng viên trong phòng khách đều tới đây hay sao? Cuối cùng giọng nói của Tiêu chắc khiến cho lãnh vụ hiền và Mark đều dừng tay lại. Lãnh vụ hiền, cậu đừng có mà ức hiếp người quá đáng. Em gái tôi không phải là cậu có thể đụng được. Sợ việc ngày hôm nay, viễn hẳn không thể buồn xuống với thủy đặt của các người. Bởi vì đòi lại công bằng cho em gái, Richard giờ này luôn công tư phân minh không tiếc lợi ích của tập đoàn mà gây áp lực với lãnh vũ hiên. Anh muốn như thế nào chứ? Tiêu trắc đau lòng, nhìn vết đào chen chắn của mắt, dùng tiếng hàn mà hỏi lãnh vũ hiên ở bên cạnh. Trở về với anh. Lao đi vết màu tươi ở bên khóe miệng. Lãnh vũ hiên cũng dùng tiếng hàn trả lời lại cô. Đúng là mơ mộng hão huyền. Tiêu chắc kiên quyết từ chối. Nếu vậy thì em cứ đợi xem. Tất cả mọi thứ em quan tâm. Và anh sẽ cùng xuống địa ngục đi. Ánh mắt của lãnh vội hiền Vừa quái đàn lại vừa điên cuồng Cái tên họ lãnh kia Không cho phép cậu uy hiếp em gái của tôi Chắc chắc à Tên con đó đang yêu cầu em điều gì hả Richard và Mark tuy nghe không yêu Nhưng cũng đoán ra được sự uy hiếp Trong mắt của lãnh vội hiền Bà xã à Không để ý tới lời cảnh cáo của Richard và Mark Lãnh vội hiền nhớ lên Một nụ cười chiến thắng Anh nhìn thấy sự thoai hiệp Lộ ra trong mí mắt cụp xuống của tiêu trắc Em không muốn giới thiệu anh với người thân của em ư? Toàn bộ thành viên gia tộc Bà Lanh, Lãnh Vũ Hiên và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thị Đạt, bác của Lãnh Vũ Hiên là Lãnh Trần Bá, toàn bộ đều tập trung trong thư phòng của ông Trôn. Cái gì? Bà xã ư? Việc này rốt cuộc là sao? Đây là sự thật ư? Trong chốc lát, mọi người không biết nội tình ở trong phòng, đều bị câu nói tiêu chắc là vợ của con làm cho không rõ sự việc ra sao cả. Chà chà cả, nói cho ông ngoại biết, việc này là như thế nào hả? Cuối cùng vẫn là lời của người đứng đầu gia đình, đã làm tan biến những âm thanh nghi vấn, không ngừng. Mấy đôi mắt mê muội, một đôi mắt lo lắng, một đôi mắt hài hước, đồng thời cùng nhìn về phía nữ chính trong câu chuyện lần này, chính là Tiêu Trác Rất xin lỗi các vị. Tiêu Trác cục mi mắt trước sự chú ý của mọi người. Lời lãnh vô hiền nói đều là sự thật. Thật xin lỗi, con luôn giống mọi người. Cô ấy chính là cháu dâu tiêu trắc của tôi sao? Lãnh trên bá có một chút không hiểu và không giải thích được. Cháu trai của mình chẳng phải lấy con gái lớn của kẻ thù, của tiêu thiên hào hay sao? Sao bây giờ lại trở thành cháu ngoại của nhà bà Lanh? Hơn nữa thời gian trước Vũ Đình rõ ràng từng nói rằng là hai người đã ly hôn rồi cơ mà. Bây giờ mọi người đều biết mối quan hệ của con và tiểu Trắc rồi không quan tâm tới câu hỏi của bác mình, lãnh vội hiền đã tự ý bước tới bên cạnh tớ chắc ôm cô, thân mật hôn lên tình cầu của cô rồi nói tiếp: bà xã, em không nên gọi chồng mình bằng cả tên lẫn họ. anh cảnh cáo cô bằng giọng nói chỉ cô có thể nghe thấy. má ạ, à, sao con không nói cho chúng ta biết rằng chắc chắc đã kết hôn chứ? Henry tức giận trợn mắt, nhìn đứa con thứ hai tìm thấy chắc chắc, còn nhìn ánh mắt trách cứ của cả nhà má khó lòng giải bày mọi người đừng trách anh họ là do con trong chốc lát tiêu trắc cũng không biết phải bảo chữa như thế nào cho má cả hãy để con giải thích vậy các vị trưởng bối lãnh vũ hiên thân mật cười nói với mọi người cánh tay vẫn ôm lấy tiểu trắc năm ngoái con từ anh về hồng kông đài loan để phát triển công ty ở đó con đã gặp tiêu trắc lãnh vũ hiên vừa nói vừa nặng tình mà nhìn tiêu chắc ở bên cạnh chúng con gặp tiếng sách ái tình đồng thời rất nhanh chóng liền đã kết hôn sau khi kết hôn chúng con định cư tại hồng kông cuộc sống luôn ngọt ngào cho tới khi con phát hiện tiêu chắc phản bội con đi lại với người đàn ông khác bàn tay của lãnh phụ hiền thắt chặt nhớ muốn vẻ eo của tiêu chắc đồng thời dùng ánh mắt ép buộc cô phải nhẫn lạnh nghe theo con nổi trận lôi đình về nhà cãi nhau với cô ấy nhưng cô ấy lại trách móc con mặt dày vô liêm sỉ Vừa ăn cắp lại vừa la lắng Còn hung dữ tắt con một cái Con hết sức tức giận Đẩy cô ấy xuống thảm Rồi lái xe rời đi Anh vô cùng mãn nguyện Nhìn thấy mọi người đang dựng tai lắng nghe lời anh giải thích Thanh lọc cổ họng Tiếp tục biên tập câu chuyện Mà không, tiếp tục chân thật sự thật kia Hai ngày sau Sau khi suy nghĩ thận trọng Con quyết định cho Tiêu chắc một cơ hội thay đổi Suy cho cùng cô ấy cũng là vợ yêu của con Bác biết Ăn oán giữa hai gia đình lãnh tiếu Và lãnh trần đông Mà đồng thời phun trà ra khỏi miệng Thật là ngại quá Do trà nóng Bác vội vàng giải thích cho tâm tình bộc lộ của mình À cái đó thật là xin lỗi Lãnh trần bao cũng lỗng túng giải thích Tôi chỉ là quá mức kinh ngạc Vũ Hiền là một người luôn thận trọng Lại có thể nói ra những lời như vậy Thật là những lời nặng tình đi nhưng tiêu chắc sợ sẫm trong lòng của lãnh vũ hiền lại không ngừng vui mừng vì dạ dày của mình không có cái gì nếu không tấm thảm nâu tao nhã ở thư phòng cô sẽ bị cô nôn ra mà làm bẩn mất lãnh vũ hiền liếc mắt nhìn bác và bác của mình bày tỏ sợ cảnh cáo cánh tay ôm eo của tiêu chắc càng chặt hơn không ngờ con quyết định sàng hòa trở về thì không gặp tiêu trắc mà là đơn ly hôn đã ký tên của cô ấy con rất là tức giận con không ngờ cô ấy lại không biết quý trọng Cuộc sống hôn nhân sợ chúng con như vậy Nhưng khi con sợ sỗi Cầm bút ký tên lên tên đi hôn Lại không nén được xa dự Nói cho cùng Con và Tiêu Trắc hiểu nhau sâu sắc Con nghĩ hai người yêu nhau thật lòng Cũng không thể nào phản bội nhau như vậy Lần này lãnh truyền bá vào mắt Không có phản ứng Chỉ là tiếng hắt hơi hai lần của Tiêu Trắc Đã ngừng lại lời giải thích của lãnh phụ hiên Thật là ngại quá Có thể sao hơi lạnh à? cảm giác thấy bàn tay đặt ở trên eo mình càng lúc càng thắt chặt tiểu trác vội vàng nở ra nụ cười có lỗi mà giải thích lời của lãnh vũ hiền kia thật đúng là buồn nôn hại cho cô nồi đầy da gà rồi để mợ đi lấy áo cho con nhưng lý lan còn chưa kịp đứng lên lãnh vũ hiền đã hành động hay cởi áo vét ra rồi dịu sang khoác lên trên người của tiểu trác đồng thời quấy đầu ở trước trán của tiểu trác nhẹ nhàng mà cất tiếng hỏi như thế có đỡ hơn không Cảm ơn, đỡ hơn nhiều rồi Đỡ hơn rồi thì mới tài đi Không có gì Anh ta cứ đến cần cô như vậy Hại cho cô lại nổi lên một trận xa gà Làm sao lại cách xáo với anh như vậy cơ chứ Em vẫn không tha thứ cho anh Có đúng hay không Lãnh vụ hiền khẽ nói Nhưng lại khiến cho mỗi người ở trong thư phòng Đều nghe thấy rõ Giọng nói nhận lỗi kia Mang theo một chút khăn này mà lại nặng tình Anh biết Anh không nên đổ ăn cho em nhưng anh cũng bị người khác ác ý che đậy Cho nên mới có thể hiểu lầm em Hơn nữa anh vừa biết chân tướng liền đã lập tức thăm dò khắp nơi tin tức của em Vứt bỏ mọi việc Ở công ty Hồng Kông Để tới anh tìm em Tiểu Trác à Đừng có tức giận anh nữa Có được không chứ Hãy tin anh Anh và em đều bị người ta hại Anh thật sự không có lăng nhăng với người phụ nữ khác Anh yêu em đến vậy Làm sao có thể phản bội em cơ chứ Đừng có lạnh lùng hờ hững với anh như vậy có được không Em biết không? Anh như thế sẽ rất là đau lòng. Anh biết, anh vừa làm em bị thương. Nhưng anh cũng không nén nổi tình cảm. Vừa nghĩ tới việc em giấu người thân, quan hệ của chúng ta. Anh không nhịn được mà liền nổi điên. Anh yêu em như vậy. Xin em có thể cho anh một câu nữa có được hay không hả? Sau khi nói xong, thì nam chính hận không thể khóc rưng rưng. Để mà cầu xin sự lượng thứ của nữ chính. Chắc chắc hả? À, cậu thấy giữa các con có thể thực sự chỉ là hiểu lầm. Vậy cho nên con đừng tức giận nữa. Cậu của Tiêu Trác giờ cháu. Lãnh vụ hiền ngày thường lạnh lùng và kêu ngạo. Có thể nói ra những lời nặng tình như vậy. Xem ra là cậu ta thật sự quan tâm tới cháu của mình đi. Đúng vậy, đúng vậy. Sợ hai vợ chồng cũng nên chăm sóc cho nhau. Biết sai thì có thể giờ là được rồi. Làm sao có thể tùy tiện lưu hôn cơ chứ? Mợ của Tiêu Trắc cũng đem tham vào hàng thuyết khách. Lãnh Vũ Hiền cũng được coi như là tài mạo song tàn Lại còn có chân tình với chắc chắc như vậy. Nhất định là không thể để cho chúng ly hôn, chỉ bởi vì một chút hiểu lầm như thế được. Khác với đôi vợ chồng không có lập trường. Ông ngoại trôn không hề dao động ngồi trên xe lăn suy nghĩ. Bác lo lắng nghĩ cách cứu em gái. Richard Peter và cháu treo. Xem xét lãnh vụ hiền một cách bí yểm Lãnh trần bá lại thông minh đứng ở ngoài cuộc. đều chắc à, em không tin anh lẽ nào cũng không nghe lời cậu mơ ư nam chính tiếp tục tranh thủ cơ hội để mà cầu xin một cách tội nghiệp thôi đây rồi em tin những điều anh nói tất cả đều là thật Sợ chúng ta chỉ là hiểu lầm vậy thì anh giải thích cho em một chút có được hay không chứ vì sao thư ký của anh vô duyên vô cớ tạo hiệu lầm mưu hại xếp của mình lẽ nào vị trí của cô ta chê là thư ký của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn lãnh thị quá cao đãi ngộ quá tốt hay sao? Tiêu chắc lãnh thẩm, vùng ra khỏi vòng tay đang diễn của lãnh Vũ Hiên mà lạnh lùng hại. Cái tên họ lãnh kia, anh cho rằng anh có thể sáng tác câu chuyện được sao? Quả nhiên, lời của tiêu chắc vừa mới nói ra, không khí trong phòng lập tức thay đổi. Chắc chắc à, ý của con là? Henry chớp mắt, hối hận đã nói giúp tên tiểu tử thối kia quá sớm. Đúng vậy cậu à Mưu hại con hồng hạnh xuất tường Người anh ta nạp thiếp chính là thư ký riêng của anh ta. Một cô gái chưa chồng xinh đẹp dài răng. Đồng thời cũng là người tình thư N của người chồng yêu của con sâu sắc trước mặt các quý vị đây. Cậu đúng là quá đáng lắm rồi, lãnh vội hiền. Sao có thể có bao nhiêu người tình sau khi đã kết hôn chứ? Thậm chí còn bao tới mức để cho cô ta làm mưa làm gió hả? Henry hết sức bất mãn, trận mắt mà nhìn lãnh vũ hiền. thanh niên trẻ tuổi bồng bột, ông có thể hiểu rõ. Nhưng sau khi kết hôn, còn không an phận thì không thể tha thứ được. Đúng vậy, cậu lại còn vì lời cuồng lạnh phụ nữ đó mà mưu hại chắc chắc nhà chúng tôi nữa. Lê Lan khó chịu mà lắc đầu. Bà không thể yên tâm sao công chúa cưng duy nhất của gia đình cho loại người này được. Loại đàn ông không trung thủy, lại không có chủ kiến. Làm sao chúng ta có thể đem chắc chắc, sao cho anh ta đây? Khó khăn lắm, mới tóm được cơ hội giúp em gái. Mark lập tức sậu đổ bìm leo, hạ thấp chỉ số nhân cách của lãnh phụ hiền xuống. Đúng vậy, nói đúng lắm. Henry và Lý Lan đều gật đầu bày tỏ sự ủng hộ. Không không không, mọi người đừng hiểu lầm. Những điều đó đã là quá khứ rồi. Từ ngày có tiểu trắc, con luôn luôn là một người chồng trung thủy. Lãnh phụ hiền vội vàng thanh thật giải thích. Được lắm mèo hoang nhỏ, bị nhốt trong lồng vẫn còn không quên thừa cơ phản công sao? Vậy thì sự việc thư ký của cậu phải giải thích như thế nào đây hả? Henry nghiêm khắc cất lời chất vấn. Là can tị. Chính là bởi vì con nhất quyết che tay cô ta vì tiểu trắc. Cô ta mới tìm cách ly sán con và tiểu trắc ạ. À. Lãnh vũ hiền quân đến nước trận. Nước lên thì lại đắp đất. Đối đáp như là thường. Anh thừa nhận anh không nên tin người khác. Nhưng cũng bởi vì anh quá quan tâm tới em. Quá mức yêu em. Đừng tức giận anh nữa có được hay không chứ. <laughs> Giang Sơn khó đuổi, bản tính khó rời. Anh có bao nhiêu người tình như vậy? Mỗi người đều vì can tị mà hãm hại tôi một lần. Vậy tôi há chẳng phải mỗi ngày đều giúp anh trả nợ phong lưu tới tận kiếp sau hay sao? Tiêu chắc tuyên bố muốn làm khó lãnh vội hiền. Chắc chắc à, qua chỗ của ông ngoại đi. George Blank vẫn luôn ngồi trước bàn trầm mặc không nói gì. Đột nhiên giơ cánh tay sàn nuôi ra, nói với Tiêu chắc. Ông ngoại, Tiêu chắc theo bước tới bên cạnh John, nắm chặt bàn tay sàn nuôi của ông. Ông đã làm rất nhiều việc có lỗi với bà ngoại Mẹ của con và con Con không hận ông ngoại chứ Ông cầm nhẹ bàn tay của Tiêu Trác Đôi mắt dây rứt lộ ra chút hỗn độn Mà nhìn Tiêu Trác Ngoại à sao ngoại lại tự trách mình cơ chứ Con làm sao có thể hận ông ngoại duy nhất của con được Tiêu Trác dùng hai tay Cầm chặt bàn tay cây nhông của ông Cô nhìn rõ nỗi bi ai Và bất an trong mắt của ông ngoại Ông ngoại đáng thương Luôn sống trong sự đau khổ và tự trách bởi vì mất đi những người thân thân yêu Đứa trẻ ngoan Ông ngoại rất là vui Còn chính là thiên sứ Do Trinh Nhã cùng với Hy Văn ban tặng cho ông Dồn xúc động cầm tay của cháu ngoại Rồi nghiêm túc nói Nếu vậy thì con bằng lòng nghe lời của ông ngoại con nói chứ Đương nhiên ngoại Con bằng lòng tiêu trắc đồng ý không thể từ chối Vậy nếu ngoại bảo Con quên chuyện trước kia Cho chồng con thêm một cơ hội nữa thì sao Dạ vâng ạ con sẽ tha thứ cho anh ấy Tiêu chắc nói một cách dứt khoát Trên thực tế cô đã đoán ra Ông ngoại sẽ có yêu cầu gì Bởi vì tên lãnh vụ hiền đề tiện Đã câu ra chuyện tương tư Hồi của ông ngoại và bà ngoại còn trẻ Đừng nói vừa nãy Cô đã thỏa hiệp với lãnh vụ hiền Cứ coi như là không có Cô cũng sẽ không một chút xoa dự đồng ý Bởi vì cô thực sự không nhẫn tâm Làm trái với yêu cầu của ông ngoại Cả đời đã bị dày vò Bởi sự dày dứt Ngoan, đúng là cháu ngoan của ông Xuân và Lanh cảm động vốt vút tay Quay tiêu chắc Rồi sau đó sờ tay kia ra cho lãnh Vũ Hiền Vũ Hiền à, con qua đây Dạ vâng, thưa ông ngoại Lãnh Vũ Hiền nén lại sự đắc ý Bước tới bên cạnh ông Rồi đặt tay mình lên tay của ông Ta cũng đã từng Là phạm qua sai lầm giống như con Cuối cùng bởi vì sai lầm Mà bắt đi những người thân Quan trọng nhất trong cuộc đời của ta bây giờ con may mắn hơn ta bởi vì con có cơ hội để mà sợ sai giờ đây ta đem viên ngọc quý của ta phò thác cho con ông trịnh trọng đặt tay của lãnh vũ hiên và tiếu chắc lên nhau đôi mắt đục ngầu nghiêm túc nhìn lãnh vũ hiên có điều nếu ta phát hiện vì sự sơ xuất của con mà chắc chắc chịu bất cứ một chút tổn thương nào ta sẽ không tiếc tất cả Cấp đi cơ hội của con sợ say con có hiểu hay không cơ chứ Xin hãy yên tâm Con sẽ không để cho ông có cơ hội đó đâu Thưa ông ạ. Lãnh Vũ Hiên trịnh trọng nhận lời của John Anh nắm chặt tay của Tiểu Trác Rồi tỉnh thư nói Tiểu Trác trở về với anh Không được Em đã tha thứ cho anh rồi Nhưng em không nỡ rời xa ông ạ, Cậu mợ và các anh Tiểu Trác lập tức cất lời từ chối Cô không phải là một con ngốc Sao phải rời xa địa bàn của mình Để tới phạm vi thế lực của anh ta để cho anh ta sâu xé cơ chứ. Vậy thì anh phải làm như thế nào? Lãnh vụ hiền ngơ ngáy kéo cây tay cô, Nũng liệu mà cất tiếng hỏi. Anh rất là nhớ em đó. Hàng ngày anh có thể tới, hoặc trực tiếp dọn tới phòng khách. Bác tốt mục đề nghị, như thế cũng tiện cho anh ở gần bảo vệ chắc chắc hơn. Tiểu chắc à, đừng như thế mà. Đừng chiến tranh lạnh với anh nữa có được hay không chứ? Nam chính tiếp tục đóng vai nhóm yêu thế, nếu em không thể rời xa ông ngoại, chúng ta có thể không về tổ trạch lãnh ra. anh có biệt thự gần đây, cách nhà ông ngoại khoảng 20 phút đi xe. chúng ta có thể ở đó có được không? không được, em không muốn rời xa nơi này. tiêu chắc kiên quyết không thoái hiệp. đúng là kỳ lạ. làm sao trước kia cô không hề phát hiện ra? lãnh vũ hiền lại có thiên phú dẫn kịch như thế cơ chứ? tiêu chắc à, đừng như thế mà. lãnh vũ hiền tiếp tục phát huy là đặc tính kẹo cao su của mình. Chúng ta đã kết hôn gần một năm rồi, cũng nên có con rồi. Anh nghĩ ông ngoại cậu mực nhất định muốn lên chức cụ ông trẻ và bà trẻ đó. Lời nói này quả nhiên là có sức mạnh. Vừa mới nói ra, ông ngoại cậu mực của Tiêu Trắc, liền đã vội vàng đem Tiêu chắc lẫn hành lý, nhét vào trong xe của lãnh phụ Hiền. Như thế, Tiêu Trắc đã bị người nhà ném ra khỏi cửa nhà và Lanh. Phụ hiên Tiêu Trắc à, Nhìn thấy cháu trai vẻ mặt lạnh như vàng ngồi ở bên trái Còn cháu sâu thì vẫn nộ ngồi bên tay phải của mình Lãnh triển bá bị kẹp ở giữa Quyết định lên tiếng phá vỡ áp suất thấp trong xe Bác thấy hay là để cho tài xế Đưa các cháu và ta về tổ trạch nhé Như vậy tiểu trác cũng có thể thuận tiện quen biết mọi người ở trong nhà Không cần đâu bác Lãnh vũ hiền tàn nhẫn mở miệng từ chối Để hôm khác cháu sẽ giới thiệu tiểu trác và vũ ngang cho bọn họ biết nhau Cảm ơn lễ tốt của lãnh tinh sinh Nhưng không cần phải phiền phức như vậy đâu ạ à. Tiêu chắc cũng rất là thoải mái đáp lại Ai mà thèm quen biết với người nhà lãnh gia cơ chứ Em nên gọi ông ấy là bác Lãnh phu nhân Lãnh phu hiên không vui nhíu mày lại Nhìn chăm chăm vào tiêu chắc và lãnh trần bá Lãnh phu hiên Anh quản em sao Tiêu chắc cũng không tỏ ra kém thế một chút nào Trận to mắt là giỏi hay sao cơ chứ Thôi để rồi, thôi để rồi Gọi như thế nào cũng đều là được cả Lãnh trần bá vội vang cười khoa nhủ Tránh cho hai con gà đấu Động thủ ở trong xe Đúng là đáng thương cho ông thật mà Tôi đã lớn như thế này rồi Mà vẫn còn phải phập phòng lo sợ Sao ông không nghĩ tới Đứa cháu cô chấp bằng lòng chịu thừa kế tổ nghiệp Là sớm đã có mưu tính từ trước cơ chứ Lão xa, theo xa, phu nhân Đã tới biệt thự rồi ạ Giọng cơ tài xế kết thúc Của cãi nhau ở trong xe Lãnh vụ hiền nào Chỗ thấy hay là đưa tiểu trác về tổ trạch đi Như vậy nếu hai kẻ thù này qua thật động thủ Dù sao cũng sẽ có người khuyên khăn Trong biệt thự Đến một người giúp việc cũng không khó Không cần đâu Chú Lưu à, mau dừng xe lạnh Lãnh Vũ Hiền ra lệnh một tiếng Chú Trần Liên đã vội vàng dừng xe trước cửa của biệt thự Bác à, bác hãy mau trở về đi Lãnh Vũ Hiền gật đầu với lãnh Trần Bá Xuân xe bước đi rồi lấy hành lý của tiêu trắc ở trong cốp xe lạnh tiên sinh tạm biệt lạnh lùng nói một câu khách khí tiêu trắc ung dung xuống xe đi về phía khác anh đã nói với em là phải gọi ông ấy bằng bác nghe thấy câu chào của tiêu trắc lãnh hồ phiền vừa lấy hành lý vừa liền giận dữ bừng bừng bước tới trước mặt của tiêu trắc hét to nhưng mà tiêu trắc chỉ hư mũi và lãnh vũ hiền rõ ràng chàng buồn để ý tới lời của anh nói tiêu trắc đừng có thử thách sức nhẫn hại của anh cô lại hư mũi với anh ư lãnh vũ hiền ngay lập tức cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng anh cắt nhất người khác chất vấn lời anh vậy cho nên tốt nhất em hãy nhớ lấy em chính là thích nhất chất vấn lời anh đó vậy cho nên tốt nhất anh hãy học cho quen đi tiêu chắc chăn đầy hung hăng mà cãi lại em là đang khiêu khích anh ra sao lãnh vũ hiên gầm lên thế thì sao muốn đánh em ư tiêu chắc sơ ra bộ rằng anh làm gì được tôi đây đúng là một ý kiến rất tuyệt đó Lãnh Vũ Hiên đột nhiên bật cười, tóm lấy tay của Tiêu Trác đang định chạy trốn, vác cô lên trên vai, rồi sau đó xách hành lý bước vào trong biệt thự. Lão già, Theo gia sẽ không đánh thiếu phu nhân đó chứ? Nhìn qua cửa kính xe, tài xế có chút lo lắng, nhìn Tiêu Trác đang ra sức vùng vẫy trên lưng của Lãnh Vũ Hiên mà cắt tiếng hỏi. Theo chú thì sao? Chú Lưu à, mau lái xe về tổ trạch đi. Lãnh trên bán nở ra nụ cười, con út nhà bà Lanh cùng với đại thờ gia nhà họ lãnh. Bọn họ thật đúng là kẻ thù cãi nhau om xòm trời sinh mạng. Lãnh Vũ Hiền tiện tay vất hành lý ở tầng 1. Bác tiêu chắc như một con tép vùng vẫy không ngừng, một hơi lên đến trên tận tầng 2, vất ở trên giường sữa phòng ngủ. Anh muốn mưu sát à? Tiêu chắc vùng vẫy ngồi dậy ở trên nệm. Lãnh Vũ Hiền chết tiệt, muốn ném cô chấn động não hay sao chứ? Anh đang muốn làm như vậy đó. Lãnh Vũ Hiền vừa nói, vừa cởi áo vest đồng thời tháo cà la màu xanh trên áo ra. Không phải muốn thiết chết em đó chứ. Tiêu Trác nuốt nước bọt, có phần đề phòng mà nhìn chăm chăm vào cà la trong tay của lãnh phụ hiền. Liếc tiêu Trác vẫn còn căng thẳng một cái. Lãnh phụ hiền là không thèm quan tâm đến để ý đến cô. Đôi tay tiếp tục là cởi cúc áo sơ mi. Anh muốn làm gì hả? Nhìn thấy lãnh phụ hiền cởi hết phần trên, rồi lại còn cởi quần dài. Tiểu trác không nén được mà cất tiếng hỏi. Chồng có thể làm gì với vợ đây? Lãnh Vũ Hiền ni tàn thân hài lại. Anh đừng có mà qua đây. Tiểu trác chết lên, nhảy ra khỏi rừng rơi chạy tới cửa của thư phòng. Sợ cái gì cơ chứ? Đêm đầu tiên chẳng phải khi kết hôn đã cho anh rồi ư? Lãnh Vũ Hiền cười ranh mãnh, rồi vứt cô lại ở trên giường. Khi ánh nắng mặt trời vừa mới ló ra, thì tiểu trắc lên đã tỉnh lại. Thầy lãnh vũ hiền vẫn đang say rất nồng. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi giường nhật bộ lễ phục tối đã bị vò thành một đống ôm vào trong người rồi bước ra khỏi phòng ngủ xem ra cuộc đọ sức phải đánh thắng đến cùng Tiêu trắc thờ dài ở trong lòng nhật quần áo bước vào vài hoa sen của nhà tắm phòng khách ở tầng một vốn cho rằng là mình là kẻ chiến thắng dùng cuộc hôn nhân một năm cứu em gái và tiếu thị còn lấy lại được si vật của mình nhưng nhân tính không bằng trời tính cha dẫn đến cho cô là một tên lợi hại Bây giờ cô cuối cùng cũng hiểu cho Du năm đó vì sao tức mà chết Hóa ra mùi vị Hào bình tổn tướng khó chịu như thế này Ngần đầu lên trời thơ dài thêm một lần nữa Cô bớt ra khỏi phòng tắm Lướt mắt nhìn bộ lễ phục buổi tối nhăn nhúm thành một đống Có phần vui mừng Ông ngoại và mọi người ngày hôm qua Đã nhắc cho cô cả hành lý Nếu ngày hôm nay Cô chỉ có cách là mặc lại chiếc váy nhăn nhúm này Nhặt lấy một chiếc áo len cao cổ vào quần bò màu đen từ trong vali ra để thay, rồi lại đặt quần áo còn lại vào trong tủ. Sau đó cô bắt đầu buồn chán đi lung tung khắp phòng. Khi bước vào phòng bếp, cô mơ tủ lọng không có lấy một chút hy vọng, nhưng rồi lại kinh ngạc bất ngờ khi thấy tủ lạnh nhất đầy đồ ăn, đồ uống các loại. Quay đầu chăm chú nhìn toàn bộ là tủ nồi niêu bát đũa. Xem ra chồng cô đã sớm chuẩn bị đủ lương thực. Cái gọi là mọi việc lương thực đầu tiên. Tâm động không bằng hành động. Cô chờ gì bụng đói còn cao Lập tức lấy trứng cả xăm bông Sữa tươi trong tủ lạnh ra Để mà nồi lửa nấu ăn Chờ tới 10 phút sau Một suất ăn sáng không thể coi là thịnh dặn Nhưng lại ngon Và sau sinh dưỡng nóng hổi Trong khay mời chào cô thưởng thức Sau một hồi Là ăn như hồ đói Cô đem khay thức ăn phép sạch Tới đáy đặt ở bồn rửa bát Sau đó đổ cốc sữa tươi Ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách Mở tivi xem hết tin tức của buổi sáng. Tiểu Trác đặt cống rộng xuống, cầm áo khoác đi ra ngoài. Cô gọi taxi. Hãy đưa tôi đến hiệu thuốc cần nhất. Rồi rời đi rất nhanh. Lãnh vụ hiền đang trong giấc mộng. Giờ cánh tay qua sang bên cạnh. Nhưng chỉ cờ quạng vào trong khoảng trống. Tiểu Trác. Anh lập tức tỉnh ngủ ngồi dậy. Nhìn một nơi dân đã trống, tim thắt lại. Vội vàng mặc quần áo ngủ xuống lầu tìm và vì ly hành lý anh để ở trong phòng khách đêm qua đã không còn thấy đâu chẳng lẽ là cô lại lén lút chạy trốn rồi hay sao chứ đang nghĩ ra ngoài tìm anh lại vô tình thoáng trông thấy cốc sữa rỗng ở trên bàn anh bước đến gần rồi nhìn vào trong phòng bếp tìm kiếm tuy vẫn chưa thấy bóng dáng của tiêu chắc nhưng địa ăn đã dồn qua trong bồn ra bát làm cho anh không nén được thở vào suy nghĩ căng thẳng cũng đã dịu xuống Xem ra là cô chỉ ra đi ngoài dạo thôi Nếu thực sự cô chạy trốn Thì đáng chẳng có tâm trạng đâu để mà ăn sáng cả Có lẽ cô cũng chuẩn bị cho mình một phần Suy nghĩ này khiến cho anh vui vẻ hẳn lên Anh giống như một đứa trẻ Mơ tương nuôi Xem xét ở trong đó Có phải dấu bữa sáng Mà tiêu chắc đã chuẩn bị cho anh không Thế nhưng mà kết quả là Thời dài một hơi Anh cam chịu lắc đầu lầm bầm Sao mình có một loại ảo tưởng không thực tế như thế cơ chứ Lạnh Vũ Hiền cười cười Mở tô lạnh lấy sữa tươi và trứng gà Nếu không làm một chút đồ để nhét vào bụng Thì anh chắc chắn sẽ bị đói chết mất Đột nhiên anh ngừng chân trứng Tắt bếp gà Giòn ra giòn rén bước ra khỏi phòng khách tầng 1 Rồi nhét vào cánh cửa chú ý nghe Hóa ra em ở đây Sau khi biết rõ nguồn gốc Của âm thanh vừa mới phát ra Anh đột nhiên mở cửa phòng Nơi nụ cười với người ở trong phòng Anh tỉnh rồi sao đều chắc có phần ngạc nhiên nhìn lãnh phụ hiên đang sợ ở trên khung cửa khuôn mặt vẫn hơi ngái ngủ lại khiến cho cô có cảm giác khó giải thích tim đẹp nhanh nói ra thật đúng là buồn cười tất cả những ký ức một năm kết hôn trở lại đây đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng lãnh phụ hiên vừa ngủ dậy trước đây cho dù là có việc trên giường sau khi kết thúc thì anh cũng sẽ ra ngoài phòng khách như vậy trước kia cô cũng chưa từng nhìn qua lãnh phụ hiên như thế này Em ra ngoài sao Lớp thấy chiếc áo khoác ở phía cuối giường Lãnh Vũ Hiền nhớ mày cất tiếng hỏi Ừ ra ngoài đi dạo một chút Tiểu Trác hơi lung túng Thu lại ánh nhìn của mình Hết sức lơ đi sự thay đổi Ở trong lòng Sao lại đặt hành lý ở đây Phòng ngủ ở trên tầng mà Lãnh Vũ Hiền ngồi ở bên cạnh Tiểu Trác Trên giường Kéo cô vào trong lòng Đôi tay không yên mà thao tóc đuôi ngựa của cô xuống Anh cách khí quá Anh là chủ, em là khách Sao lại có cơ thể không biết ngượng Mà để cho anh nhường phòng ngủ chính cho mình cơ chứ Tiểu trắc hết sức là phạch rõ ranh giới giữa hai người Em không thoải mái sao Ban đầu là muốn dạy một bài học cho tiểu trắc Vì cô dám cố ý khiêu chiến Sau khi thấy túi ni lông thuốc ở đằng sau Tiêu trắc Thì vội vàng là lấy trán của mình sán vào trán của Tiêu trắc Để đo thử nhiệt độ Nhiệt độ cơ thể rất là bình thường mà Lãnh vội hiền và nói Vừa giơ tay lấy thuốc ra hình như không sốt. Vậy đây không phải là cảm... Một từ cúm còn chưa nói ra. Thì sắc mặt của lãnh phố Hiên đã chuyển thành tái mét. Anh nắm chặt trái thuốc trong tay. trợn mắt mà nhìn tiêu chắc rồi sau đó hô to. Em ra ngoài, là vì mua cái này sao? Ừ, có chuyện gì sao? Tiêu chắc vẻ mặt không hiểu, mà nhìn lãnh phố Hiên. Thật không rõ vì sao anh ta có thể vô duyên vô cớ, mà nuôi nóng như thế. Em vẫn luôn dùng nó ư? kiểu coi như không có chuyện gì của tiêu chắc khiến cho lãnh vụ hiền lại càng thêm phần bực tức hơn không thể nào bình thường chúng ta gần nhau cũng không nhiều hơn nữa đa số anh đều phòng bị vì vậy em cũng không cần phải uống thường xuyên tiêu chắc lời ngay nói thật vì sao vì sao em phải uống thuốc tránh thai chứ lãnh vũ hiền hít vào một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng cắn răng mà cất tiếng hỏi anh thật đúng là buồn cười đó Em có thể hiểu anh đang cố ý tìm cách cãi nhau với em không chứ? Uống thuốc tránh thai thì đương nhiên là để tránh thai rồi. Trước kia anh dùng biện pháp phòng tránh em. Em cũng không hỏi anh là vì sao mà. Cô thật sự là không hiểu. Vì sao lãnh vụ hiền lại thích khiêu chiến như vậy? Lẽ nào anh ta chính là Hitler đầu thai hay sao cơ chứ? Nghe thấy lời oan trách, loại ngôn ngữ sao hỏa, không thể nào hiểu rõ. Lãnh vụ hiền không biết nên tiếp tục tức giận, hai cười to một trận, anh hỏi em Tại sao lại không muốn đưa con của anh Em tưởng đó là điểm duy nhất chúng ta có thể hiểu nhau Em không cho rằng Loại tình trạng giữa chúng ta phù hợp cho một đứa trẻ xen vào Hơn nữa anh cũng nghĩ như vậy mà Một cuộc hôn nhân sức mẻ Sẽ gây tổn thương lớn nhất tới trẻ con Cô tin một người thông minh như Lãnh Phụ Hiên Nhất định sẽ càng hiểu hơn cô Tình trạng hôn nhân của bọn họ Là điều cấm kỵ nhất cho việc có thêm một đứa trẻ Chết tiệt Em sợ vào cái gì mà cho rằng Anh cũng có loại suy nghĩ quái đản như em hả Trong não của người phụ nữ này Có phải là hồ gián hay không Nếu như đơn thuần chi vi báo thù Anh việc gì phải trách không buông cuộc hôn nhân này Anh hoàn toàn có thể trực tiếp hủy hoại Tiếu thiên hào vào cô Anh nhường bộ nhiều như vậy Cô lại tự cho rằng hôn nhân của hai người Chỉ tiếp tục báo phủ Lãnh vụ hiền ô ám nhấc nhìn tiêu chắc nên tốt tránh thai cô mua về xuống đất Dùng chân ra sức nhìn vỡ Đừng có để cho anh Nhìn thấy em dùng nó thêm một lần nữa Nếu không anh sẽ phá nát tất cả những thứ em quan tâm đó Âm thanh lãnh vũ hiên đá cười rời đi Làm cho tiêu chắc vẫn còn ngần người bừng tỉnh Cô ấn ấn huyệt thái dương Nhặt chai thuốc tranh thai bị lãnh vũ hiên đã ném vỡ vứt vào trong thùng rác Cô mệt mỏi qua người ở trên giường Sao bây giờ cô không nhìn thấu lãnh vũ hiên cơ chứ Một năm trước Cô có thể đoán được cực kỳ chính xác Mỗi một hành vi ý đồ của lãnh vũ hiên nhưng hiện tại cô hoàn toàn không đoán ra được tiếp theo lãnh phụ hiền là muốn làm gì do lòng cô cô rối lặn hay là do lãnh phụ hiền đã thay đổi rồi chứ thở dài một hơi tình hình đã càng ngày càng mất đi sự kiểm soát cô sợ sẽ không phải chỉ là hao binh tổn tướng tương lai không lâu sau cô có thể sẽ phải nói theo chính chủ nhà thanh bên bị hại bồi thường rồi đi người phụ nữ chất tiệt đó thế nhưng lại cự tuyệt đứa con của anh lãnh vũ hiền ngồi ở trong xe tức giận mà đập vô lăng tình cảm bị xúc động anh chưa lập tức khởi động xe mà ra sức chăm thuốc đã cài từ lâu từ khi anh bắt đầu là lưu tâm tới tiêu chắc như vậy cơ chứ lưu tâm tới việc tiêu chắc xa vờ yêu anh lưu tâm tới việc tiêu chắc không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với anh lưu tâm tiêu chắc không muốn sinh con cho anh anh chưa bao giờ tin vào duyên phận càng thêm khinh bỉ vào tình yêu. Cho dù anh định nâng tay với tiêu chắc thì cũng đa phần là do thông cảm đối với hoàn cảnh, thời thơ ấu và khâm phục tính kiên nhẫn đó của cô. Nhưng vì sao bây giờ, mọi thứ đều bị rối loạn như vậy? Từ lúc nào người phụ nữ đó đã bắt đầu đi sâu vào trong tận đáy trên trái tim của anh như vậy? Anh thích sự thông minh và tán thưởng sự kiên cường, lưu tâm sự lạnh nhạt của cô. Anh không thể nào giải thích nổi. Tình cảm phức tạp do bản thân của mình. Là tình yêu hay là không? Anh không biết bản thân phải chăng đã yêu Tiêu Trắc. Có điều anh biết rất rõ. Tiêu Trắc là người phụ nữ duy nhất. Anh muốn đi cùng suốt cuộc đời này. Chia dỡ vào một điểm này, thì Tiêu Trắc cả đời này chỉ có thể là vợ của một mình anh. Tại tập đoàn thị đặt trụ sở chính ở London. Anh đã đến rồi. Lãnh phụ hiền suy nghĩ mạch lạc. Lái xe như bay cả một chặng đường đi tới công ty Lại nhìn thấy Rick chất mắt Đã ngồi ở trong phòng của mình Anh lịch sự cúi đầu chào Tự mình ngồi xuống chiếc ghế trong văn phòng Uống một chút gì đó Anh bông lòng Calavat Có khách sáo cất tiếng hỏi Anh không cảm thấy ngạc nhiên Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của tôi hay sao chứ Richard nhớ mày Mà nhìn lãnh phụ hiền Vì sao phải ngạc nhiên chứ Nếu như là anh Thì tôi cũng sẽ làm như vậy chỉ là tôi không hiểu với mức độ anh em của các người Quan tâm tiêu trác Nhưng sao lại chỉ đến một mình anh thôi Bởi vì tôi không muốn có người tới bệnh viện Tạo ra bản tin nổi bật cho giới truyền thông Rick chắc nhút nhút vai Từ chỗ của Mark Chúng tôi đã biết mọi thứ về chắc chắc rồi Họ không thể gián tiếp Khen cho đứa em gái duy nhất của họ Chịu đựng cực hồi như như thế này Sớm biết như vậy năm đó Bọn họ sẽ không bỏ tất cả chỉ chuyên tâm đi tìm chắc chắn Cho dù toàn bộ tài lực của gia tộc nhà bà Lanh bị kết quệ. Nếu đã như vậy thì chúng ta ngả bãi đi. Lãnh vội hiền thong thả nói. Đây là mảnh đất, là nghề mắt của chúng tôi. Thủy đặt luôn có ý tứ đầu tư. Bây giờ, viễn hằng sẽ dâng cả hai tay. Chỉ cần anh ký nó, thì nó chính là của lãnh gia. Chiếc chắc đặt một tờ phát bản lên trên bàn làm việc của lãnh vũ Hiền. Thật đúng là không ngờ, Giá trị của vợ tôi là cỡ phải trăm triệu đô la Mỹ. Lãnh vội hiền biểu môi. Không ai may có ý định nhìn tờ văn bản đó. Em gái của tôi là vô giá. Thế nhưng cuộc hôn nhân của hai người là có giá. Nếu như mảnh đất này còn chưa thỏa mãn khẩu vị của anh thì tôi có thể tăng thêm. Richard nghiêm túc nói. Coi như anh dâng hai tay ra tộc Blank thì tôi cũng sẽ không buông tiêu chắc ra. Lãnh vội hiền nhích khóe môi để lộ ra một ý cười châm biếm đem tiêu chắc so sánh với vật chất tiền bạc thật đúng là khập kiễng mà. Xem ra, tôi đúng là phải dùng cách của chắc rồi. Lấy một phần trăm mảnh đất, thuê một sát thủ đến tiêu thiệt anh. Rích chắc nhướng nhớ mày. Không biết cái tên lãnh vũ hiên này định làm cái gì đây? Đây đúng là một ý kiến không tồi đó. Thế nhưng tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình. Chỉ ít cho tới chết, thì tiêu chắc vẫn là lãnh thị tiếu. Này lãnh vũ hiên anh cũng là một người thông minh. Bởi vì mục đích đó mà duy trì trái buộc của con nhân. Tuyệt đối không chỉ là một mặt của của con nhân. Thông minh lanh lợi như anh. Cần gì phải hại người không lợi mình như vậy cơ chứ. Bỏ qua tiêu chắc, điều kiện thì thì anh. Đích chắc, anh cũng là một người thông minh. Chắc cô biết tôi không hại người mà không có lợi cho mình chứ. Chẳng có tên ngốc nào có thể báo thủ bằng hôn nhân cả. Tiêu chắc là người phụ nữ duy nhất khiến cho tôi mong muốn đi cùng trong cuộc đời này. Vì thế tôi sẽ không buông tay đâu. <laughs> Thật đúng là hiếm thấy. Có thể nghe được câu nói nặng tình đến vậy từ chính miệng của anh. Công tử đào hoa của lãnh gia. Nhưng đây không phải là việc nhà bà lãnh chúng tôi quan tâm. Nếu em gái của tôi không có cảm tình với anh, vậy thì coi như anh bằng lòng chết vì cô ấy. Thì trong mắt của nhà chúng tôi, anh cũng chỉ là vật cản của cả đời em gái tôi mà thôi. Rích chất lạnh lùng nói, anh không quan tâm, chồng của em gái mình có phải là thần tình yêu không? Anh chỉ quan tâm, em gái của anh có yêu chồng của nó không? Anh không hiểu tiêu trắc, em gái anh bằng tôi đâu. Cô ấy là kiểu phụ nữ, sẽ coi tình yêu nam nữ là vật cản cả đời. Lãnh phủ hiên không một chút khoa trường phân tích. Khác với các vật cản khác của cô ấy là ở chỗ tôi chắc chắn sẽ làm cho tiêu trắc thay đổi tình cảm đối với tôi. Dường như anh rất là có lòng tin Về bản thân mình đó Richard không khách khí Lộ ra nụ cười châm biếm Em gái của anh chẳng phải là loại người con gái Chỉ cần nghe một vài câu ngọt ngào Là đã có thể thay đổi Cách nhìn nhận của bản thân được Richard à Anh và tôi đã quen biết nhau được mấy mấy năm rồi Tính cố chấp của tôi Chắc chắn anh cũng là hiểu rõ Tiêu chắc Là sự kiên trì tôi không thể thỏa hiệp Hơn nữa Nhà bà Lanh của các anh cũng sẽ không vui vẻ khi Tiêu Trác cô độc tới giải chức. Lâm Vũ Hiên không quan tâm là người khác có thích anh hay không. Anh chỉ quan tâm là mình nhất định sẽ thay đổi con người đó của Tiêu Trác. Anh thực sự nói tới khẩu yến của chúng tôi rồi đó. Việc cô ấy không muốn tin vào tình yêu và hôn nhân luôn là mối lo lắng lớn nhất của chúng tôi. Nhưng thưa lỗi cho tôi nói thẳng. Tôi không nhìn ra anh có thể là có điều gì thay đổi được tính chất vốn có ẩn sâu bên trong kia. Richard không nghe mặt mà xua xua tay đáp. Nhưng chỉ ít, tôi cũng là người đàn ông duy nhất của cô ấy, và cũng là chồng hợp pháp của cô ấy. Tôi không dám nói có thể khiến cô ấy quan tâm tới tôi, như tôi toàn cầm tới cô ấy. Nhưng tôi sẽ không tiếc mọi thứ để giữ cô ấy ở bên cạnh mình. Lãnh vụ hiền quyết tâm bằng được đáp. Tôi đã rồi. Tạm thời tôi sẽ ủng hộ anh. Nhưng lãnh vụ hiền, tôi làm việc trước nay đều đặt lợi ích lên đầu rồi mới tính tới tình nghĩa. Anh với tôi đều hiểu rõ. Em gái của tôi bây giờ vẫn là chưa yêu anh. Nếu như cuối cùng anh khiến cho em gái của tôi chịu tổn thương hoặc khi em tôi tìm thấy tình yêu thực sự tôi sẽ không quan tâm tất cả mấy thứ quan hệ tình cảm và lễ giáo mà toàn lực con bé ủng hộ đi tìm hạnh phúc của bản thân. Khi đó tôi hy vọng anh có thể rộng lượng buông tay. Con người đều là ích kỷ bây giờ chắc chắc chưa yêu anh có thể để mặc cho lãnh vũ hiên cảm hóa cô lúc đó anh không quan tâm có bị tổn hại gì với lãnh vũ hiên hay không anh sẽ không tiếc tất cả mà giúp chắc chắc có được hạnh phúc tôi cũng là người đặt lợi ích lên đầu rồi mới tới tính tới tình cảm tôi có thể khoan nhượng tiêu chắc không yêu tôi nhưng lại không thể không cho phép cô ấy yêu người khác nếu nhờ có một ngày sợ tôi và cô ấy thực sự xuất hiện vật cản như vậy tôi thể sẽ vứt chướng ngại đó xuống dưới tận địa ngục từ lúc đó anh không sợ Tiểu trác sẽ đau khổ Đồng thời hận anh cả đời hay sao Nếu như cô ấy cả đời không yêu tôi Tôi cũng không để tâm cô ấy Sẽ là hận tôi cả đời Mà quan trọng là cả đời Cô ấy đều không thể quên được tôi Nói đến đây Ở trong mắt của lãnh phụ hiền lẽ lên một tia sáng lạ thường Có lẽ chúng tôi đều đã đánh xa thấp Tình cảm anh dành cho chắc chắc rồi đi Trích chắc đột nhiên cảm thấy Có lẽ sự ương vướng của lãnh phụ hiền có thể thay đổi được suy nghĩ của em gái mình. Hy vọng anh có thể trở thành người đem lại hạnh phúc cho con bé. Lãnh Vũ Hiền xoa trán đau lần thứ ba, bao lên từ sàn nhà, gần như mất tinh thần mà nhìn Tiêu Trác, chiếm hơn nửa chiếc giường vẫn ngủ ngon giấc. Thật đúng là quá mức khoa trương rồi. Có người đàn ông nào nửa đêm bị vợ đá ra khỏi giường ba lần liên tiếp hay không? Anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ là cô cố ý vừa ngủ giáp tâm đá anh xuống giường nhưng tiếng thở đều đặn rõ ràng cho thấy cô đang ngủ say nghĩ kỹ số lần anh qua đêm cùng giường với tiêu chắc có thể đếm được trên đầu ngón tay có lẽ sáng ngủ của cô thực sự không đẹp lắc đầu mà cười khổ lãnh vụ hiền nhẹ nhàng vuốt vuốt ga giường quay người rời khỏi phòng ngủ đêm nay chỉ có thể ngủ ở trong phòng dành cho khách thôi ngày mai còn phải chủ trì hội nghị của công ty Đêm nay anh không thể để cho mình bị thương nữa Nghe thấy tiếng bước chân của lãnh Vũ hiền rời ra Vẫn đang nằm ở trên giường nhắm mắt Khóe miệng của tiêu trắc lộ ra nụ cười đắc ý Cô vừa ngủ tới bây giờ Là vì muốn đá cả đàn ông chướng mắt kia ra khỏi phòng Bây giờ thì tốt rồi Ma quỷ đã đi rồi Lại là thiên đường Cô nhanh nhẹn ném gối Còn lưu mùi của lãnh phụ hiền xuống khỏi giường Ôm chăn rồi chân sang nhắm mắt dần dần đi vào trong giấc ngủ. Lãnh vội hiền cực ít khi dậy sớm. Đi đến phòng ngủ chính, thì tiêu chắc vẫn còn đang xây giấc. Anh nhìn ca giường một nửa, chưa bị tiêu chắc chiếm lĩnh. Cho mắt lộ ra vẻ quầy rõ ràng. Nhặt gối ở dưới vị trí, đặt vào trong vị trí cũ. Rồi bắt đầu không khách khí, mà lai lai vai của tiêu chắc. Đúng là đáng ghét mà. Bị quấy nhiễu không chịu được Tiêu Trắc không bằng lòng mở mí mắt nặng trĩu, rồi sau đó cắn răng mà cất tiếng hỏi: Anh làm gì thế? Anh phải đi làm. Lãnh phụ Hiên cực kỳ nghiêm túc mà nhìn Tiêu Trắc. Về chuẩn. Cái tên ngốc này đi làm con đến xin chỉ thị, rõ ràng chính là cố ý cây sợ đi. Nốt xuống cơn thức giận của mình, Tiêu Trắc miễn cưỡng vẫy tay bye bye, rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Anh muốn ăn sáng, anh lại kéo theo chắc ra khỏi giường rồi bình tĩnh nói Anh ăn sáng thì về gì bắt em phải dậy Lẽ nào anh muốn là mượn miệng của em ăn hộ hay sao Tiêu chắc không thể nào nhịn được nữa mà ngồi dậy Trợn mắt nhìn lãnh phụ hiền Em phải dậy làm cơm cho anh Lãnh phụ hiền kèn nhẫn nói Hơn nữa làm vợ Em cần phải chuẩn bị quần áo cho anh Và cặp đi làm cho anh Anh nhớ rõ tới ngày hôm qua chúng ta cũng đã nói xong rồi Anh không nói linh tinh trước mặt ông ngoại của em thì em cũng không thể không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Cái tên tiểu nhân bị ôi này, nếu không phải là vì ông ấy, cô đã đá anh ta ra tận bắc cực rồi đi. Tiểu trác nghiên răng canh ghét, giận sự xuống giường bước tới trước tủ quần áo. Tôm lấy một bộ quần áo rồi nhét vào tay của lãnh vũ hiền. Được rồi chứ, lãnh tiên sinh. Cà la vát. Lãnh vũ hiền miễn cưỡng cười nói. Của anh đây. Tiểu trác quay lại tủ quần áo, lôi ra một chiếc ta la vát, rồi sau đó sẵn sử phòng nó quanh cổ của lãnh vũ hiên. Như thế này được chưa hả? Bữa sáng. Hít sâu, hít thở sâu cần phải bình tĩnh lại. Cô nhất định là phải nhẫn nhịn. Tiểu trác quay người tốm tươi sách, lấy ra một tờ giấy đưa cho lãnh vũ hiên. Anh ra ngoài ăn. Lãnh vũ hiên viu môi một cái. Cửa tuyệt sơ tay nhận lấy tờ tiền đó. Ngần đầu hít mũi lên với tiểu trác nói. Không thèm. Như thế này là đủ rồi chứ Tiêu chắc lại tôm lấy túi sách Lấy ra tất cả tiền mặt Nhét vào trong túi áo ngủ của lãnh vụ hiên Thật sự đây là lần đầu tiên Gặp một người sách việc như thế này Anh không bao giờ ăn sáng ở bên ngoài cả Nếu vậy thì anh cứ chết đói đi Đôi mắt của tiêu chắc gần như sắp nổi lửa Anh đói rồi Lãnh vụ hiên kéo tiêu chắc Định quay lại ngủ Hoặc anh ăn em Hoặc là em làm bữa sáng cho anh anh lấy tờ tiền từ tay của tiểu trắc nhất cho anh. Hít một tiếng tranh mãnh Này trắc tiểu thơ, em nhét tiền vào túi của anh. Có phải là muốn anh phục vụ anh hay không cơ chứ? Anh, đúng là đồ dây ra. Tiêu trắc không giữ chiến đấu với nồi bát đũa thìa ở trong bếp. Dường như mỗi một đồ vật ở trong này đều có một chút hận thù sâu sắc với cô vậy. Cuối cùng, một phần vỡ sáng đơn giản thiết thực được đặt vào trên đĩa. Của anh đây. Tiêu chắc đặt mặt chiếc đĩa lên trên bàn cho lãnh Vô hiền. Lãnh vô nhân à? Cho dù em cho xã thú ăn như vậy thì nó cũng có thể phản đối. Lãnh vụ hiền bất mãn nhìn tiêu chắc nói. Em biết xã thú có thể phản đối nhưng bây giờ em đưa bữa sáng cho anh chứ không phải là cho xã thú có đúng không hả? Em đang nói là anh không bằng xã thú hay sao? Ồ, lãnh tiên sinh anh đúng là đã trở nên thông minh rồi đó. Không may em lại trở nên ngu ngốc. Lãnh vô nhân à? Trung Quốc chẳng phải có một câu Gà gà theo gà Gà chó thì theo chó Nếu anh là giã thú Vậy em chẳng phải là sẽ trở thành Này lãnh vô hiên Hồi thứ hai Lãnh vô hiên thắng một trận Ở dưới anh trăng Tiêu chắc nằm ở trên chiếc giường màu trắng Có phần gian ác nhìn chăm chú lãnh vô hiên Đang nằm bên cạnh ngón giấc Giờ ngón tay trắng miệng ra Cô nhẹ nhàng đặt lên mũi của lãnh vô hiên Rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy lên đúng là đồ mũi heo. Nếu chúa sáng thế năm đó tặng cho lãnh vũ hiền một cái mũi như vậy, thì chắc chắn sẽ là một việc hoàn hảo nhất. Lãnh vũ hiền vẫn ngủ như bên cạnh không có người. Tiêu chắc thu ngón tay lại, khóe miệng nhích lên một nụ cười gian. Anh ta nói không quan tâm sáng ngủ của cô giống, mà kiên trì ngủ cùng chung chăn quấy với cô. Vậy thì cô không có lý do gì để hạ thù đối với anh ta. Không, Chân không nề tình, cô hơi dịch người chậm chậm mà giơ chân trái lên mượn ánh sáng tới tăm mà nhằm trống bụng của lãnh vũ hiên ra sức đá đột nhiên tiêu trác lấy tay bưng miệng nhíu lông mày lại tên lãnh vũ hiên chết tiệt này lại đúng lúc quấn gối thành một gói Hại cho cô một chân đá trúng trên sân bánh trẻ của anh ta đau chết đi được chậm chậm thu chân lạnh cô tiếp tục xà vờ ngủ trong lòng âm thầm thề ngày hôm nay mình nhất định phải đá chết anh ta một lúc lâu sau lãnh vũ hiền cuối cùng cũng xuỗi thẳng sáng người to lớn đời sang tư thế nằm thẳng trong đôi mắt đỏ sáng rực lên tia sáng ách độc lãnh vũ hiền anh đi chết đi vừa nghĩ như vậy Tiêu trác lại nhấc chân trái lên cô ngắm trống một cách chính xác hết sức đá vào bụng của lãnh vũ hiền thế nhưng tiếp tục chen đến một hồi rò thầm nghìn cân cho sợi tóc đúng lúc lãnh vũ hiền nghe người hai cánh tay ôm trống cái chân tập kích của cô Tôi mới không tin hôm nay không đá được anh Chuẩn bị tấn công lần sau Tiểu Trác bắt đầu thở nhẹ nhàng thu chân về Nhưng cánh tay của lãnh phụ hiền Lại giống như là cây mây Kẹp chặt chân trái của cô lạnh Không có cách nào cả Tiểu Trác lấy tay nhẹ nhàng di chuyển Tới nách của lãnh phụ hiền Mà cô nhẹ Chắc là anh ta sợ buồn đi Thế nhưng mà lãnh phụ hiền Lại một chút cũng không hề động đậy Thật đúng là một con người ác độc mà Đến máu buồn cũng không sợ sao Cô cất tiếng rửa thầm. Đôi tay ngọc ngà lại chuyển lên, tấn công cổ của lãnh vũ hiên. Nhưng lãnh vũ hiên vẫn thờ đều đều như thế, không hề động đậy một chút nào cả. Như thế này cũng không được. Tiêu chắc buồn bực nhìn lãnh vũ hiên đang say giấc. Nhìn trái rồi lại nhìn phải. Anh trông cũng không giống cổ may lắm. Sao có thể không sợ buồn cơ chứ? À, có rồi, còn có phần eo nữa. Vừa mới nghĩ đến đây, đôi tay của tiêu chắc đã không một chút xa dựng mà tiến sâu vào eo của lãnh vũ hiền. Cuối cùng cũng thấy hiệu quả rồi. Lãnh vũ hiền giống như một con heo chết không động đậy, đột nhiên đã có phản ứng. Chỉ là phản ứng của anh ta, không phải là di chuyển cánh tay buông tiêu trắc ra, mà là dùng hai tay duỗi dài ra, ôm cả người của tiêu trắc vào trong lòng. Sao lại có thể như vậy cơ chứ? Tiêu trắc bị ép đầu vào trong ngực của lãnh vũ hiền, đành phải với tay ra, hạ thù eo với lãnh vũ hiền thêm một lần nữa nếu anh là em, anh sẽ ngoan ngoãn dừng tay lại. đột nhiên một giọng nói trầm lắng của lãnh vô hiền vang lên bên tay của tiêu chắc. anh là đang nói mơ sao? bàn tay của tiêu chắc đặt ở trên eo của lãnh vô hiền lập tức cứng lại. cô có một chút xa dựng mà ngần đầu nhìn vào gương mặt của lãnh vô hiền vẫn còn đang nhắm mắt kia. em có lẽ không biết. Từ qua trước khi anh bị em đá ra khỏi phòng, đã đặc biệt trải ga giường ở bên nửa của anh. Sáng nay vào phòng ngủ, nửa bên ga giường kia vẫn bằng phẳng như cũ. Điều này chỉ có thể nói rõ. Sáng ngủ hỏng bách của em chỉ nhằm vào anh. Lãnh Phụ Hiền vẫn nhắm mắt, cất tiếng thì thầm bên tay của Tiêu chắc Anh, anh đúng là đồ đê tiện. Đúng là tức chết mất mà. Tiêu chắc thẹn quá hóa giận, bắt đầu ra sức vùng vẫy, định rời vào vòng tay của Lãnh Phụ Hiền. Anh nhiều nhất chỉ có thể nói là tùy bệnh bốc thuốc, tương kế tự kế. Là em, là một người không đê tiện, này đã dẫn gặt trước. Lãnh vụ hiền thông tình, kẹp chặt tiêu chắc không ngừng vùng vẫy. Giọng nói trầm lắng tràn đầy ý cười. Để cảm ơn bữa sáng của em. Sáng nay anh còn âm thầm hạ quyết tâm. Sau này, nếu không được sự cho phép của em, anh tuyệt đối sẽ không cưỡng ép đụng vào em. Nhưng nếu em còn làm như thế nữa, thì anh sẽ coi đó là một lời mời của em đó. Vậy thì anh còn không mau bơm tay. Tiêu chắc nghe lời vội vàng ngừng vùng vẫy. Nhưng anh muốn em em ngủ. Coi như là sự trừng phạt em dám dẫn gặt. Lần sau, em dám đánh úp anh nữa. Thì anh sẽ không dễ tính như thế này nữa đâu. Mau ngủ đi, lãnh phu nhân. Lãnh phụ hiền hôn lên trán của tiêu chắc. Rồi sau đó hài lòng mà nhắm mắt lại. Không lâu sau liền đã đi vào trong giấc ngủ. Nhưng tiêu chắc đáng thương. Lại mặt đỏ tim tập lâu lâu không thể nào ngủ nổi. Sau đấu lần hai, dường như Tiểu Trác đều hơi thua kém. Tiểu Trác vẫn đang say giấc nồng, giơ tay tìm điện thoại đang rao đặt ở bên tai mình. Sinh nhật vui vẻ. Đầu dây bên kia điện thoại vang lên giọng nói hào hứng của Tần Như. Vui vẻ cái đầu của bồ, bồ cố ý thì có. Giọng nói ngái ngủ lơ mơ của Tiểu Trác đầy sự tố cáo. Giống như thế này đã gọi điện đến quấy rầy giấc ngủ của mình. Ôi trời ơi, cậu đúng là đứa trẻ không có lương tâm mà. Mình tính qua thời gian trên lệch rồi. Hiện tại bên cậu là 9h35. Vừa vạn thời gian là cậu sinh ra năm đó. Bạn chỉ cốt đó, tặng lời chúc mừng sinh nhật đúng khoảnh khắc này nha. Chị chúc thôi đã đủ thôi sao? Có thứ gì thực tế một chút hay không cơ chứ? Tiêu chắc mờ mí mắt nặng nề. Nhìn đồng hồ ở trên tủ đầu giường đã sắp 10 giờ rồi. Đều phải trách lãnh vụ hiền. Nếu không phải anh ta căng căng ôm cô ngủ Thì cô cũng sẽ không thể mất ngủ Cho tới tận nửa đêm Có chứ Thời gian cậu đi phí trong năm công ty và nhà giúp cho cậu Mình không thèm tính nữa Xin cậu đi Công ty cũng có phần của cậu mà Nhà có bảo vệ trong coi Hồi nữa mình còn đền anh của mình cho cậu Chị dâu tương lai ạ à. Ban ngày đó nhận lung tung cái gì mọ họ hàng cơ chứ Giọng của tần như hơn mắt vang lên Chuyển tới lạnh sao mọi thứ đều thuận lợi chứ Chắc không phải người ta là đồ tệ Còn bồ thì làm thịt cá chứ Trả lời câu hỏi này của cậu Đã xỉ nhục chỉ số IQ của mình rồi đó Lãnh Vũ Hiên Một người đến vị phụ thân của mình Còn có thể lừa anh ta thành quấy thiêu hoa Anh ta chỉ có thể Là bại tướng dưới tay của mình thôi Tiêu chắc song điệu xem thường Bại người không bại trận Sổ sao điều này cũng chẳng có ai bóc trần Lời nói dối của cô cả Ngày hôm qua mình với mấy đá anh ta xuống rừng tận ba lần đó. Nhắc tới là phụ thân đại nhân của cậu. Hôm qua ông ấy gửi cho cậu một món quà đáng giá. Cậu đã nhận rồi sao? Lúc đầu mình không nhận. Nhưng cuối cùng ông ta để cho mẹ dư đích thân tới. Mình có thể công nhận hay sao? Cậu coi như là quà của mẹ dư tặng cho cậu đi. Tần như đành phải giải thích. Bỏ đi. Sau này mình sẽ tìm cơ hội truyền tặng sang cho Kiki. Nếu như mẹ tố trung đã ra mặt, thì cô cũng không tiện nói gì. Còn nữa, mình đã gặp anh nhân hậu. Anh ta nhờ mình nói với cậu, dù cậu cảm thấy anh ta không thanh khiết trong tình yêu. Nhưng so với ông chồng mà cậu đã lựa chọn, anh ta thánh thiện tự như thánh mẫu vậy. Giọng cờ tần như tràn ngập ý cười. Có lúc đàn ông thật đúng là buồn cười. Vừa nghĩ tới chuyện ân nhân hậu đặc biệt tìm cô, truyền đặt những lời này thì cô liền muốn cười to. Vua nhằm hiểm lại có thể nói ra những lời này thật sao? Mình thực sự lấy phải một tên ngựa giống lăng nhăng rồi đi Tiêu chắc nhếch mép cười Cái tên vua nham hiểm này Thật là thích ghen tách. Nhìn cách cơ sở giữa vợ chồng Nam nữ thật đúng là khác nhau Cậu xem Bộ mặt cười đến trên nỗi đau người khác đó của cậu Dường như chúng ta đang thảo luận Về chồng của người khác vậy Đương nhiên là không giống nhau rồi Vợ mà lạc lối Không chỉ sẽ khiến thể diện của chồng bị tổn thương Mà quan trọng là một người không cẩn thận sẽ khiến cho chồng trở thành là một ông bố đổ vỏ. Chồng mà lạc lối, cho dù là hôn cả phụ nữ trên thiên hạ, mình cũng chẳng lo anh ta mang thai, khiến cho mình trở thành bà mẹ đổ vỏ đi. Đúng là ngất trước cái miệng của cậu đó. Thôi để rồi, không tan sóc với cậu nữa. Mình còn phải đi xem kế hoạch của công ty. Cậu tự mình mà bảo trọng đi. Để rồi, đừng có quấy rầy giấc ngủ của mình nữa. Mình còn phải nuôi dưỡng tinh thần để dán mắt vào ông chồng lăng nhăng của mình đây. An Niên Hạo, nếu như nghe thấy cậu đối xử với Lãnh Vũ Hiên như vậy, nhất định sẽ ném hết tất cả, chạy tới miếu cảm ơn thần linh phù hộ đã không để cho anh ta lấy phải cậu đó. Cậu và Lãnh Vũ Hiên dù thế nào, cũng không rời xa nhau được. Vậy cho nên mình xin cậu, đừng cay nghiệt như thế có được không chứ? Cậu phải tin việc tại người. Có cần thì có cực. Nếu như mình có thể đá thành công Lãnh Vũ Hiên, thì cậu sẽ phải làm cơm cho mình cả đời đó nha. Mình mới không rảnh mà điên với cậu tạm biệt nhé. Đại biết là cậu không dám mà, tạm biệt nha. Đặt điện thoại ở trên tủ đồ sáng sau, thì Tiêu Trác vừa ngắp vừa lật người chuẩn bị tiếp tục ngủ bù. Lãnh vội hiền ngủ bên cạnh Tiêu Trác. Thầy Tiêu Trác quay người qua há miệng to vì kinh ngạc, Lên đời ra một nụ cười. Sao, sao anh... Làm sao có thể yếu như thế này cơ chứ? Tiêu Trác lúng túng mà ngậm miệng lại, nuốt nuốt nước bọt. Anh ta chắc chắn sẽ không ở đây suốt trước. Đúng vậy, anh luôn ở đây. Chỉ là em cứ quay lưng với anh, cho nên không phát hiện ra mà thôi. Lãnh vũ hiên vẫn giữ một nụ cười mỉm. Cái đó, hôm nay anh không đi làm sao? Tiêu chắc cố gắng nặn ra một nụ cười. Cô toài đời rồi. Lãnh vũ hiên đã nghe thấy toàn bộ rồi sao? Sao cô cảm thấy lãnh vũ hiên lại cười rất u ám như vậy cơ chứ? Hôm nay chính là sinh nhật của em. Vô dĩ anh muốn trở thành người đầu tiên chúc mừng em nhưng rõ ràng đã bị tần tiểu thư cướp mất lãnh vũ hiên vẫn vô cùng tao nhã bây giờ em dậy hay tiếp tục nghỉ ngơi lấy sức sàn mắt vào ông chồng lăng nhăng đây à bây giờ em phải dậy để chuẩn bị bữa sáng trước tiêu chắc cười lúng túng rồi cuồng quyết đi xuống dưới giường, giống như chạy mà trốn vào trong phòng vệ sinh trên mặt của em có gì sao cuối cùng thì tiêu chắc cũng không chịu được đặt đũa xuống mà nhìn lãnh vũ hiền đang ngồi đối diện trên bàn ăn luôn chăm chú nhìn cô kia gã đàn ông này muốn kêu trên ư cứ nhìn cô không rất như vậy anh chỉ là đang nghĩ vì sao ân liên hậu có thể cho rằng anh không thánh thiện bằng anh ta lãnh vũ hiên thu lại ánh mắt cúi đầu uống bát mì nắng mà tiêu chắc đã chuẩn bị cho mọi người đều là người lớn rồi cần gì phải giống như trẻ con mà sao đo từng chút một cơ chứ và lại xã hội dân chủ tự do ngôn luận Anh cũng không thể không cho người khác nói thật đi Thật đúng là một tên phụ xạ hẹp hòi Thích tính toán mà Anh nhân Hào Là người yêu em quan tâm nhất nhỉ Với tính cách của em Lại có thể hôn anh ta ở trên đường Có thể thấy anh ta có một vị trí trong trái tim của em Lãnh Vũ hiền vở như thờ ơ mà cất tiếng hỏi Bây giờ anh đang điều tra em có bao nhiêu người yêu đó sao? Nếu như em điều tra ngược trở lại anh có bao nhiêu tình nhân? Chỉ sợ phải dùng máy tính trợ giúp máy tính nổi đi Tiêu trắc nhớ mày Lãnh vụ hiền muốn so sánh độ cũ với cô Xem ai có nhiều hơn hay sao cơ chứ Anh có thể hiểu rằng Em đang ăn ghen không Lãnh vụ hiền nhếch mép cười Lộ rõ hàm răng trắng bóng Đương nhiên Rốt cuộc sống cũng có tác dụng tốt cho sức khỏe Cơ thể cơ mà Tiêu trắc vừa nói Vừa thêm một ít giấm vào bát mì của mình Anh có muốn thêm một chút không Anh đang nghĩ Lãnh phụ nhân à Trước này em đã từng yêu ai chưa chứ Lãnh phụ hiên vờ nghiêm túc hỏi Tiểu trác có lúc giống như một người không thể hiểu được Anh luôn nghĩ rằng cho dù anh hay ân niên hậu Trong trái tim của tiểu trác Thực sự đều không quan trọng gì cả Bởi vì cô căn bản là một kẻ ngốc Không thể yêu người khác Anh có được tính là loài người không Nếu như có Vậy thì em có thể thực sự yêu anh chết đi được đó tiêu trác cắn răng mặt trả lời có thể được em yêu chết đi mất Đúng lúc không tuổi Cẩn thận là đừng cắn vỡ răng của mình đó Lãnh Vũ Hiên cười một cách châm biếm Xem ra là nên đổi chủ đề rồi đi Nếu như anh còn tiếp tục khiêu chân nữa Thì tiêu chắc nhất định sẽ đổ bắt mì lên đầu của anh lắm Cái này tặng cho em Lãnh Vũ Hiên cầm tay trái của tiêu chắc lên Rồi đeo vào ngón áp bút của cô một chiếc nhẫn kiếp thôn trái mắt Thật đúng là một món quà lớn Chiếc nhẫn này ít nhất cũng đủ cho anh trả chi phí chia tay với 10 cô bạn gái đó nhỉ. Tiêu chắc nhìn chiếc nhẫn kim cương đặc biệt trên tay. Có phần lưu manh huyết sáo một cái. Đáng tiếc là chiếc nhẫn nhỏ quá đeo lên rất là khó chịu. Anh đã cố ý bảo người ban nhẫn là một chiếc nhẫn chặt hơn một chút. Nếu như nhẫn to quá thì rất sẽ bị mất khi ấy bị người nào đó nhặt lên rồi đem đổi lấy tiền mặt mua hoa hoặc mua quà quyền thẳng tổ chức từ thiện thì không xong rồi Bà xã Em nói có đúng hay không cơ chứ Lãnh phụ hiền lợi viếng Cắp ni vào trong miệng Trong mắt đầy sự trêu trọc nhìn về phía cô nói Đương nhiên rồi ông xã Sợ sao, sao bây giờ kinh tế không khởi sắc Có tên ngốc làm mất đồ Tự nhiên sẽ có người thông minh nhận đồ lên rồi Lãnh phụ hiền chết tiệt Đến điều này mà anh ta cũng biết Anh ta có lẽ đến tổ tiên của cô là người vận nguyên mưu Hay là người động núi Cũng đều có thể điều tra rõ ràng rồi đi Đúng là có lý Anh sẽ đặc biệt chú ý tới đôi nhẫn trong tay em và anh Để tránh bị người thông minh nhặt mất Lãnh Vũ Hiên lắc lắc tay trái Đôi nhẫn nam nữ trên ngón tay áp út của anh tỏa sáng lấp lánh Bà xã ăn cơm nhanh lên Chúng ta đã nói với ông ngoại rồi Hôm nay là phải về nhà ăn cơm đó Cái này là cho em sao Tiêu trắc trần ngập phấn khởi Nhìn xích đu bằng gỗ Giữa hai cây ngô đồng trong phần hoa sao nhà banh về mặt vô cùng kinh ngạc vui mừng cất tiếng hỏi Đương nhiên rồi Đây chính là anh đặc biệt làm cho em đó Em mau xem Hai cái cây này chuyển sang trồng sau phần hoa Để làm xích đu Bác mỉm cười mà nhìn tiêu chắc Em gái à, sinh nhật vui vẻ Anh hai, em đúng là yêu anh nhất mà Em rất là vui nha Tiêu chắc giống như một con gấu có à là Nhảy lên người của mắc Hồn lên hai má của anh vui đùa giống như một đứa trẻ Chắc chắc à, Thật đúng là không công bằng Anh tặng em đồng hồ kim cương Nhưng đến một cái khuôn gió em cũng không có Peter bất mãn phản đối Nhưng chẳng phải Món quà của mỗi người bọn anh đều đáng ra hơn Là một miếng gỗ này hay sao Chắc chắc à Em quá mức thiên vị rồi đó Richard cùng với George Cũng là lần lượt cất lời phản đối Cả đám người trên người sọc mùi tiền Thì có thể hiểu được cái gì cơ chứ Chắc chắc chỉ thích ở ý nghĩa của món quà Chứ không phải là giá trị Bác xem thường nhìn anh em của mình Trong lòng âm thầm đắc ý Vẫn là tiểu như của anh thông minh Đề xuất anh tặng một cái xích đồ cho chắc chắc Có cần ngồi lên thử xem không? Được ạ à. chắc chắc vui mừng Từ trên người qua mắt nhảy xuống Ngồi lên trên xích đô Thoải mái để mấy ông anh họ giúp cô đẩy xích đô Màu cao thêm một chút Cao thêm một chút nữa Vũ hiền à Còn không xuống chơi cùng sao Lê Lan ở trên tầng 2 vừa giúp bố chồng và ông xã đánh cờ, vừa ngó ngó lãnh vụ hiền đang đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra vườn hoa phía sau nhà bà Lanh không cần đâu mợ. lãnh vụ hiền quay đầu cười cười, rồi tiếp tục nhìn cảnh nô đùa ở mỹ phía sau vườn hoa. tiểu trác hình như rất là thích xích đu, cũng giống như mẹ của nó. năm đó tiểu khi văn cũng đặc biệt là thích xích đu. Henry nhớ lại chuyện xưa, bố còn nhớ có một lần, còn giúp Hi văn đưa xích đu. Kết quả làm cho cô ấy ngã bị thương không Nhớ chứ Lúc đó nó mới một tuổi rưỡi Còn lại đưa nó lên cao như thế Nếu không phải là trinh nhã ngăn lại Lúc ấy ta nhất định đã đánh nát mông con rồi Ông John bật cười Chắc chắc lớn trên rất là giống trinh nhã vài khí văn Vũ Hiền à Chắc chắc đã từng kể cho con thời thấu của nó chưa Nói thật Thời gian chúng con chung sống đều là con chủ yếu nói Tiểu Trác giống như nhân viên tình báo vậy. Đến hồi tiểu học, con yêu thầm bao nhiêu cô gái. Cô ấy cũng đều biết. Nhưng con lại không biết một chút gì về thời thơ ấu của cô ấy cả. Con chỉ biết cô ấy sống chung với bố mẹ nuôi. Còn thân thiết hơn cả người nhà thực sự. Lãnh Phú Hiên rời cửa sổ. Bước tối ngồi ở bên cạnh ông Trần. Điềm nhiên như không mà sáng tác là rời nói dối. Ta nghe chắc chắc nói. Mẹ nuôi của nó rất giống với Hy Văn. Đợi sức khỏe của ta tốt hơn Nhất định phải đích thân đi đến Đài Loan Cảm ơn họ những năm qua đã chăm sóc cho Trác Trác Ông trôn chân thành nói Vũ Hiền à Nhà Trác Trác ở Đài Loan Cách gia đình bố mẹ nuôi chắc không xa chứ Dạ vâng ạ à, Cũng không phải là quá xa Lãnh Vũ Hiền trả lời có chút cưỡng ép Ông cụ chuẩn bị đi Đài Loan Để gặp kiếu tiền hảo hay sao Đây chẳng phải rất là kỳ diệu Trung Quy tiêu trác luôn cất giấu tất cả những chuyện của Tiểu Thiên Hào, tương đối xử với con mẹ con chắc chắc. Nhưng mong Tiểu chắc là đừng tiểu nhân mà cho rằng đây là anh đứng ở bên đây xúi dục. Đúng rồi, ông ngoại cậu mở à. Hôm nay chắc chắc muốn ở lại, còn cũng ở lại có được không ạ? À? Đương nhiên là được rồi. Ta đã chuẩn bị phòng cho các con ở đây. Lý Lan vui vẻ rời khỏi thư phòng nói. Nghe giọng của con, dường như vẫn bị chắc chắc nhà chúng ta bắt nạt đi. Ông John cười cười mà nhìn lãnh phụ hiền. Sao mà đến một việc nhỏ như ở lại, cũng phải chờ đợi sự ủng hộ của bọn họ cơ chứ. Ông ngoại à, ông không biết cháu ngoại của ông cam ghét rất là lâu đâu. Trước mắt còn vẫn đang trong giai đoạn phải nhận án phạt ạ. Lãnh phụ hiền đặc biệt nói mình đáng thương. Xem ra sát thủ tình trường, cũng có lúc gặp phải các tình rồi đi. Ở trong xác đêm, tiêu trắc ngồi ở trên xích đu nhẹ nhàng đung đưa trong lòng đầy nỗi chua xót khổ sở không thể nói ra được. Bầu trời đêm nơi xa, lắc đắc vài điểm xuyến ngôi sao, mênh mông vô bờ. Cô không thể nén được nghĩ tới năm bảy tuổi. Ông trẻ đột nhiên qua đời. Bà ngoại ngày đêm ôn ba, bởi vì kiếm sống ở công ty. Mà mẹ vẫn chỉ biết khóc, không quan tâm tới bất cứ việc gì trong gia đình. Đương nhiên cũng bao gồm cả cô. Ngày sinh nhật 8 tuổi đó, vô em có việc xin nghỉ Mẹ vẫn cô độc bầu bạn với nước mắt ở trên tầng 2. Tới bữa tối cô nhanh nhẹn làm nốt gói mì còn lại trong nhà, bưng lên tầng 2 cho mẹ. Hy vọng mẹ có thể nhớ ra ngày hôm nay là sinh nhật của cô. Nhưng mẹ chỉ nhìn cô một cái rồi lại chôn vùi vào trong đống ảnh thêm một lần nữa. Cô lặng lẽ ra khỏi phòng của mẹ. Một mình ngồi trên xích đu trong vườn. Giống như một con cuốn nhỏ đáng thương. Chỉ chờ đợi chủ nhân đến nhận Sơn mắt nhìn cánh cửa sắt màu đen trong lòng mong đợi bà trẻ đi công tác có thể nhớ sinh nhật của cô cô không tham vọng có bữa tiệc sinh nhật cô chỉ muốn bà trẻ là ôm cô không biết đã đợi bao lâu cuối cùng bà trẻ bôn va khắp nơi mệt mỏi thở hồn hển xuất hiện trước cửa lớn trong tay bê bánh cà tô bị rơi bẹp bởi vì cô bà trẻ đặc biệt trở về từ thâm quyến nhưng nửa đường, đường xe bị dừng đêm khuya nên không bắt được taxi. Bà trẻ rất khoát bỏ lại, xe cho lái xe, rồi chạy một mạch về, thậm chí còn bị ngã vỡ cả bánh trẻ Cô nhìn bánh ca tô đã bị biến dạng, nhào vào trong lòng của bà trẻ mà khóc hô hô. Bà trẻ phở ôm cô, vừa nhẹ nhàng xin lỗi, đồng thời hứa ngày mai nhất định sẽ mua cho cô một cái bánh ca tô lớn đẹp đẽ khác. Nhưng bà trẻ đâu biết rằng, cô khóc không phải bởi vì bánh cà tô bị hỏng Cũng không phải bởi vì bản thân đói Mà là bởi vì cô rất thương bà Lúc đó cô đã âm thầm hạ quyết tâm Đợi sau khi cô lớn Phải gánh vác tất cả trách nhiệm Mẹ chưa đảm nhiệm mà cô nên gánh vác Cô không bao giờ để bà trẻ Mặt đã đầy nếp nhăn Phải cực khổ như vậy nữa Thế nhưng mà Bà trẻ cuối cùng lại bỏ cô mà đi Chờ kịp nhìn thấy cô trưởng thành Đã đi trước cả mẹ cô rồi trong lòng nhớ nhung nên không ngủ được sao không biết từ lúc nào lãnh vũ hiền đã tới sau lưng của téo trác giơ tay lau đi nước mắt trên máu của cô giúp cho cô nhẹ nhàng đầy xích đô ở trong lòng của anh cũng chất đầy hồi ức cũng không thể nào ngủ được em đã vì trong lòng chất đầy anh cho nên mới không ngủ được cô có một chút tự do phóng khoáng mà về tay của lãnh vũ hiền ra cảm giác này thật không tốt Lãnh Vũ Hiên thường dễ dàng nhìn thấy được đáy lòng của cô. Khi em nói dối, thì thường thường sẽ dừng đôi mắt trong veo của mình lên. Lãnh Vũ Hiên bật cười. Đêm khuya yên lặng như vậy, thật là thích hợp để cho anh yên tĩnh nói chuyện với Tiêu Trác. Thực ra thì chúng ta rất giống nhau. Trước khi người gọi mẹ anh tự sát, trong mắt cha anh chỉ có vẻ bà ấy. Sau khi bà ấy tự sát, trong mắt cha anh chỉ có triệu và thuốc phiền. Còn mẹ anh trước khi gặp Tiếu Thiên Hào Chỉ quan tâm tới âm nhạc Sau khi gặp gỡ Tiếu Thiên Hào Bà chỉ quan tâm tới Tiếu Thiên Hào Vì vậy khi Tiếu Thiên Hào bỏ bà Bà Đã lựa chọn cái chết của mình Điều này cũng đã trực tiếp cướp đi Dũng ký sống tiếp của cha anh Theo trái tim mà nói Bọn họ chẳng yêu thương anh Là bao nhiêu cả Anh đối với bọn họ cũng chỉ giới hạn ở trong huyết thống, nhưng anh vẫn hận Tiếu Thiên Hào bởi vì cho dù bọn họ không quan tâm tới anh, nhưng ít nhất bọn họ vẫn ở bên cạnh anh. Nhưng vì sao, Tiểu Thiên Hào phải cướp đi tình thân mà anh vẹn vẹn có được cơ chứ? Vậy cho nên cả đời này, anh không thể nào tha thứ cho sự bị ổi của ông ta. Thật xin lỗi, em biết ông ta là một tên khốn. Tiêu Trác yếu ớt nói, cô đồng cảm với cảnh ngộ của Lãnh Vũ Hiên. Cũng là kinh ngạc Lãnh Vũ Hiên lại có cảnh ngộ giống mình. Đột nhiên, cô muốn quên đi tất cả, nói với một người giống với mình rằng anh nhất định đã chịu thật nhiều ấm ức rồi đi. Sau khi là qua đời, anh đã chính thức chuyển đến ở cùng với gia đình của bác anh, có bác trai, bác dâu, hai chú em họ, một cô em họ. Xét về mặt tình cảm, anh sống còn hạnh phúc hơn. Bác dâu của anh là một người mẹ hiền từ nhất mà anh đã từng gặp. Tình yêu của bà đối với anh còn vượt xa cả tình yêu bà dành cho con ruột. Bà có thể cài giúp anh cúc áo ấy cài sau. Hồi nhỏ, bạn đánh bị thương. Bà vừa bôi thuốc vừa đau lòng tới mức rất nước mắt. Khi học phụ huynh, bà ăn mặc cao quý sắt tay anh tham dự. Anh thì kết cả lại yêu. Thì bà sẽ phấn khởi luộc món ốc đồng mà anh thích nhất còn đem thành tích về để mà khoe khoang khi gặp người khác. khi đó anh ngạc nhiên khi phát hiện ra, hóa ra không phải tất cả các bà mẹ hàng ngày đều chỉ biết trang điểm xinh đẹp, quan tâm đến niềm vui của bản thân. hóa ra là một tờ thành tích đặt loại ưu tú, đã có thể đổi lấy được sự khen ngợi của bậc cha chú. từ đó mỗi lần trở đi, anh đều bắt mình phải đứng ở vị trí thứ nhất, bởi vì anh thích nhìn thấy bác dâu tự hào vì anh lãnh Vũ hiền dịu dàng nhớ lại quá khứ ở trong mắt chỉ còn nỗi nhớ vô bờ nếu anh nói cả đời anh chỉ có một nỗi hận suốt đời vậy thì chính là kỳ nghỉ hè năm thứ hai đại học bắt đầu anh gặp tai nạn xe mà anh lại không thể nào nhanh chóng về gặp hai bác lần cuối cùng bởi vì đi là núi ngắm cảnh việc đã qua thường phải học cách Gợi bỏ những điều ở trong lòng Hồi nữa anh còn may mắn hơn em Ít ra anh từng được bà tự hào vì anh. Đây cũng là một kiểu báo đáp so với sự cực khổ của bà. Trang trách, tư liệu tổ thám tử nói rằng Lệ Vũ Hiền từng đạt giải quan quân leo núi hồi đại học. Cuối cùng cũng không biết vì nguyên nhân gì. Mà từ đó không bước chân vào hoạt động này nữa. Hóa ra đều vì tất cả anh nhớ đến bác dâu của anh. Em luôn muốn ông trẻ và bà trẻ tự hào vì em. Thế nhưng mà... Nhưng em còn có mẹ tú trung của em. Lãnh vô hiên cắt ngang lời của Tiểu Trắc nói tiếp. Anh thường nghĩ, nếu như lúc đầu không có mẹ dư tu trung và Tiểu Kỳ, chắc chắn em can bản sẽ không để ý tới mệnh lệnh bắt lấy anh của Tiểu Thân Hào đi. Đương nhiên, nếu như không có bọn họ, ai thèm quan tâm tới sự thông kết của ông ta cơ chứ. Tiểu Trắc cười một cách nhẹ nhàng. Mẹ Tù trung luôn đặt em ở vị trí đầu tiên. Anh hai nói, anh ấy rất cảm ơn mẹ tô trung đã coi em như là con ruột. Nhưng em cảm thấy lời này không đúng. Bởi vì trong lòng của mẹ Tô Trung, chúng em là con ruột. Tình yêu của bà đối với em là tình yêu xuất phát từ nội tâm của một người mẹ đối với đứa con gái yêu thương của mình. Vừa chân thành, lại vừa vô tư. Bởi vì em, bà có thể hiền lành và tao nhã. Cũng bởi vì em, bà có thể nhanh anh mua vút để dựa vào lý lẽ tranh luận với ông chồng yêu Ngoài ông trẻ và bà trẻ đã mất Chưa từng có ai quan tâm tới em Nhưng mà kỳ kỳ Nó lương thiện giống như một thiên sứ vậy Nếu như có thời gian Nó thường sẽ dính vào em làm nhảm không ngừng Nó thường nói Chị không thích nói cũng không sao Em sẽ nói giúp cho chị Lời này khiến anh nghĩ tới Là Vũ Đình Mỗi lần nó thấy anh đều giống như một con vịt nhỏ Om sòm không dứt Nó thường nói Anh nghe người khác nói nhiều vào nếu không thì tim anh sẽ lạnh mất Đúng vậy Có một cô em gái như vậy thật là tốt Anh có biết không Mỗi lần sinh nhật của em Kỳ kỳ đều tặng cho em một con búp bê thật to Nó cho rằng Em hay nhìn búp bê Thì có thể có nhiều niềm vui thời thơ ấu hơn Cô ấy làm như vậy là rất đúng Em nên để thả lòng bản thân của mình ra một chút Lãnh vũ hiên cười Chen vào ngồi cùng với tiêu trắc Ở trên xích đua Nói ra cũng thật là buồn cười Kết hôn hơn một năm Lần đầu tiên chúng ta nói nhiều như vậy Tiêu chắc nhìn lên trên ngôi sao rồi cười nói Làm đối thủ lâu như vậy Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta làm bạn bè tan ngẫu Đêm nay bọn họ Là luôn ngồi ở trên xích đu Nói chuyện không biết mệt mỏi Cho dù trước đây rõ họ như thế nào Sau này sẽ ra sao Thì tối nay bọn họ là bạn tốt lâu ngày không gặp tại biệt thự của lãnh gia. Còn muốn bác dâu, Bác dâu, bác dâu à? Lúc này đang há to miệng khóc nước nở. Chính là lãnh kiến tư, con trai của lãnh vũ ngang, con trưởng của lãnh triển bá. Chị dâu à, chị xem đi. Lại phải làm phiền chị rồi. Kiến tư rất là thích chị đó. Từ tiểu lộ, vợ của lãnh vũ ngang, vừa vỗ về con trai ở trong lòng đang khóc gì gì. Giờ hai tay bé xíu ra với tiêu trắc vừa cười nói với chị dâu họ lần đầu tiên gặp mặt là tiêu trắc không sao cả cứ đưa đây cho chị nặn ra một nụ cười mỉm tiêu trắc đành phải ôm cậu nhóc đẹp trai ba tuổi đó vào trong lòng không phải cô không thích tên nhóc là thịt vinh vinh này mà cô thật sự không hiểu tiểu kiến tư vì sao vừa nhìn thấy cô thì liền lập tức xính chặt vào cô không cho người khác ôm cũng không hiểu vừa nãy rõ ràng là khi cô đưa cha mẹ của nó thì đột nhiên tỉnh dậy đồng thời lại dính vào cô thêm một lần nữa lẽ nào là vì di truyền của gia tộc vì vậy cá tính của người nhà họ lãnh mới kỳ lạ như vậy hay sao thật đúng là không hiểu lãnh truyền bá người đứng đầu lãnh gia sao lại có thể nghĩ tới việc đưa các thành viên của lãnh gia tới biệt thự đêm mà gặp cô cơ chứ người được gọi là cháu dâu này cơ chứ mà càng khoa trương hơn chính là lãnh vũ đình ở đài loan và lãnh vũ chắc đi diễn phim ở thượng hải vậy mà vì không thể về nên đặc biệt đã dùng quép khăm gặp mặt chị dâu họ này mức độ nhiệt tình có vượt qua nhưng không thể theo kịp tiểu kiến tư càng khiến cho cô không hiểu là sao lãnh vũ hiền lại có thể mặc kệ người nhà của anh ta đến gặp mặt người gọi là vợ này chẳng lẽ anh ta vẫn nghi ngờ mối quan hệ giữa bọn họ còn chưa đủ rắc rối phức tạp hay sao Thật đúng là một đám người kỳ lạ mà Bác giàu à Thơm thơm Tiểu kiến tư lại bôi đầy nước bọt ở trên hai má của tiểu trắc thêm một lần nữa. Bác dâu thơm kiến tư thơm thơm. Sau đó lại dùng ngón tay nhỏ mỗ mỉm, chỉ vào hai má quả đào đòi thơm lạnh. Tiểu trắc không có cách nào khác cả, đành thơm lần thứ N lên má quả đào của cậu nhóc đẹp trai. Kiến tư thích bác gái nhất rồi đi. Tiểu kiến tư được thơm lạnh. Khoa chân mua tay ôm cổ của tiểu chắc. Miệng đầy nước mặt nói tiếng trung còn chưa sãi Kiến tư chỉ muốn bác dâu Bác dâu cũng chỉ muốn kiến Bác trai Tiểu kiến tư đột nhiên chấp chấp đôi mắt đen Có một chút sợ hãi nhìn người đàn ông cao to Đang bế mình vút lên từ vòng tay của bác dâu Cùng kính giờ hai tay mỗi miệng lên chào Chào bác ạ Ngoan Lãnh vụ hiền chẳng có thành ý Khen ngợi cháu trai một chút một tay nhấc đằng sau yếm quần của thằng bé lên giơ lên trên không trung không mảy may định thả đưa cháu trai lễ phép xuống dưới đất bác dâu à thấy bác trai không có ý định thả mình xuống lãnh kiến tư đang thương nhìn bác dâu ở bên cạnh mà ngoắc mồm ra này lãnh vội hiên nhanh để kiến tư xuống đất đi tiểu trác vội vàng định bước lên phía trước ôm kiến tư từ trong tay của lãnh vội hiên trẻ con chính là sợ độ cao đó nó không phải là một đứa trẻ bình thường Không thèm để ý đến yêu cầu của vợ Lãnh Vũ Hiền lướt mắt nhìn Tiểu kiến Tư đáng thương một cái lại quỷ nhỏ Đi tìm cha mẹ của cháu đi Nói xong liền nhấc lấy quần yếm Của kiến Tư ném vào em họ Em dâu đang ngồi ở giữa phòng khách Nói chuyện phiếm ăn điểm tâm Kiến Tư không cần bố mẹ Kiến Tư muốn bác dâu cơ Kiến Tư bị vứt thả vào trong lòng của mẹ Thì liền lập tức khóc to bác dâu à ôm ôm kiến thư bác dâu à trông coi con của bọn em đi không quan tâm tới đứa cháu trai đang khóc lóc ở Mỹ. lãnh vũ hiền để lại một câu cảnh cáo cho em họ và em dâu rồi kéo tiêu chắc đang định bước lên ôm lấy tiểu kiến tư ra khỏi phòng khách này lãnh vụ hiền về gì anh phải khiến cho kiến tư khóc như thế cơ chứ nghe được tiếng khóc kêu thảm thiết của tiểu kiến tư từ trong phòng khách vọng đến thì bản năng làm mẹ của tiểu trác bất sắc nổi lên em xem mặt của em đây là nước bọt tên tiểu tử tối đó hại em là lốm đốm rồi đây này lãnh phụ hiền hỏi một đằng trả lời một nẻo rút khăn thay ra lau nước mọt đã bị tiểu kiên tư dâng tặng nụ hôn lên mặt của tiểu trác anh đừng có mà thay đổi đề tài thật là sẽ bị lốm đốm hay không chứ tiểu trác khắt tay của lãnh Vũ hiền sang lấy khăn tay của anh tự mình lau sạch nước bọt ở trên má. Em đừng có bị chiến thuật đau thương của tên tiểu tử đó lừa gạt. Nó chính là một tên tiểu tử hào sắc cực kỳ đó. Lãnh phụ hiên buồn cười, nhìn hai má của tiêu chắc đang hơi giận. Hóa ra, bản năng của người mẹ của em lại mạnh mẽ như vậy. Thế sau này chúng ta có con rồi. Anh Há chẳng có một chút vị trí có thể nói được hay sao chứ? Còn chưa đủ hay sao ạ? À? Ngay lập tức Tiêu Trác lấy lại được sự bình tĩnh. Cô nhìn chăm chăm lãnh vô hiền cất tiếng hỏi. Lãnh vụ hiền có chút không vui mà nhớ mày lại. Anh không hiểu tại sao. Mỗi lần cô hơi có một chút tính cách, liền lập tức kiềm chế bản thân, trở về thế giới lạnh băng bằng phẳng như cũ đó. Em là cái gì chứ? Cái gì còn không đủ cơ chứ? Em là đang nghĩ. Rốt cuộc, anh hạn vị phụ thân của em biết bao nhiêu. Tiêu chắc say say thái dương, mệt mỏi sợ phà thường, cho mắt lộ ra sáng vẻ bình tĩnh và lặng lẽ tiêu ra nhà bà lanh và lãnh thị các anh đều đã bị anh đưa vào kế hoạch báo thù của anh sao hả đây vẫn chưa đủ cho anh trút hết lên sao anh nhất định phải kéo thêm một đứa con vào để làm chiến lợi phẩm báo thù của anh ư em cho rằng mọi thứ anh làm thậm chí là muốn một đứa con là bởi vì báo thù tiêu thiên hào sao cô đánh giá cao tiêu thiên hào hay là đánh giá thấp anh như vậy cơ chứ Lãnh Phụ Hiền tức giận trừng mắt mà nhìn tiêu chắc Anh gần như là bị nữ khí bình tĩnh Nhưng lại lạnh lùng của cô ép cho phát điên Anh thật sự nghi ngờ Thượng đế để cho em sống trên thế giới này Chính là làm cho anh tức giận Tiêu chắc có phần châm biếm mà cười Quyết định không tranh luận với lãnh phụ hiền Tin em đi Cho dù thượng đế có hứng thú nhằn rối đó Em cũng sẽ không có bản lĩnh đó đâu Tránh ra đi lãnh tiên sinh Tiêu Trác vừa nói vừa đầy lãnh phụ hiền chắn ở phía trước mặt. Em muốn đi đâu hả bà xã? Lãnh phụ hiền tôm lấy Tiêu Trác đang định tới thư phòng. Đến thư phòng. Đúng là đồ ngốc mà. Đây là nhà của anh mà. Đằng trước là thư phòng anh không biết hay sao hả? Nhưng em đi tới đó để làm gì chứ? Đúng là nói bừa. Đằng trước là phòng rửa tay. Phía trước là phòng rửa tay mới là thư phòng đi. Đi xử lý các giấy tờ của công ty. Lẽ nào là để cô đi nghe nhạc rock Enron hay sao? Bà xã, em đang ở anh. Sao xử lý giấy tờ của công ty được cơ chứ? Nói rồi cũng không biết đường. Đây lại chẳng phải là Hồng Kông hay Đài Loan đi. Này ông xã, anh không biết bây giờ có một thứ được gọi là máy fax có thể truyền các loại giấy tờ tới nơi này. Có cần em tặng quý công ty một bộ hay không chứ? Đúng là ngốc mà. Đến máy fax trong thư phòng của mình mà cũng không nhận ra bà xã anh ghét nhất, nhất là phụ nữ thành đạt vì vậy em không được phép đi làm <laughs> thật không thật đúng là một tên đầu heo chết tiệt sâu vanh bà xem ra lần này đúng thật không có cách nào cứu chữa được nữa rồi thế giới quan của chúng ta đúng là hoàn toàn khác biệt hôn nhân của chúng ta lại có vết nứt không thể bù đắp được honey à xem ra chúng ta đành phải ly hôn đi trái tim của em cảm giác đau đớn quá đó anh biết em không nỡ biết bao hay không chứ Hy vọng sau khi ly hôn Chúng ta vẫn có thể làm bạn Sau này dù rảnh hay dù không Thì cũng đừng tới tìm em nhé Tôi đợi rồi Bây giờ em có thể rời tới thư phòng chưa hạ ông xã Sau khi kịch hạ man Tiểu trắc thô lại miệng lưỡi bị bỏ rơi Bình tĩnh mà cất tiếng hỏi Nhìn tiêu trắc nét mặt Một lúc vừa đau buồn Một lúc đã bình tĩnh Lãnh phụ hiền bật cười ha ha đây mới chính là diện mạo thật sự của em ư Còn bao cái nhỏ này Anh ôm lấy eo của Tiểu chắc lại gần mình Em có thể cười Có thể khóc Có thể ẩm ý Nhưng tất cả đều là mặt nạ để che đậy Cái bản tính bình tĩnh kiềm chế Họ có thể nói em yên lặng Bàn nhạc nhỏ ngắn ngầm này Tuy tài khéo ăn khéo nói của em Làm cho anh có phần không tiêu hóa nổi Nhưng mà anh thích Lãnh Vũ hiền vừa mới nói xong Thì môi vừa chậm chậm kê sắt Vào báo cái nhỏ Ôi trời ạ à, Em tại sao lại đọc anh chứ Xuất quân chưa kịp lệ Thì người đã chết trước Lãnh vụ hiền chưa hôn được vợ Đã bị giải cao gót của vợ hung hăng Hôn lên trên mu bàn chân Bởi vì em là báo săn có móng vuốt mà Vừa mới dứt lời Thì tiêu trắc thong thả bước qua lãnh vụ hiền Đang ôm chân mà nhảy lung tung Thanh nhã đi tới cửa thư phòng đúng là đồ ngốc đáng ghét lãng phí của mình biết bao nhiêu là thời gian lại tiêu chắc em cứ đợi đó cho anh gấu đen bị thương cầm lên với báo săn trời đi nhưng mà đáp lại anh chỉ có tiếng đập ầm ầm của cửa lanh lành tạm biệt bác dâu bác phải tới thăm kiến tư nha Tiểu kiến tư vừa nói Với lắc lư bàn tay mộ mĩm từ biệt tiểu chắc nhưng nhớ là đừng mang bác trai tới nha Đương nhiên câu này tiểu kiến tư chỉ nói bên tai của tiểu trắc Bác trai đúng là hư Y lớn độc chém bác dâu Hại cho cậu không thể thơm bác dâu được Nhưng tiểu kiến tư chỉ dám để câu nói này Ở trong lòng của mình mà thôi Anh họ, chị dâu Phải nhớ về thăm nhà mẹ đẻ đó Chị dâu, lần sau gặp lại nhé Tiểu trắc à Bác rất là vui Cuối cùng bác cũng có cháu dâu rồi Còn ngựa hoàng vũ hiền này Cuối cùng cũng có đau chủ nhân của nó rồi đi Thế là trong tiếng chào tạm biệt Bác giàu cuối cùng cũng đã tiến thành viên của lãnh xa về Thở ra một hơi dài Tiểu trắc quay mình rời khỏi biệt thự Cái vũng buồn này dường như càng ngày càng sâu rồi Hai gia tộc bị quấn lại với nhau Lần đầu tiên đối mặt với khó khăn Cô đã muốn trốn chạy Quyết định rồi Cô cần phải nhanh chóng trở về Đài Loan Rời ra nước Anh Thì ít nhất có thể làm cho cô Thoát khỏi mối quan hệ của bản thân và Vũ Hiên trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Mận cớ việc công ty bạn chuẩn. Tiêu trắc chào tạm biệt ca nhà ông ảnh. Liên sách hành lý đã chuẩn bị xong từ lâu. Dưới sự hộ tống của bốn ông anh họ, cô liền bước vào sân bay đã làm thủ tục. Ngồi trên máy bay trở về Đài Loan. Tiêu trắc không nén được mà nhếch miệng, nở ra một nụ cười. Lãnh vụ hiền đã bắt đầu, là tiếp nhận công việc tập đoàn thị đặt. Cho dù hôm nay, anh ta biết cô đã về Đài Loan Trong thời gian ngắn Cũng rất là khó tranh thủ được thời gian đuổi theo Không phải là nghĩ tới anh đây chứ Vui như vậy hay sao Một trận trăm biến vang lên trên đỉnh đầu của Tiểu Trác Nhìn vào vật thể to lớn ngồi bên cạnh mình Tiểu Trác ngạc nhiên vô cùng Nhưng rồi cũng lập tức giữ bình tĩnh lại Mắt cấu trúc của anh rất là có sức sáng tạo đó Cảm ơn Anh họ chó của em Mới bộc lộ tài hoa Tự nhiên lại xuất thủ phi phạm như vậy Lãnh vụ hiền vội đầy đầy Kính mắt trượt xuống Vừa nãy anh bước vào sân bay Thì không hẹn mà gặp bốn ông anh họ Quả Tiêu chắc Trác tính cách nóng này Không nói hai lời Lên đã cho anh một quả đấm Nói là đòi lại một chút lãi Cho em gái đã chịu bất ức của mình Tại sao anh lại đến đây Anh hay sao có thể như vậy Thật đúng là quá đáng rồi Muốn đánh thì cũng cần phải hạ thủ hung dữ hơn một chút Sao mới chỉ tặng cho anh ta Có một quần mức đen thôi cơ chứ Hay là vội tiễn cho nên còn quên chưa ăn sáng đây Bởi vì Anh mua vé máy bay là lần này đây Lãnh vụ hiền tự thấy mình đẹp trai Mà kéo kính châm xuống Đắc ý chấp chấp máy mắt bị sưng đen lên Mà nhìn về phía của tiêu trắc Sao anh biết ngày hôm nay em về Hồng Kông Đúng là đồ tâm địa độc ác Cái điệu mặt hoa này Lại còn làm ra sáng vẻ đáng yêu nữa chứ anh nghe thấy em gọi điện thoại đặt vé Lãnh Vũ Hiền tiếp tục giả vờ vô tội đáp Anh nghe thấy em Anh nghe trộm điện thoại của em hay sao hả Tiêu chắc cầm lên Khiến cho mọi người đều đồ giòn mắt Mà nhìn về phía hai người bọn họ Đừng có nổi nóng Đừng có nổi nóng như vậy chứ Lãnh Vũ Hiền vừa an ủi Sư tư nổi giận Lại vừa gật đầu với các hành khách Ở trong khoang hạng nhất Dường như là đang nói thật ngại quá Bà nhà bướng bỉnh tránh cho mình không chỗ nổi. Lại thêm tô thêm màu sắc ở trên mặt hoa của anh ta. Tiêu chắc lạnh lùng rồi sang, là mặt hướng bên. Không nhìn cho sạch sẽ. Đừng có như vậy mà. Anh thật sự không phải là nghe trộm. Anh dùng máy nhanh ở trong phòng tắm Quang Minh chính đại nghe. Điện thoại trong phòng tắm chẳng phải là máy nhánh ở phòng khách ư? Cô rõ ràng đã dùng điện thoại trong thư phòng đặt trước về máy bay nha. Anh không có lừa em đâu, thật đó. Lãnh Vũ hiền giơ so tay lên Làm bộ thành thật Không sai Điện thoại của em vừa truyền vào phòng tắm biệt thự Thực sự là máy nhánh của phòng khách Nhưng sau đó anh đã đuổi nó Thành máy nhánh của thư phòng rồi Vào lúc này Nam chính vẫn không quên vừa nói Vừa bất an mà cắn cắn móng tay Nghe thấy lãnh vũ hiền cất lời giải thích Nhìn về phía mình bằng vẻ mặt vô tội nhất Thiên hạ Thì tiêu trắc tức tới nỗi lại muốn bật cười anh lập kế với em Anh nhất định phát hiện là cô dùng điện thoại thư phòng Lên lén là nối tới máy nhánh Ở phòng tắm Để mà riêng việc riêng tư của cô Thật đúng là một người đàn ông nhảm hiểm Đề tiện lại còn thêm vô liên xỉ nữa chứ Tiểu trác quay mặt sang bên kia Quyết định không thèm nói một câu nào Với tên tiểu nhân này nữa Máy bay bay tới sân bay của Đài Loan Sau khi màn đêm đã buông xuống Tiểu Trăng vừa mới hạ cánh liền ôm chầm lấy Tần Như Sau khi thân mật xong Hai bé gái vừa cãi nhau Vừa không ngừng xách hành lý rời khỏi sân bay Hai người thong thả nói chuyện Lãnh Vũ Hiền đứng bên cạnh Dường như chỉ là biển ký hiệu cỡ lớn của sân bay Lãnh Vũ Hiền bực tích Mà nhìn Tiểu Trăng tự ý phức Và xe của Tần Như đi như mất hút Không hề may quan tâm đến anh Để ra lại Cậu đi taxi về về mặt của anh khó chịu Lãnh Vũ Hiền nhận lấy chìa khóa xe Từ tay của Lãnh Vũ Đình Cừ đến đón Khởi động xe máy rồi theo hướng Xe của Tần Như rời đi Xe của anh ta đang đi theo đó Chiếc xe hướng về phía khu nhà ở Tần Như hướng về phía Cường chấu hậu mà cất thô to Cậu không cần phải để ý đến anh ta đâu Dù sao anh ta cũng biết rõ là mình đang sống ở đâu Tiêu trắc bày ra sáng vẻ thật là tự nhiên mình nhắm mắt nghỉ ngơi mà cất tiếng trả lời Ôi trách thì trách cha của mình Đã đưa cho mình đến tên lợi hại này Cậu đúng là đồ đại ngốc mà Làm sao có thể để cho sự việc tới bước này cơ chứ Tần như đánh Mà nhìn tiêu tiêu trắc Tuy rằng trách móc nhưng cũng tràn đầy sự đau lòng Tiêu trắc cảm thấy vô cùng bất lực Mà giờ đầu ở trên lưng ghế rửa Mình vốn cho rằng Anh ta chính là cậu ấm không có đầu óc Nhưng không ngờ rằng anh ta cũng là ma quỷ Thuộc họ khổ đi Lệnh tôn của bố tới công ty tìm mình vài lần Xem ra ông ta chính là phát hiện ra Muốn tới bù đắp tình cảm cha con Mà bố đã bị đánh mất đi Để trụ tội ớt của ông ta đó Cái đó mình vừa ăn tối trên máy bay Tần tiểu thư à Xin cậu đừng có buồn nôn như vậy với mình có được hay không cơ chứ Buồn nôn ư Đấy chính là nguyên văn lời nói của cha bố đó Con người có thể dùng lời nói trường mật gạt người nhưng không thể dùng ánh mắt để mà giả dối được. Tần Như nhướng nhướng lông mày, là liệu lên khẽ nghiêm túc nói. Mình thấy được sự hối hận ổ rũ và chân thành trong đôi mắt của ông ấy. Cậu cũng đã bằng lòng vứt đi bao nhiêu thứ để mà cầu lấy ông ấy. Vậy tại sao không thể cho ông ấy một cơ hội bổ đắp sai lầm đã qua cơ chứ? Tuy rằng cô biết là nhiều bất mãn với các hành động của Tiêu Thiên Hào, nhưng cô ấy cũng biết người mang hận thù rất là cực khổ đặc biệt là mang hận thù đối với cha ruột của mình vậy nên cô ấy cũng không mong muốn tất cả những không cực khổ cũng không nhẫn tâm nhìn người bạn thân nhất của mình chịu khổ chắc chắc đã đủ mệt mỏi rồi có rất nhiều việc không có chỗ trống để mà bù đắp mà chính là không có cách nào nói bù đắp là bù đắp được đi một giọng nói mệt mỏi bao gồm thê lương phải yếu ớt vang lên nhưng cậu đã có những người thân đã tìm thấy hơn nữa cậu còn có mình chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực xoay chuyển một số việc như vậy đã có cơ hội bồ đắp rồi không phải hay sao tần như lạc quan an ủi bản thân nhưng không nghe thấy tiếng hồi đáp chắc chắc à tần như lại nhìn sang người bạn thân ngồi ở bên cạnh nhà đầu này thế nhưng lại đi ngộ mất rồi cô ấy đành phải cười tắt máy lạnh trong xe đi đồng thời giảm tốc độ xe Mau ngủ đi, cậu thật sự quá mức mệt mỏi rồi. Lại trách trách, mau tỉnh lại đi, đã đến nhà rồi đó. Tần như dừng xe lại, lại nhẹ tiêu chắc vẫn còn đang say giấc. Nhanh tỉnh lại đi, nếu không thì mình sẽ không thể nào vác nổi cậu đâu. Cậu mà không tỉnh, mình sẽ để cho ông xã của cậu, ôm cậu lên trên lầu đó. Lại trách trách, cậu có nghe thấy hay không cơ chứ? Cậu thật sự là ồn ào quá đó mị nhân buồn ngủ cuối cùng cũng có dấu vết nổi lên tính tình. Đã tới nhà rồi, thưa tiểu thư. Tần Như đành phải nhắc nhở Tiêu Trác, đôi mắt còn đang mơ màng. Cái gì chứ? Tiêu Trác dường như là không tin, mà đưa mắt nhìn xung quanh. Nhanh như thế hay sao cơ chứ? Cậu đã ngủ là 50 phút rồi đó. Cậu mau nhìn xem, lại còn để lại cả nước bọt ở trên chỗ trống ngồi đây này. Tần Như tố cáo, Chi chi vết ẩm ướt ở trên vỏ bọc ghế Xuống xe thôi tiểu thư à Một lát nữa Thì ông xã của cậu sẽ đến đây đề để đón cậu đó Cậu cử đồ đá văng anh ta đi là được rồi đi Tiêu chắc có phần vô cùng phấn khởi Mà nhìn cuối cùng đường Mình nào có kỹ thuật xếp tốt như vậy cơ chứ Vừa nãy có một chiếc xe Đã vượt lên trái luật Không cẩn thận đâm vào đuôi xe của ông xã cậu Ông xã của cậu theo quan tính đã chuyển động đâm vào đầu xe của cảnh sát bên đường đang kiểm tra bằng lái xe vì vậy bị bắt đưa tới sở cảnh sát lấy khẩu cung rồi đó tần như vừa lấy hành lý từ trong cốp xe vừa nhẹ nhàng thong thả cất tiếng nói nếu vậy thì anh ta có bị thương không Tiêu trác vội vàng mà nhìn tần như khẩu khí bình tĩnh cũng không che giấu được sự lo lắng cậu là đang lo lắng cho ai thế cơ chứ kẻ cây sự lỗ mãng cảnh sát vô tội hay là ông chồng đen đuổi của cậu đây tần như chấp chấp đôi mắt trêu trọc mà nhìn tiêu trắc rồi sau đó lập tức nói ông xã của cậu không sao cả ngài cảnh sát và tên cây sự cũng là không bị thương nhưng ba chiếc xe của bọn họ nói đến đây tần như có phần sát xa mà lắc lắc đầu nhất là con xe mẹt của ông xã bồ đó đầu ra đã bị đâm sợ rằng phải vào rừng đại tu bảo dưỡng một thời gian dài rồi đi nhìn thấy sáng vẻ nhẹ nhõm thấy rõ của theo trắc Tần Như nói lời tình ý sâu xa nếu như cậu có một chút để ý tới anh ta mà anh ta lại thực là tâm muốn bù đắp cho cậu có thể cho cả hai có một cơ hội rốt cuộc hai người bây giờ vẫn là vợ chồng tất cả vẫn đều kịp để mà xoay chuyển đi rốt cuộc rốt cuộc hai người bây giờ vẫn là vợ chồng tất cả đều kịp để xoay chuyển sau khi chúc ngủ ngon với Tần Như trở về nhà ở trong đầu của Tiểu chắc không ngừng tái hiện lời nói có ý tứ sâu xa của người bạn thân. Có lẽ vô thể ân ái không có nút thắt nào là không tháo cỡ ra được. Nhưng câu nói đó thích hợp với cô và lãnh vũ hiên không? Hôn nhân của bọn họ phương sĩ là được xây dựng trên tâm ý rắp tân báo thù của lãnh vũ hiên và rắp tâm lờ gạt của cô. Một cuộc hôn nhân như thế này có một cơ hội nào để xoay chuyển được cơ chứ? Tiểu Trác đành phải nở ra một nụ cười gần Một bước sai Một bước sai rồi Từ khi cô được cả vào lãnh xa Chính là cười đầu của sự sai lầm Cô nhất định cần phải nhanh chóng Thoát khỏi lãnh xa Thoát khỏi sai lầm này Nếu không cô sẽ giống như là mẹ của mình Để lại trái tim ở một nơi không có người yêu mình Theo tiếng chuyển động của khóa cửa Lãnh vụ hiền sách hành lý Vào trong nhà của Tiểu Trác là anh đã khiến cho em mệt mỏi như vậy hay sao? Anh nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Tiêu Trác, đang cuộn tròn ngủ ở trên ghế sofa. Bàn tay vô cùng nhẹ nhàng, mà vớt thẳng lông mày hơi nhăn lại của cô. Đồng thời khom lưng ôm cô vào trong phòng ngủ. Bà xã, chúc em có giấc mơ đẹp. Anh nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường, hôn lên cái trán trắng mịn của cô. Kim giờ của chiếc đồng hồ trao tường trong phòng ngủ. Chỉ vào lúc 7 giờ, Tờ chắc chậm chạp tỉnh dậy Thầy lãnh vụ hiền đang nằm ở bên cạnh mình Tỷ cô cũng không qua mấy ngạc nhiên Cũng chẳng có mấy quá kích Mà hết tao hỏi Lãnh vụ viên vì sao Mà vào được nhà của cô Cô lặng lẽ vào phòng tắm rồi sau đó thay đồ Hai Chào buổi sáng Lãnh vụ hiền tỉnh khỏi sốc mộng Có một chút chuột sạm mà chào tiêu chắc Đang ngồi ở trước bàn Trang điểm sợ tóc tay Chào buổi sáng Cô nhìn lãnh vũ hiên Một cái từ khương bàn trang điểm Lạnh nhạt cất tiếng trả lời Em đang chải tóc sao Thầy tiêu chắc không truy vấn Việc mình trộm đánh chiều khoái nhà của cô Lãnh vũ hiên bất sắc thở vào một hơi Anh cảm thấy lão gió tóc rất là hợp với em đó Thầy tiêu chắc đang dùng cặp vòng tóc lại Thì lãnh vũ hiên không đồng tình Mà nói ra suy nghĩ của mình Dường như chưa từng nghe thấy yêu cầu của lãnh vũ hiên Tiểu Trác nhanh nhẹn phén tóc ra sau Sau đó nhặt cặp tài liệu ra khỏi phòng ngủ Em muốn đi đâu chứ? Lãnh Vũ Hiên vội vàng xuống giường Rồi theo ra phòng khách Mà cất tiếng hỏi Đến công ty Sau này anh tự lo bữa sáng Đây không phải là nước anh Mỗi ngày em đều phải đi làm Không có thời gian làm bữa sáng Sẵn dò đơn giản một câu Tiểu Trác đóng cửa bước tới phía đối diện Lấy chìa khóa mở cửa căn hộ mà Tần Như bước vào Đang gọi điện thoại sao Cô tự mình bước tới Ngồi xuống bàn ăn đã bày biện hai phần bữa sáng Lấy một suất lên ăn Bao nhiêu năm nay hai người đều là bạn tốt Kỵ cộng sự kèm hàng xóm Luôn luôn ăn cùng Có điều hầu như toàn là Tần Như làm Bởi vì tay nghề của cô ấy quá là đỉnh rồi Đúng Là chắc chắc tới rồi Được anh yên tâm đi Em sẽ chăm sóc cho cô ấy. Biết rồi mà. Em cũng sẽ chăm sóc tốt cho mình nữa. Thôi được rồi, không nói với anh nữa đâu. Tạm biệt. Tần như cắt điện thoại. Bước tới ngồi đối diện với Tiêu trắc Bê bát cháo trứng muối và thịt nạc lên miệng. Uống một ngụm. Rồi sau đó nghiêm túc nhìn Tiêu trắc Lãnh vụ hiền đã chuyển vào rồi sao? Cho nhau một cơ hội đi. Anh của mình đã nói gì thế? Không để ý đến lời khuyên của Tần như. Tiêu Trắc láo lình mà tránh chủ đề hỏi Hả chị dâu Nghe thấy từ chị dâu này Tần như bị sặc trao trưng muối và thịt nặng. Vợ tức giận trừng đôi mắt hạnh nhân lên Bổ đang nói cái linh tinh gì vậy hả Không cần phải xấu hổ đâu Tiêu Trắc cười cười rồi đưa cho Tần Như khăn giấy. Căn cứ theo đầu ra. Trong bốn anh của mình chỉ có mác là trung thủy nhất. Không có bất cứ ghi chép xấu chơi bầy chắc táng với bất cứ một người phụ nữ nào cả. Tiêu Trác vừa nói, vừa thần bí tiên sắt lại cần Tần Như. Có biết không? Cho đến tận bây giờ, anh ấy vẫn là trai tân trong trắng, băng thanh ngọc kết đó. Lần thứ hai Tần Như bị sặc cháo, cậu muốn chết à? Mà lại nói với mình mấy thứ đó chứ? Qua mặt của Tần Như đỏ rực, vừa ho vừa tức giận nhận lấy khăn giấy mà Tiêu chắc đưa cho. Đúng là lòng tốt mà không được báo đáp. Mình đây là muốn nghĩ vì hạnh phúc cả đời của cậu đó. Tiểu Trác vừa gấp xuôi cào hấp cho vào trong miệng, vừa nói năng hùng hồn tràn đầy lý lẽ. Tuy vừa bắt đầu đôi giày mới thì không thể bằng đôi giày cũ, nhưng suy nghĩ lâu dài thì vẫn là đôi giày mới bền. Loại đàn ông tình cảm thanh khiết như mác cả đời cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Còn là trai trinh đó, tìm khủng long còn dễ hơn. Cậu thật là lãi rồi đi. Này trái rác, cậu muốn ăn đánh hay sao hả? Tần như lần thứ ba bị giặc thật sự là muốn đổ bán cho nóng thơm đường này lên trên gương mặt xinh đẹp của bạn thân ngồi ở phía đối diện chị giàu à bất giận bất giận hy vọng tương lai cháu của em không bị di truyền tính tình nóng này của chị nếu không sai này lớn lên nhất định sẽ khó lấy được nàng sau đó này tiêu trác tần như bốn lần bị sặc lấy hộp khăn giấy đi đập gì của đứa trẻ tương lai mùa đông vẫn còn chưa chấm dứt Tiêu Trác và Tần Như đã bắt đầu đưa ra thị trường thời trang mùa xuân. Bận tối tăm mặt mũi, hàng ngày đều bận từ sáng sớm cho đến đêm khuya để cho buổi ra mắt thời trang. Ngày hôm nay bọn họ lại bận đến tận đêm khuya. Tới nhà rồi heo nhỏ à? Tắt máy. Tiêu Trác lay lay Tần Như ngủ gà ngủ gật liên tục bên cạnh. Vừa xuống xe vừa nói, động tác nhanh lên. 12 giờ kém 5 phút rồi. Anh của mình muốn gọi điện thoại kiểm tra rồi đó. Lời nói vừa mới dứt thì liền có hiệu quả ngay. Tiểu Như vẫn trong trạng thái mơ hồ, lập tức nhảy xuống xe mà chạy vào trang nhà. Đúng là người phụ nữ đang yêu mà. Nhìn bóng dáng của Tần Như nhanh chóng rời đi. Cô không nén được mà lắc đầu bật cười. Em rất vui sao? Lãnh Vũ Hiền đột nhiên bước ra từ trong bóng mờ qua đèn đường. Về mặt u ám cất tiếng hỏi. Anh vẫn còn chưa ngủ ư? nhìn cơ mặt anh Tuấn đầy ý khiêu khích của lãnh vũ hiền Tiêu Trác mệt mỏi nhân nhượng cho khỏi phiền rồi lặng lẽ bước vào trong thang máy lẽ nào em còn nhớ giọng nói người làm chồng em người phụ nữ mạnh mẽ kia nhìn thấy Tiêu Trác không để ý đến mình lãnh vũ hiền tức giận nổi nóng thao Tiêu Trác đi vào trong thang máy ý của anh là gì chứ nghe thấy sự chăm trọng ở trong lời nói của lãnh vũ hiền Tiêu Trác mệt mỏi quyết định sẽ không im lặng nữa Lãnh phu nhân Xin hỏi bây giờ là mấy giờ rồi Cả một tuần nay Em đã về nhà trước 11 giờ chưa Cuối cùng em có biết Là mình đã làm vợ người ta hay không phải chứ Lãnh vội hiền nói ra nỗi phiền muộn Trong mấy ngày qua Em biết cảm giác mỗi ngày Anh bỏ đi tiệc trao đại lớn nhỏ của công ty Trở về nhà sớm lại không thấy vợ của mình Đâu hay không cơ chứ Thang chốc tiêu trắc bị mềm lòng Bởi lời nói của lãnh vội hiền nhưng vừa nghĩ tới cả đời mẹ bi kịch. Bởi vì tiên tưởng bố, cô lại nhanh chóng trang bị cho bản thân mình. Đúng vậy, em không tự biết mình đã làm vợ. Nhưng hôn nhân của anh và em có tư cách yêu cầu lẫn nhau như vợ chồng bình thường hay không chứ? Cho phép em nhắc nhở anh lãnh tiên sinh à? Em chưa từng yêu cầu anh phải làm người đàn ông ở nhà. Hơn nữa hôn nhân của chúng ta từ đầu tới cuối đều là không can thiệp lẫn nhau. Em chưa từng hỏi qua việc riêng của anh. Cũng hy vọng anh đừng quấy rầy cuộc sống của em nữa. Tới tầng thứ 16, Tiểu Trắc tức giận đi ra khỏi thang máy, mở cửa rồi bước vào trong nhà. Lãnh Vũ Hiền ban đầu tức giận, bị Tiểu Trắc trách mắng một hồi, lại cảm thấy sai dứt, nghĩ lại hồi mới cưới Tiểu Trắc. Anh không chỉ cho từng yêu thương cô, lại còn khiến cho cô khó xử trước mặt mọi người. Anh biết trước đây chúng ta có rất nhiều điều không vui, nhưng mà bây giờ đã khác rồi. Chúng ta có thể làm lại từ đầu Tiêu trắc nghe vậy thì ngắt lời của lãnh phụ hiền mà cười chăm biếm Bây giờ khác rồi ư Chúng ta bây giờ có gì khác chứ Hôn nhân của chúng ta Vẫn là tình ý xả dối không một chút tình cảm Lẽ nào cái anh gọi khác Để chỉ ra ban đầu Anh hận Tiếu Thiên Hào dụ dỗ mẹ anh Bây giờ anh không chỉ hận Tiếu Thiên Hào Mà còn hận vì em đã lừa dối sao Chúng ta phổ sĩ không thể làm lại từ đầu Bởi vì em mãi mãi không thể ở bên cạnh người đàn ông khiến cho em chán ghét vô cùng em thật sự là một người phụ nữ không biết phải trái mà những lời qua tiêu chắc nói giống như kim châm đâm sâu vào thần kinh quả lãnh vũ hiên bắt mãn mấy ngày cùng tràn ngập vào trong đầu anh hung dữ đấm lên tường một cái rồi sau đó tức giận đạp cờ rời đi chắc chắc à tần như nghe tiếng vội cúp máy điện thoại của má Len chạy sang nhà của Tiêu Trác. Thấy Tiêu Trác cô đơn ngồi giữa phòng khách ngần người, Tần Như đau lòng bước đến ôm lấy vai cô. Cậu việc gì phải cố ép anh ấy rời đi chứ? Mình cần phải đuổi anh ấy đi. Trước khi mình bị hút vào, mình không muốn trở thành người mẹ thứ hai, cũng không muốn con của mình là Tiêu Trác thứ hai. Tiêu Trác nhảy vào trong lòng của Tần Như, khóc giống như là một đứa trẻ. Mình sẽ không để cho bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương mình và đứa con của mình. Con ư, cậu chắc chứ? Tần như nhìn vòng eo nhỏ nhắn bằng phẳng của Tiếu Trác. Cô ấy thật không biết nên vui cho bạn, hay lo lắng cho sinh mệnh nhỏ, đã trải qua cái vã trong trường hợp này. Đừng khóc mặt chắc chắc, cậu vẫn còn có mình. Tần như đau lòng vỗ về Tiếu Trác. Tình bạn 15 năm, cô ấy hiểu Tiếu Trác hơn ai hết. Đứa trẻ này nhìn thì dường như rất là kiên cường nhưng trái tim lại được làm từ thủy tinh. Vẻ ngoài cưng rắn nhưng thực chất dễ vỡ. Ngày mai cô phải đưa Tiêu Trác tới khoa sàn kiểm tra, còn phải sắp xếp Tiêu Trác và Tiêu Thiên Hào gặp mặt. Tiêu Thiên Hào năm đó vứt bỏ gì của Tiêu Trác, cây tổn thương không chỉ to tuổi thơ của Tiêu Trác mà còn trực tiếp phá vỡ lòng tin và tình yêu vào hôn nhân của cô ấy. Nếu như không giải quyết những cuốn mắc ở trong lòng, thì bản thân của cô cả đời này cũng sẽ không thể nào có thể đối diện với tình yêu và hôn nhân đi tiểu chắc à vừa nhìn thấy tiểu chắc bước vào trong quán cà phê tiểu thiên hào lập tức xúc động đứng lên đón sau khi nhận được điện thoại của tần như cả buổi chiều ông đều ngồi ở trong quán cà phê để đợi tình cơ gặp con gái ngồi đây có được không tiểu thiên hào cẩn thận nhìn nét mặt vô cảm của con gái với dáng vẻ cầu xin được Tiểu trắc lạnh nhặt ngồi vào ghế đối diện với Tiểu Thiên Hào Lúc này cô mới hiểu Vì sao Thần Như Sau khi đưa cô vào bệnh viện kiểm tra Lại mượn cơ có việc cần xử lý Kêu cô vào quán cà phê Đợi cô ấy làm xong hóa đơn Còn Ban đầu Tiểu Thiên Hào muốn hỏi Lãnh Vũ Hiền có ước hiếp con gái không Nhưng sau đó lại nghĩ lại Kẻ đầu sau đầy con gái Cho tên quỷ Lãnh Vũ Hiền chẳng phải chính là ông ta ư? bây giờ ông ta có tư cách gì để mà quan tâm tới con cái đây? cái đào con gần đây có khỏe không? càng căng thẳng, lưỡi của Tiêu Thiên Hào lại càng không nghe theo sự sai bảo. con rất tốt. Tiêu Trác hờ hững đáp, rồi vờ như tùy tiện mà cất tiếng hỏi. Mẹ tiểu Trung nói sau khi xuất viện, cha thường hay đau đầu. bây giờ có đỡ hơn một chút nào hay không chứ? đỡ, đỡ hơn một chút rồi đột nhiên nghe con gái quan tâm tới sức khỏe của mình thì tiểu thiên hào xúc động tới mức là không biết phải nói gì cả bây giờ cũng ít khi cảm thấy đau đầu rồi có phải muốn mời con uống cà phê không nhìn sáng vẻ không biết này nói gì của tiểu thiên hào tiểu chắc cất tiếng sẽ về giúp ông ta à đúng vậy đúng vậy cà phê ở đây rất ngon rất là ngon phục vụ à tiểu thiên hào xa xa tay nhân phục vụ phụ mang men cà phê lên. Bỗng nhiên phát hiện, đến con gái bình thường thích uống cà phê nào cũng không biết. Hai cà phê địa trung hải. Một lúc lâu sau, cuối cùng ông ta hạ quyết tâm, gọi cà phê trên bảng hiệu trong quán. Một chốc lát sau, hai cốc cà phê địa trung hải thâm lừng, bốn phía được bê lên trên bàn. Chàng nghe Tú Trung nói, con rất thích uống cà phê ở đây. Họ nữa còn phải cho thêm hai viên đường. Tiểu Thiên Hào vừa nói, vợ ăn cầm thêm hai viên đường vào cốc cà phê của Tiểu Trác. Nhìn dáng vẻ chờ mong của Tiểu Thiên Hào, Tiểu Trác chậm chậm nâng cốc cà phê lên uống một ngụm. Vị có ngon không? Tiểu Thiên Hào vẻ mặt căng thẳng cất tiếng hỏi. Cứ như cà phê này sao chính tay ông ta pha lên vậy. Rõ ràng mẹ Thu Trung chỉ nhớ. Nói cho cha biết con thích uống cà phê ở quán này. Tiểu Trác đặt cốc cà phê xuống bàn. Rồi lặng lẽ nói thật Nhưng lại quên mất không nói cho cha biết Còn không bao giờ uống cà phê điện trong hải Hả? À cái đó cha Cha xin lỗi Tiểu thiên hào nghe vậy Thì ô rũ anh ấy nói Vậy cha gọi cho con một cốc khác nhé Có điều ngày hôm nay Con đột nhiên phát hiện cà phê điện trong hải Cũng không có quá mức khó uống Tiểu chắc vẫn là lạnh nhạt đáp Rồi lặng lẽ uống thêm một ngụm cà phê nữa Tiểu Trác à. Tiểu Thiên Hào vẻ mặt kích động và vui mừng con giết. Con đã nhận cha rồi sao? Cha luôn là cha của con. Cô bình tĩnh nói với Tiểu Thiên Hào còn đang xúc động. Đây là lời hứa của con đối với mẹ lúc lâm chung. Con không thể báo thù cha. Cũng sẽ cố gắng ngăn cản những người khác hại cha. Con không bao giờ thất tín với mẹ. Nhưng tất cả những thứ con có thể làm chỉ có là thế như thế. Con không hận cha Nhưng không có nghĩa Là con có thể vô tư tiếp nhận cha Về mặt huyết thống Con không thể không tôn trọng người làm cha Nhưng về mặt tình cảm Con mãi mãi không thể coi người là cha Con sẽ cố gắng để cha và mẹ tô chung Sống yên ổn tuổi già Để em gái kỳ kỳ hạnh phúc vui vẻ Con gửi lời chúc phúc chân thành nhất Của con tới mọi người Đây chính là sự nhượng bộ lớn nhất Mà con có thể làm được Cha biết Cha biết là cha không đúng Cha đã làm nhiều việc có lỗi với hai mẹ con Tiếu thiên hào đau khổ Nắm lấy tay của tiếu trắc cầu xin Cha không dám tham vọng Xin con tha thứ Cũng không dám yêu cầu con Đối xử với cha như tố trung và kỳ kỳ Nhưng mà xin con Xin con hãy cho cha một cơ hội bù đắp sai lầm đã qua Có được hay không cơ chứ Cha đừng như vậy Con không hận cha Thật đó Điều này cũng giống như người xưa đã nói yêu sâu sắc thì hận đến cùng. Bởi vì cô không coi Tiếu Thiên Hào là cha. Tất nhiên sẽ không hận Tiếu Thiên Hào. Chưa từng cho cô tình yêu của một người cha. Cốc cà phê này con mời. Coi như chúc mừng cha xuất viện. Tiêu Trác đặt tờ tiền giá trị nghìn tệ lên trên bàn. Mà luôn hy vọng cha có thể hạnh phúc vui vẻ. Vậy cho nên đừng làm cha bà ấy thất vọng. Không nhìn sáng vẻ suy sụp tinh thần của Tiếu Thiên Hào. Tiêu Trác quay người chậm chậm rời khỏi quán cà phê. Xin lỗi mẹ, con đã làm cho người đàn ông mẹ yêu đau khổ rồi. Tiêu Trác thầm nói ở trong lòng, nhưng con mãi mãi không thể tiếp nhận ông ấy. Từ thời khắc mẹ nước mắt lưng tròng ra đi, con đã xác định, con và cha mãi mãi chỉ có là người xa lạ quan hệ huyết thống mà thôi. Tiêu Trác nghĩ thầm. Nhìn thấy Tiêu Trác về mặt không cận sóng, bưng ra khỏi quán cà phê. Tần Như đã đợi từ lâu, giúp cô mở cửa xe rồi nói. Tính tình cố chấp của cậu giống như cái đầu bò vậy. Mình không hận ông ta. Giống như mình không trách cậu đã âm thầm sắp xếp lần gặp mặt này. Không hề thanh minh. Tiêu trác chỉ thở ơ ngắm cảnh vật ở phía sau qua kính cửa xe. Nhưng tại sao lại không tha thứ cho ông ấy chứ? Tần như bất mãn nhìn tiêu trác. Tại sao cậu nhất định phải khiến cho bản thân mang theo cánh nặng cơ chứ? Đối xử tốt với bản thân một chút cũng cho ông ấy một cơ hội bù đắp chẳng lẽ không được hay sao? Mình đã nói là việc không thể xoay chuyển. Thì có tư cách gì nói tới chuyện bù đắp đây? Tiêu chắc oán hận nói. Ánh mắt thê lương của mẹ chính là nỗi ám ảnh cô mãi mãi không thể gạt nổi ở trong lòng. Thôi để rồi. Dù việc này không thể xoay chuyển Vậy cậu cùng với lãnh vũ hiên Hai người cũng không thể xoay chuyển hay sao Cậu đừng có nói với mình Cậu không chỉ muốn đuổi ông ngoại của đứa con nuôi của mình Mà còn muốn đá cha của con nuôi của mình đi nhé Tuy mình không phải là bà vợ giàu có nhất Nhưng nuôi trăm vài người Thì vẫn không thành vấn đề Tiêu trắc hờ hững đáp Khốn hồ là nuôi con gái nuôi của bồ Con gái ruột của mình cơ chứ Cậu, cậu muốn ăn đánh hả Cậu muốn con gái nuôi của mình có chứng ngại tâm lý hay sao Tần như tức giận hét to về tiêu trắc Cậu có biết tầm quan trọng của người cha đối với sự trưởng thành của đứa con hay không hả? Nó là con của mình. Thì phải học cách trưởng thành trong môi trường chỉ có mẹ. Tiêu chắc yếu ớt nói. Trong câu chữ lại lộ ra sự kiên quyết một cách khác thường. Nhưng lãnh vụ hiền sớm muộn gì cũng sẽ biết. Cho dù cậu có cách ly hôn với anh ta, thì anh ta cũng sẽ giành lại đứa con này. Lãnh vụ hiền còn có chấp hơn tiêu chắc. Nhất định cũng sẽ không để yên đâu. Nếu vậy mình sẽ đặt lấy nó. Mình đã nói, mình sẽ không để cho con mình làm tiêu trác thứ hai. Cô sẽ không đưa con cho lãnh phụ hiền. Nỗi đau của chính mình khiến cho cô biết rằng đàn ông sẽ không thể yêu thương đứa con được sinh ra bởi người phụ nữ anh ta không yêu. Nếu con gái sau khi sinh ra đã định sẵn sẽ đi theo con đường của cô. Như vậy thì bây giờ cô tha để nó đi về thiên đường tìm khởi điểm khác. Cậu thật đúng là không thể hiểu nổi mà tần như đột ngột dừng xe lại vẻ mặt lạ lùng mà nhìn tiêu chắc không được cô ấy sẽ không thể để cho người bạn thân này tự làm tổn thương tới bản thân cô ấy và đứa trẻ được tuyệt đối là không thể được uống hết sữa thì lập tức đi ngủ đi tần như khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đưa tiêu chắc tới tận cửa nhà Đợi rồi mình nhất định sẽ uống sữa nhất định cũng sẽ đi ngủ sớm cậu cũng vậy nhé vừa nghe xong lời đảm bảo của tiêu chắc Tần Như lập tức không nề mặt mà đập cửa lại. Cắt tiếng thở dài. Tần Như lấy chìa khóa bước vào trong nhà. Cô không có bật đèn. Chỉ lần sợ vào trong trí nhớ mà đi tới phòng ngủ. Chậm chậm sợ vào bên cạnh giường ngồi ở trên sàn nhà. Cô độc nhắm nhắp căn phòng đen kịt. Hôm nay Tần Như đưa cô tới bệnh viện kiểm tra. Sinh mệnh nhỏ bé trong bụng cô đã hơn 2 tháng rồi. Điều hiếm có chính là bác sĩ nói đứa bé này bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh. Đúng là cục cưng kiên cường Hai tháng này cô từ Đài Loan Sau đó rồi lại trở về anh Rồi lại trở anh trở về Đài Loan Nhận người thân rồi xây xưa với lãnh phụ hiên Cho tới bây giờ lại bận chuẩn làm thêm hàng ngày Dường như không có giây phút nào nhẹ nhõm cả Mà cục cưng vẫn lớn sần khỏe mạnh trong bụng của cô Tuy bây giờ vẫn chưa nhìn được giới tính của cục cưng Nhưng linh cảm giữa mẹ và con Khiến cho cô cảm thấy sinh mệnh nhỏ ngoan cường này nhất định là con gái. Buổi chiều những lời nói ở trên xe của cô hoàn toàn kích động đến Tần Như. Quen nhau hơn chục năm, cô hiếm khi thấy một Tần Như tính cách tốt, từng nổi nóng. Nhưng mà lần này Tần Như thật sự đã nổi giận với cô rồi. trừ việc làm cho cô các món ăn bà bầu nên ăn và mệnh lệnh cho cô không được làm thêm ra. Thì cả buổi chiều Tần Như đều lạnh mặt, không hề nói với cô thêm một câu. Cô biết bạn chỉ muốn tốt cho cô. Và cô cũng biết cô ấy thật sự là tức giận đối với sự cố chấp của mình. Nhưng cô có khúc mắc với cha, có sự băn khoăn với lãnh phụ hiên. Cô thật sự không thể nào bắt tay để mà giang hòa cùng với bọn họ được. Cô là một kẻ may mắn trong bất hạnh. Tuy mẹ cô không yêu cô, cha khiến cho cô bị tổn thương. Chồng thì căm ghét cô, nhưng cô còn có bạn và người thân yêu giúp đỡ cô. Nhưng con gái sau này của cô Có được may mắn như cô hay không Cô gần như không dám nghĩ tiếp nữa Đôi mắt tràn đầy hận thù Của lãnh phụ hiên Dường như đã báo trước vận rủi trong tương lai của con gái Chủ nhân của đôi mắt đó Không thể nào đối xử tốt Với đứa con Bởi vì anh ta hận mẹ Và ông ngoại của đứa trẻ đó Thật xin lỗi Bàn tay của tiêu trắc run rẩy Mà vỗ về chiếc bụng nhỏ chậm mà Thế lương nói. Tha thớ cho ta nhé. Cuối cùng lương tâm cũng đã phát hiện biết xin loại anh rồi sao? Đột nhiên giọng nói của một người đàn ông bất ngờ cắt ngang cuộc đối thoại của Tiêu Trác với đứa con trong bụng. Anh, sao anh lại ở đây? Tiểu Trác thất kinh. để tay đặt ở trên eo cô ra. Thật thà thất thiểu bước ra bật công tắt đèn. Em khóc ư? Ban đầu lãnh vũ hiền thông thà, ngồi bên cạnh giường khi thấy vệt nước mắt trên khuôn mặt của Tiêu Trác thì không tránh được có chút kinh ngạc. Đúng là khó thấy. Em dẫn vai người vợ bị bỏ rơi. Nhẫn nhịn chịu đựng. Cũng đều là bộ mặt khóc không gian nước mắt. Anh cứ tưởng em là một người phụ nữ thiếu đi tuyến lệ chứ. Sao anh lại quay lại đây đây? Không để ý tới lời trêu chọc của lãnh phụ hiền. Nhanh chóng lau sạch nước mắt ở trên khuôn mặt. Cô lại trở về một tiêu trắc bình tĩnh kiềm chế. Lẽ nào anh hy vọng anh sẽ rời bỏ ngôi nhà này sao? Lãnh Vũ Hiền không một chút cảnh báo trước mà bước tới gần cô. Vốt vốt đôi má bứng bình còn hơi ướt mà thờ dài nói. Anh muốn có em thì sao? Em thường ngụy trăng. Khi thị kiên cường vừa hiền thục. Nhưng khi yêu đuối lại vừa mạnh mẽ. Số cuộc em là người con gái như thế nào đây chứ? Thấy tiêu trắc hơi bực cao mày bởi vì lời nói của mình. Lãnh Vũ Hiền đột nhiên bật cười. Cười đến mức là mê hoặc lòng người. Không. Anh nên nói em là một người phụ nữ. Anh khen sát môi ở bên tay cô. Nói thầm một cách cuốn hút. Là người phụ nữ của lãnh vũ hiền anh. Anh chăm biếm đuổi chưa hạ. Tiêu trác cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng. Cố gắng để lãnh vũ hiền đang đứng ở gần ra. Anh còn tới đây làm gì nữa cơ chứ? Cô không thể cũng không có khả năng khiến cho mình bị hút vào bên trong còn báo nhỏ bướng bỉnh Lãnh phổ hiền lắc đầu Nhìn cô có phần yêu thương Em không cảm thấy mệt mỏi Khi cô sống mà phải kiểm nén như vậy hay sao Em thật sự không biết Anh đang nói cái gì cả Tiểu chắc cảm thấy có chút bối rối Quay người rơi phòng ngủ Lại bị lãnh vũ hiền đi trước một bước Mà chặn ở cửa Trước đây em kiểm nén tình yêu Và lòng thù hận với cha Nhưng mà bây giờ em lại kiểm nén tình cảm đối với anh Em không cảm thấy như vậy rất là mệt mỏi hay sao cơ chứ? Lãnh Vũ Hiền nắm chặt hai vai của Tiêu chắc. ép cô nhìn thẳng vào trong mắt của mình. Anh không thể cho cô thêm cơ hội trốn tránh bản thân nữa. Kiểm nén tình cảm đối với anh ư? <laughs> Lãnh Thiên Sinh à, anh đang nói là anh và em sao? Không sai, nhưng em kiểm nén không phải là tình cảm với anh, mà em đang cố gắng kiềm chế sự chán ghét của em đối với anh bởi vì bản thân em tiêu trác kích động nhìn thẳng vào lãnh vũ hiền hét to nhưng đôi mắt đen lại tràn đầy sự trôn tránh và nước mắt em chán ghét bụng dại hẹp hỏi của anh khinh thường sự không quang minh chính đại của anh đúng sai của hơn chục năm trước việc gì nhất định phải hận tới ngày hôm nay anh báo thủ tiêu thiên hào vì sao phải kéo cả gia đình của ông ta ẩn oán của cha mẹ anh và em có liên can gì anh hận em lại dựa vào cái gì lấy bạn thân của em cha làm lợi như thế chứ Cô điên cuồng hét to Dường như muốn đem toàn bộ ớt đức của bản thân Kiềm chế bao nhiêu năm nay mà bùng nổ ra Bình tĩnh một chút nào Tiêu trác à, bình tĩnh đi Lãnh vũ hiền ôm chặt tiêu trác Đang điên cuồng vào trong lòng Anh không thể không công nhận Tiêu trác bị mất bình tĩnh như vậy Thực sự đã chạm vào nỗi đau tận sâu Trong trái tim anh Từ khi sinh ra tới nay Lần đầu tiên tâm trạng của anh bị tác động Bởi một người phụ nữ Em không cần bình tĩnh, Cô vùng vẫy trong vòng tay của Vũ Hiền. Cha em có thể không tỉnh táo. Mà vô cáo sự trung thủy của mẹ em, coi em là nghiệt trùng. Anh có thể không tỉnh táo mà vô cớ hận em. Coi em là công cụ trả thù. Em mãi mãi chỉ là một cái thùng trút giận cho các người không tỉnh táo. Bây giờ anh có tư cách gì? Yêu cầu em bình tĩnh chứ? Em không muốn bình tĩnh. Em chính là không muốn bình tĩnh như vậy. Nghe lời nào, đừng lộn xộn nữa. Lãnh Vũ Hiền ép tiêu chắc trong cơn quần loạn xoắn giường đồng thời dùng chăn bọc lấy cô đang vùng vẫy không ngừng. Em sẽ làm mình bị thương đó. Em phải bình tĩnh lại có được không hả? Bình tĩnh lại. Như thế chúng ta mới có thể nói chuyện tiếp được. Giọng của anh Trầm nhưng cuốn hút, khiến cho Tiêu Trắc dần dần yên lặng trở lại. Em đã bình tĩnh rồi. Chúng ta có thể nói chuyện hay không? Bản thân không thể nào quá mức kích động. Cô cố gắng hít vào một hơi thật sâu. Bình tĩnh mà nhìn lãnh vũ hiên. Đang sùng chăn ép cô xuống Một cách có thành ý Thôi được rồi Chỉ cần em muốn nói chuyện gì cũng được Lãnh vụ hiền vừa vớt tóc rối trước trán của cô Mà vừa dịu sang cất tiếng nói Anh hãy rời khỏi người em trước đi Tiêu chắc ngoài mặt sang một bên Chuẩn tránh đôi tay chăm sóc của lãnh Vũ hiền Ừ được rồi Sau khi ra sự trong giây lát Lãnh vụ hiền rời khỏi người của tiêu chắc Nhưng lại thuận tay tung ra một khúc chăn trôi vào bên trong nằm cạnh tiêu trắc. Kết hồn lâu như vậy, chúng ta vẫn chưa từng thực sự nói chuyện qua. Lãnh vội hiền giống như một tên vô lại, kéo tiêu trắc vào trong lòng mình. Muốn nói gì với anh đây? Chúng ta hãy ly hôn đi. Sau khi tranh chấp không được, tiêu trắc rất khoát phản đối anh ôm, sợ vào phòng ngực ấm áp của anh bình tĩnh nói. Em cái gì cũng đều không cần. Anh thích lấy cái gì thì cứ lấy đi. Ngực của anh rất là ấm áp nhỉ Lãnh Vũ Hiền dường như không nghe thấy Tuyên bố ly hôn quả téo chắc Mà ôm cô chặt hơn May mà chúng ta trở về rồi Sinh vật nhiệt đới như em Rất khó thích nghi với khí hậu lạnh của nước anh Em nói là chúng ta ly hôn đi Tiêu chắc không nhịn nổi mà cất cao giọng Ngày mai em sẽ kêu luật sư Im lặng nào Lãnh Vũ Hiền sự rằng Dùng ngón tay che miệng của Tiêu chắc lại Em vẫn chưa bình tĩnh lại để sau khi em tỉnh táo thì chúng ta nói chuyện tiếp. Em đã bình tĩnh rồi." Để ngón tay của Lãnh Phụ Hiên ra, Tiêu Trắc tức giận mà hét to. "Đến lời nói ly hôn không một chút lý trí với ông xã em, cũng có thể nói ra. Ai cũng có thể không thể nào tin rằng hiện tại em đã đủ bình tĩnh được. Này Lãnh Phụ Hiên, anh đừng có mặc ức hiếp người quá đáng." Tiêu Trắc dùng sức mà vùng ra khỏi tay của Lãnh Phụ Hiên, nhưng làm thế nào cũng là không được. "Bình tâm lại đi." Em mau xem, em lại kích động rồi đó. Lãnh Vũ Hiên cười nhìn Tiêu Trắc thở hồn hển. Em đã rất là bình tĩnh muốn nói chuyện với anh, nhưng anh đến thành ý tối thiểu cũng không có. Tiêu Trắc lại hít vào một hơi thật sâu, để bản thân nổi điên tìm lại một chút lý trí. Không phải là anh không có thành ý. Lãnh Vũ Hiên sâu đi sự cô đơn, tận sâu ở trong đáy lòng, kề sát gần mặt của Tiêu Trắc sự dàng nói. Mà vấn đề chính là, em nói quá tùy ý, chẳng có người vợ nào trong tình trạng hoàn toàn bình tĩnh, lại đòi ly hôn với người chồng đẹp trai giàu có như thế này. Phải biết rằng, kiểu người đàn ông tài sắc song toàn như anh, chính là hàng kim cương. Có người phụ nữ thông minh nào, lại đem kim cương của mình vứt ra ngoài cửa cơ chứ? Nhìn lãnh vũ hiên vừa qua môi múa mép, vừa ra sức giờ ánh mắt mê hoặc người. Tiểu trác cố gắng kiềm chế cơn xúc động, tặng cho anh một sợi dây kéo và một cái kính râm. Rù động ke sắt vào mặt của anh nói. Nói một cách khác Anh cự tuyệt nói về vấn đề ly hôn với em hả Anh chỉ không muốn sau này Em sẽ hối hận vì mình không bình tĩnh đâu Bà xã ạ Lãnh Vũ Hiền thể hiện bộ sáng Là một ông chồng tốt Đồng thời nhân cơ hội kể sát mặt của cô Ông xã Anh thật đúng là tốt với vợ rồi Tiêu chắc sự dàng nhìn cương mặt đẹp trai Đều cáng càng lúc càng gần rồi hết to Bây giờ phiền anh trong vòng 5 giây Ra ngoài đóng cửa lại cho em Mau đi ra ngoài bình tĩnh, bình tĩnh đã. Lãnh Phụ Hiền giật mình, lau qua loa nước mặt mà tiêu chắc phun tung tóe trên mặt của anh. Nhanh như chớp nhảy xuống khỏi giường, chạy ra khỏi phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Anh cuối cùng cũng biết sơ vị, của một gia đình có vợ sơ từ rồi. Hai răng năng trăng bóng của tiêu chắc dường như vẫn nhảy loạn trước mắt của anh vào lúc này. Ôi trời ạ, à, con đường theo đuổi vợ thật là có phần khúc hiểu quá đi. Có lẽ thực sự là đã quá mức mệt mỏi. Cho nên Tiêu chắc đã ngồi say suốt cả một đêm. Say giấc tới mức lãnh vụ hiền lén đi vào phòng ngủ lúc nào cũng không hay. Sáng sớm vừa mới tỉnh dậy, nhìn ở bên quấy. Cơn mặt kia đang ngủ ngon. Cô không thèm cãi nhau cùng với lãnh vụ hiền lén vào kia nữa. Ngược lại, không đánh thức anh ta. Cô cố ý chỉnh đồng hồ báo thức, đặt sẵn con lãnh vụ hiền chậm hai tiếng. Sau đó nhẹ nhàng, là vào phòng rửa mặt mũi thay quần áo. Rõ ra rõ rén rời khỏi phòng. Sau khi đóng cửa phòng lại. Cô còn không mang vất vả, sắp xếp hành lý của anh ta. Nhét hết tất cả vào một góc trong ngăn tủ. Cuối cùng trước khi rời nhà, còn nhét hết tất cả vào một góc trong ngăn tủ. Đặc biệt mang theo áo khoác treo ngoài phòng khách. Áo vét áo sơ mi dày vào bít tết. Hết thầy đều đóng gói theo Cậu cầm giày và áo của anh ta đi làm gì vậy chứ? Khi Tiêu Trác mang cầm một túi đồ to đùng đi vào trong xe, cùng với Tần Như đi làm, Tần Như cắt tiếng hỏi, là mang đi giặt. Nhưng mà, giày da cũng cần phải giặt thay sau. Nhìn đống quần áo chẳng có một chút bụi nào cả. Tần Như quyết định đổi chủ đề. Vậy thì ngày hôm nay, lãnh vụ hiền định mặc gì cơ chứ? Trong hành lý quại ngay chắc chắn có quần áo, thậm chí cả giày. Tiêu Trác đang bận xong mấy mẫu thiết kế, Cắt tiếng trả lời. Chắc có ư. Bận xì nhăn, rồi sau đó là rẽ, phải. Hành lý của anh ấy không lẽ bộ cũng sắp xếp hay sao? Làm sao có thể cơ chứ? Sau khi mình giúp anh ấy sắp xếp đồ đạc, liền đặt vào trong góc tủ rồi. Tiêu Trác bày ra sáng vẻ, là một người vợ hiền. Vậy anh ấy có tìm được không? Nhà của Tân Như và Tiêu Trác bố trí như nhau của quá hiểu góc tủ là nơi che giấu rất nhiều đồ bí mật cậu cũng nên tin tưởng trên thế giới này không có loài người nào không tìm ra đồ cả tiêu chắc cẩn thận đối chiếu màu sắc ở trên mẫu máy thiết kế mình nghĩ tăng thêm sợi lát sợi bông màu lam đi được rồi vậy sẽ sau si trở về công ty mình sẽ kêu quản lý trường đi với màu lại tần như tranh thủ là lúc đợi đèn đỏ lấy ra bản thiết kế trong tay tiêu chắc ra xem nhưng cho dù loài người của nhà bồ tìm thấy hành lý Anh ta cũng sẽ mượn giờ đi làm mất Loài người của lãnh gia nhờ như vậy Sẽ không thể vì ông chủ đi làm một mặt dập tiệm được Sau khi tiêu chắc cẩn thận đối chiếu Ở trên mang xét Mẫu áo mùa xuân vẽ nên một ký hiệu Cái mang xét này quá mức hào nhoáng ở bên ngoài Không phù hợp với chủ đề công bố lần này Sau khi về Kêu phòng thiết kế thay đổi một chút nhé Ừ Tần như tranh thủ thời gian lướt qua bàn thiết kế trong tay của Tiêu Trắc. Đông cam gật đầu rồi sau đó cảm thán nói. Tốt nhất bộ cũng thay đổi một chút đi. Bởi vì tình trạng sức khỏe đặc biệt, Tiêu Trắc bị Tần Như bắt buộc tàn làm đúng giờ. Theo lệ cũ, ăn cơm tối ở nhà của Tần Như. Cầm no rượu say. Vừa mở cửa liền nhìn thấy lãnh phụ hiền mặc áo ngủ. Vẻ mặt vui sướng đang kéo hành lý từ trong phòng ngủ đi ra. Đã về rồi sao? Lãnh phụ hiền có chút kiêu ngạo bắt bản thân tự mình tìm cả ngày. Cuối cùng cũng tìm thấy hành lý đặt ở trên bàn. Chúng ta ra ngoài gọi nhé. Anh muốn ăn... em ăn rồi. theo chắc vốn hy vọng. Vừa về tới nhà liền cãi nhau một trận to với lãnh vụ hiền. Hai lãnh vụ hiền sẽ khởi bình vấn tội. Nhìn thấy về mặt ông ba phải lãnh vụ hiền. Cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô không tránh khỏi có chút thất vọng. Sao trong nhà bừa bộn như vậy chứ? Nhất định là cần phải tìm thấy xương cốt trong canh trứng gà. Nên cô cay nghiệt mà liếc mắt nhìn mỗi góc ở trong phòng. À, bởi vì anh tìm hành lý cho nên làm lộn xộn. Có điều anh thu dọn ngay đây. Lập tức bà xã à. Lãnh Vũ Hiền gật đầu khom lưng. Không may may có một chút dấu vết của việc tức giận. Chết tiệt mà. Rồi thầm một tiếng. Tiểu Trác thấy đốt lửa không thành. Nét mặt tiêu nghiệu quay về phòng ngủ nhật ký sau cùng tiêu trác viết như sau giao chiến lần này bề ngoài xem ra mình gái toạc là hóng hách anh ta chịu nhân nhượng để được an toàn nhưng mà thực chất kế hoạch của mình bị thất bại thảm hại anh ta miệng nam mô nhưng bụng một bồ dao găm cách mạng vẫn chưa thành công mình vẫn cần phải tiếp tục cố gắng mục tiêu ban đầu nắm chuẩn thời cơ cãi nhau to một trận với anh ta ép buộc anh ta lộ rõ bộ mặt rồi hất anh ta ra khỏi cửa nhà con đường có lẽ tùy khúc hiểu Nhưng mà tiền đồ tuyên bố Là vô cùng sáng lặng Sáng sớm tỉnh dậy Tiêu trắc phát hiện Lãnh Vũ Hiên lại mò vào phòng ngủ Chết tiệt mà Rõ ràng là cô đã khóa cửa phòng ngủ rồi suy xét vài giây Tiêu trắc quyết định làm rõ sự việc Tấn công một vòng bắt đầu sau khi cân nhắc một hồi, Tiểu trắc cầm lấy cốc thép công chỉ ở trên đầu giường đồng thời cũng là vật không sợ bị vỡ rơi nhất trong phòng nhà, ném mạnh xuống dưới mặt đất. Làm sao thế? Lãnh vụ hiền tưởng sắc, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tiêu trắc đang đứng ở bên cạnh giường. Này lãnh vụ hiền, anh đừng có ước hiếp người quá đáng. Tiêu trắc ra điều bộ là một người phụ nữ đánh đá. Em biết tiêu ra, nhà em là nợ anh. Nhưng ngày hôm nay cho dù em có chết, bố mẹ anh cũng không thể sống lại những gì có thể trả giá em đều đã trả lời Tại sao anh vẫn còn uy hiếp chứ Anh không có uy hiếp em Lãnh vũ hiền nhìn tiêu trắc Cô bơi lông tìm vết trước mặt Đang phai thơ sai trong lòng Anh nhẫn lại cất lời giải thích Anh chỉ muốn cho nhau một cơ hội Cho nhau một cơ hội ư Lời giải thích của lãnh vũ hiền Đang đánh trúng vào vết thương Trong sâu trái tim của tiêu trắc Việc uy hiếp của anh đã khiến em mất đi cơ hội có tình yêu và hôn nhân rồi. Bây giờ anh còn muốn cấp đi cơ hội sống lại một lần nữa của em. Lẽ nào chỉ khi nào em thực sự đi vào con đường của mẹ anh? Anh mới buông tha cho em hay sao? Không phải. Lãnh vũ hiền tốm chặt hai vai của tiêu chắc hét lên. Anh không thể nào tưởng tượng nổi. Việc tiêu tác sau khi thực sự rời bỏ, sẽ tấn công anh nặng nề như thế nào? Em kiên cường hơn mẹ của anh. Em nhất định sẽ không đi vào con đường của bà ấy Thật xin lỗi Nhìn môi của lãnh vũ hiền trắng bệch Tiểu trác ban đầu tức giận Đột nhiên dây dứt với nỗi đau khổ của người khác Cô cũng tha thiết yêu mẹ Bản thân cô có thể thấu hiểu nỗi nhớ của con gái với người mẹ Vũ Hiền à Thực ra chúng ta kết hôn từ năm ngoái Tới nay cũng đã sống chung hơn năm rồi Tuy chúng ta không giống vợ chồng bình thường Bởi vì yêu mà ở bên nhau Nhưng cuối cùng là cũng sống với nhau lâu đến vậy Dù sao cũng được coi như là bạn bè Có lẽ bọn họ đều nên bình tĩnh lại để mà nói chuyện Nói thật lòng Anh là đối thủ khó đối phó nhất mà em từng gặp Em luôn canh cánh ở trong lòng Vì trận cha Đã đưa đến cho em một người lợi hại như anh Sớm biết anh cũng lợi hại đến vậy Lúc đầu em đã bất chấp Là đem theo mẹ tố Trung và Kỳ Kỳ Mà kệ anh phải tiêu thiên hào Là quyết đấu sống còn dù sao không có tiếu thị Em cũng vẫn nuôi được ông ấy Em cho rằng em là loại người dễ đối phó ư Nói thật anh thực sự không cần biết Bản thân nên hận em Hay nên yêu thích em Từ nhỏ tới lớn em là người đầu tiên Là anh quay tiết vòng vòng như vậy Thay tiêu trắc nhậu bộ Thì lãnh vũ hiền cũng bình tĩnh trở lại Anh ngoài ở bên cạnh tiêu trắc Cùng cô nhớ lại cuộc chiến tranh hôn nhân giữa bọn họ Anh luôn không thể nào hiểu nổi Người có tiền như tiếu thiên Hào Sao lại có thể sinh ra một cô con gái Có phong cách riêng như em cơ chứ Ông ta đương nhiên không thể sinh ra con gái như em Bởi vì em sao chính mẹ sinh ra Ra lại như vậy Có lúc em bụng sợ thẳng thắn Khiến cho người ta phát sự Nhưng có lúc em lại đơn giản Giống như một đứa trẻ chưa lớn vậy Có lúc em lại nhét gan Giống như một con mèo nhỏ Luôn luôn sợ hãi Nhưng có lúc em lại dũng cảm tới mức Đến con hồ cũng phải lùi về phía ba ngàn dặm Em và những người phụ nữ anh biết hoàn toàn khác nhau Em là người phụ nữ rất thông minh Đồng thời cũng rất là phức tạp mà anh từng gặp Rất nhiều phụ nữ Đều giá đặt tình yêu lên vị trí đồng nhất Có thời gian bỏ qua tất cả Bởi vì người đàn ông mà mình thật sự yêu sâu sắc Nhưng cho dù em có đối mặt với người đàn ông duy nhất cả đời yêu tha thiết Cũng chỉ có thể giữ lại sự hy sinh Thật đúng là không nề mặt bệnh ý kỷ như thế cũng bị anh phải trần ra rồi. Tiêu chắc hết sức xà vờ điềm nhân như không. Cô ghét nhất là cảm giác bị người khác mổ xẻ thế giới nội tâm như vậy. Không. Ngược lại, một chút em cũng không ích kỷ. Ví dụ nhé. Nếu anh là người đàn ông duy nhất em yêu tha thiết. Anh kiến đáo nhìn tiêu chắc một cái. Có một ngày. Anh, Tần Như, Dư Tô Trung đồng thời bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn lại đều cần tới em giúp đỡ. Lúc đó cho dù vị trí của ai trong số bọn anh có sức nặng hơn, em nhất định cũng sẽ không mang tới tất cả. Mà cứu thần Như và Dư Tú Trung Tước, rồi sau đó mới tới giúp anh. Bởi vì em gất nhất, nhất chính là bị tình cảm làm phiền. Em chủ trương lý trí cao hơn tất cả. Đổi thành một câu nói khác. Theo em, là dù trả giá cho người thân và bạn bè, nhưng lại không khiến cho bản thân em lạc lối. Như vậy, cho dù có chịu tổn thương, cũng sẽ cầm đông vào trong vết thương lòng thế nhưng trả giá cho người yêu lại rất dễ dàng khiến cho bản thân của em lạc lối bỏ ra như vậy một khi chịu tổn thương sẽ khiến cho trái tim của em vụn nát vì vậy người luôn hết sức đặt bản thân làm trung tâm như em luôn dùng lý trí kiềm nén tình cảm cựu tuyệt tất cả người yêu em và người em muốn yêu bởi vì em lo lắng sẽ có bước tiếp theo các chân mẹ của em anh thật đúng là bộn dại hẹp hỏi mà Tiêu chắc hít vào một hơi thật sâu Một lúc sau mới quyết định nói Em chạm vào miết thương của anh Anh liền nhất định phải để lộ ra vết sẹo của em hay sao Em lại né tránh rồi Lẽ nào trực diện nhìn vào cảm giác của chính mình Đối với em khó khăn đến mức như vậy hay sao Lãnh Vũ Hiên thờ dài Nhìn cô đang kiềm nén sự xúc động Đây chính là điều mà em muốn nói đó Lãnh Vũ Hiên Đừng giả dối không dám nhìn thẳng vào bản tính của mình Cũng đừng tự cho mình là thần tình yêu Anh hiểu rõ hơn em Loại hôn nhân hận cũ cộng với thủ mới của chúng ta Là không thể nào tiếp tục duy trì được nữa Suy nghĩ của Tiêu Trắc lại kích động Cô chán ghét bản thân giống như một vật mồ xẻ Bị người ta tàn khốc mồ xẻ Em thật sự là một người phụ nữ Nhằm giữ tim của người ta mà đâm Em nhất định phải nói ra lời máu lạnh như thế hay sao Vì sao Em luôn nghĩ ra những lời tùy ý Làm tổn thương tới người khác như vậy cơ chứ Nếu em nhằm giữa tim anh mà đâm Vậy nhất định là dùng anh Đâm vào giữa tim em Thật khổ không hiểu lời nào của em Có thể lạnh lùng hơn hành vi của anh được Chẳng lẽ là tự khi em Là hủy diệt bản thân giống như mẹ của anh Mới khiến cho anh cảm thấy mối thủ Lớn được bao đáp hay sao Tất cả những bất hạnh Đều là một tay anh tạo nên Vậy thì bây giờ anh có tư cách gì đem mà trách cứ cô cơ chứ Đừng nói những lời như vậy Em kiên cường hơn bà ấy Em nhất định sẽ không như thế Anh dường như dùng toàn bộ sức lực Hét lên với tiêu chắc Lại là câu khen ngợi chết tiệt này Em kiên cường hơn bà ấy Nên em đáng bị anh không kiên nề gì mà hành hạ ư Tiểu thiên hạo cũng nói Em kiên cường hơn người khác Thông minh hơn người khác Vì thế em đáng trở thành vật tế phẩm Để gả cho anh Vì sao các người nhất định phải đến thao túng cuộc đời của tôi hả trên thế giới này Không có cái gì là không thể vỡ Cho dù là kim cương cũng có thể vỡ Vì sao nhất định chờ tôi sụp đổ Các người mới chịu buông tha cho tôi Tiêu chắc hết to Giống như một con sơ tử bị chọc giận Nhe tranh mưa vút. Nhất định phải tiến hành tranh tranh tới cùng Cô âm thầm hạ quyết tâm ở trong lòng Bà xã Bình tĩnh một chút nào Anh nghĩ có phải em Sự mất bình tĩnh của anh đã hủy hoại tất cả của em Bây giờ anh có tư cách gì yêu cầu em bình tĩnh cơ chứ? Tiêu trách tức giận mà ngắt lời của lãnh vũ hiên. Em chỉ muốn phát điên lên thôi. Có phải em... Có phải em trùng khi kinh nguyệt đến rồi không chứ? Nhìn tiêu trách kích động. Thì anh dường như càng tăng thêm phần chắc chắn cho sự suy đoán của mình. Anh... Anh nói cái gì cơ? Tiêu trách cơ hồ không tin vào tai của mình. Trong khi tranh cãi quyết liệt Lẽ ra phải tiếp tục phát triển thành xuất thủ mới đúng. Làm sao anh có thể nói ra họa tình như thế chứ? Mỗi lần tới kỳ như thế này, em đều cáo kiền dễ tức giận như vậy sao? Anh lại nhích mép cười. Làm sao lại có thể loại đàn ông vô lạnh như vậy cơ chứ? Tiêu trắc nhìn lên trần nhà hét to trong vòng 10 giây. Đúng là đồ bộ dạ hẹp hòi, đồ tự quần tự tại, đồ đăng đồ tử. Tên há sắc kia, tôi mặc kệ anh, Giống như là một đứa trẻ bị chọc cho tức giận Cô cầm lấy túi công văn Đổi sang giày té bằng Rồi sau đó đóng cửa Tiểu trác bại trận thêm một lần nữa Viết ở trong nhật ký Chiến tranh chưa phát động toàn diện Đã chết trong trường nước Đàm phán hòa đình cũng đã bị kẻ địch gây rối Tưởng bước rời xa quỹ đạo Còn sao mới đạt được hiệu quả dự tính Có thể nói Chỉ khí chưa thành Thân chết trước Giải sử dụng anh hùng lệ mãn không Thất bại lần trước là ngoài ý muốn Thất bại lần này là tham gia thực hư của địch Thất bại là mẹ của thành công Cố lên, nỗ lực tiếp tục kiên trì Thắng lợi đã cần ở ta rồi Tại tập đoàn lãnh thị chi nhánh Đài Loan Vừa về tới lãnh thị Thì lãnh vũ hiên liền bị chìm ngập Trong báo biểu của tập đoàn lãnh thị Và công ty con của tập đoàn thị đặt Đây chính là hậu quả Của việc không thường xuyên tới công ty anh bắt đầu thông cảm với Tiêu Trác Vừa làm lãnh phương nhân Lại còn phải phần thân xử lý các vấn đề của công ty Trong thời gian ở Đài Loan Sau khi định vũ kết hôn Anh càng phải cánh vác nặng hơn Xem ra anh bắt buộc phải tóm tiền đàn em lãnh vũ trách bừa bãi Trong vòng quay diễn kịch kia trở về Chẳng có lý do gì Mà công ty to như thế này Đều đặt hết lên mỗi vai anh Anh là kẻ đáng thương phải dành thời gian đấu mưu đấu dũng với bà xã lúc nào cũng muốn ly hôn kia vừa nghĩ tới bà xã tiêu chắc huyện thái dương của anh đột nhiên lại đập gần đây anh và tiêu chắc cứ ngày ba bữa là ba đêm liên tục chiến đấu mỗi lần bắt đầu và kết thúc khiêu chiến đều là tiêu chắc anh thực sự nghi ngờ nếu như để tiêu chắc đi theo chính trị theo cá tính chiến đấu của cô nhất định sẽ không tới một năm sẽ gây ra đại chiến thế giới lần thứ ba Thật không biết đến lúc nào anh và Tiêu Trắc mới có thể là ngừng bắn giảng hòa. Nếu Tiêu chắc có thể đối xử với anh, tốt giống như anh đối xử với cô, hoặc là như cô đối xử với bạn thân tần như những người thân xung quanh cô. Vậy thì, trước mắt anh hiện ra hình ảnh Tiêu Trắc, dính lên người của anh, cùng anh xem TV. Rồi anh cùng với Tiêu Trắc cùng làm cơm ở trong phòng bếp. Thời dài một hơi, sau khi thoát khỏi giấc mộng kia, chia còn lại thực tế Sự thật là thái độ của Tiếu Trắc Đối với Tiểu Thiên Hào Còn tốt với anh gấp là hơn mấy chục lần Đưa tay say say huyệt thái dương Anh ra sức tiếp tục Về đầu vào trong đống công văn Trước tiên có lẽ Là cứ đúng giờ tan làm về nhà Tiếp nhận kiểu chiến của bà xã Mà cố gắng vậy Khi lãnh phố hiên mệt mỏi Bận rộn xong công việc Vội vàng trở về nhà qua Tiếu chắc, Mọi thứ trước mắt anh Khiến anh vừa mừng lại vừa lo Tuy mấy ngày gần đây Tiêu chắc không làm thêm tới đêm khuya Nhưng bình thường tan làm Cô đều ăn cơm ở nhà của Tần Như đối diện Tan ngẫu tắm xong Mới trở về Rắp tâm cây hấn hoạt rất khách là ngã đầu đi ngủ Sao hôm nay lại có thể tử bi Mai bày biện một bàn đầy món ăn Đầy mùi thơm trong phòng khách như vậy cơ chứ Anh vội vàng ngừng đầu Kiểm tra kỳ lưỡng trần nhà Chắc chắn ngày hôm nay Mặt trời không hạ xuống trần nhà của anh Xem ra đây không phải là áo mộng Lãnh vô hiền thấy lòng ngọt ngào Vội vàng đặt tôi công phan xuống Rồi cởi áo vét Vội mừng khắp khẩy đi vào trong phòng bếp Bà giả Em đang làm gì thế Vừa đem cá chạch ban đầu bỏ vào trong nồi hấp Sau khi tiêu trác bắn cho anh một ánh mắt Anh không có mắt à Thì quay người vội vàng La sương sơn sườn nóng bưng ra phải phòng khách Để anh, để anh lãnh vũ hiền vội vàng đón bắt từng bước từng bước nhỏ đặt sừng sừng thạch anh lên bàn đầy ấp là thức ăn thơm lừng trong phòng khách bà giá à, đừng có làm nữa những thứ này đủ cho chúng ta ăn rồi thấy tiểu chắc còn bận pha tương lãnh vũ hiền cảm động nói có biết làm cá trình công không quan tâm tới sự xúc động của lãnh vũ hiền tiểu chắc vừa bận các loại gia vị đặt vào trong bát, vừa lạnh lùng cất tiếng hỏi biết rất nhiều món anh đều biết làm Thời đại Anh cũng luôn tự mình làm ba bữa Biết rất là nhiều việc nhỏ đó nha Làm xong thì chặt thành khúc Đặt vào trong nước tương em vừa mới pha Cô có quyền uy hạ lệnh Bừng nhân thịt đã làm xong Và vào bánh cào ra khỏi phòng bếp Vừa nãy làm món cá thạch anh Mùi tanh đồng của nó suýt chút nữa Khiến cho cô nôn Mà bây giờ có người không bị phản ứng Của việc mang bầu làm giúp Được 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 không sao cả, cứ đưa đây cho anh. Anh vội vàng sán tay áo lên, theo lời dặn dò của Teo Trác, mà đem cá trình trong túi mang ra mổ bụng. Sau khi chặt xong, anh thích thú là khoe tài với Teo Trác đang gói bánh sưởi cào ở ngoài phòng khách. Đều đã làm xong rồi. Bà xã à, còn việc gì cần anh giúp nữa không? Đem thất gỗ và dao thái rửa sạch ba lần đi. Cô không chịu đựng được mùi tanh của cá. Rửa ba lần ư? Ừ. Bà xã à, em sạch sẽ quá đó. Lãnh Vũ Hiền lại vào phòng bếp. Sau khi rửa sạch xong lại chạy ra hỏi. Bà xã, còn gì sẵn sòn nữa hay không? Em cần rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ ư? Đúng rồi, tốt nhất là thấp nêm hai ngọn nến. Như vậy mới đủ romantic nha. Lãnh Vũ Hiền lập tức rút điện thoại. Ở công ty của anh có chai rượu vang 6 -7 năm Để anh kêu lái xe đi lấy. Em muốn 6 chai. 6 chai ư? Lãnh Vũ Hiên nhớ mày, anh không nhớ từng thấy qua Tiêu Trắc uống rượu bao giờ. Em sẽ uống say mất, nhưng mà có điều không sao cả. Thấy Tiêu Trắc dựng thẳng lông mày, Lãnh Vũ Hiên vội vàng nói trước khi cô nổi giận. Tự anh sẽ đi lấy trong kho rượu nhà em rể, anh lại âu dâng lỗi, có cất rất nhiều rượu quý. Anh vừa nói vừa thay quần áo và giày dép, rất nhanh thôi, anh lập tức đến đó, em chào anh nhé. Uống rượu say cũng tốt để tiện cho anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. À không, là tiện lợi cho anh nhân cơ hội chăm sóc vợ của mình đi. Nhìn theo bóng sáng của lãnh vũ hiền rời đi. Tiểu trắc nhìn đồng hồ con nhện treo ở trên tường. Bắt giác nhanh tay gói bánh sủi cảo. Trong lòng thâm mang anh một tiếng đổ ngốc. Sau khi lãnh vũ hiền cứ tự cho mình là đúng đắc ý huyết sáo. Tay trái cầm rượu vang đỏ lên. Một tay cầm nến còn tay phải thì cầm theo một bó hoa hồng xinh tươi. Hào hứng lấy chìa khóa mở cửa. Mọi thứ trước mắt khiến anh phải ngạc nhiên. Mai há hốc miệng. Vũ Hiền à, sao lại đi lâu như thế chứ? Tiêu chắc cười nũng nịu giống như một con chim nhỏ sợ vào người. Bước lên trước, kéo tay quản lãnh Vũ Hiền, nói nhỏ mệnh lệnh. Ngậm cái miệng của anh vào, mau cười đi. Hoàn nghênh cuộc vắng thăm của mọi người. À, ông ngoại, cậu mực, Mark, George, Mọi người đều đến đây cả rồi sao Lãnh Vũ Hiên nghe lời ngậm miệng Mềm cười bước lên phía trước Ôm rồi bắt tay chào hỏi với mọi người Anh nên sớm biết rằng Vợ mình không phải là loại phụ nữ Có thể mang lại cho đàn ông Sự kinh ngạc vui mừng và ảo tưởng đi Hy vậy chúng ta Cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của hai đứa Lý Lan chô đáo cười Nhìn nến vào hoa tươi trong tay Của lãnh phụ hiền Dạ không có không có ạ con và trác trác luôn mong đợi mọi người tới chơi. Hoa tên này là để dành tặng cho mượn. Còn đế này, con mua là di phòng sự cố đường dây ạ. À? Lãnh vụ hiền lung túng, tặng hoa cho Lý Lan, rồi đặt nến sang một bên. Trong lòng nhớ tới câu nói bỏ lửng học vấn có phần thâm sâu của dân dân Trung Quốc, mà bà Lưu đã từng nói qua. Cái gì mà quang cánh một đầu nóng. Tuy anh không nhớ nguyên câu, nhưng câu nói bỏ lửng này thích hợp nhất để hình dung bản thân anh vào lúc này. Sau khi cơm no trợ say, cả nhồi ngồi quay quần để mà ngồi ăn hoa quả, lại vừa nhăn nhã tán chuyện gia đình. Lãnh Vũ Hiền không thể không khâm phục, kỳ ghét ngầm của Tiêu Trác và Tần Như. Mỗi lần vị trường bối của nhà bờ lanh yêu cầu là gặp mặt Tiếu Thiên Hào, đều đã bị bọn họ kéo léo từ chối. Có điều anh càng ngưỡng mộ, tiêm cam nông nan tinh tứ của Tần Như và Mắc đâu có giống như anh. Tuy Tiêu Trắc ở bên luôn tươi cười đối với anh, nhưng ở trong mắt lại luộn ra luồng không khí lạnh lẽo. Thật đúng là cùng người, nhưng lại không cùng mình Sau khi nói xong việc gia đình, tới giờ đi ngủ, Tiêu Trắc bắt đầu là sắp xếp phòng. Ông ngoại độc chiếm phòng ngủ của anh và Tiêu Trắc. Vợ chồng Henry ở phòng khách nhà Tiêu Trắc. Tiêu Trắc và Tần Như ở phòng ngủ nhà của Tần Như. Mark, George ở tại phòng dành cho khách nhà Tần Như. Sau đó không biết thế nào, cuối cùng gì còn lại phòng khách của hai nhà cho lãnh Vũ Hiền lựa chọn. Cuối cùng anh quyết định là làm trường phòng khách nhà Tần Như. Dù sao là bị tiêu trắc chỉnh, rất khoát ở dưới mi mắt của cô ấy phiền một chút cũng được. Này ông anh, anh vẫn chưa thu phục được sao? Sau khi sắp xếp phòng, ông ngoại đi đường xa mệt mỏi, đã đi ngủ sớm. Thấy nàng dâu vừa xinh đẹp hào phóng Lại sự sang hiền thục Vợ chồng Henry có phần mãn nguyện Nắm tay của Tần Như Kéo theo mát và Tiêu Trác Tiếp tục ngồi trong phòng khách nhà Tiêu Trác Để nói chuyện không biết mệt mỏi Chóc Còn lại một mình vỗ vai Tần trường phòng khách Đang xem TV nhà Tần Như Có ý xấu cất lời treo trọng Đừng có cười trên nỗi đau của người khác Cô ấy tuy là em của cậu Nhưng chúng ta rốt cuộc là đồng loại đó Lãnh Vũ Hiên cầm điều khiển Tiếp tục không ngừng chuyển kênh Tôi không xen lẫn ăn oán cá nhân Tôi vốn cho rằng scandal tay mình của anh Là có vài thủ đoạn Thế nhưng không ngờ anh lại kém như thế này Thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy Vừa nghĩ tới bộ dạng Của lãnh Vũ Hiên cầm ly điệu vang đỏ Nến và hoa tươi bước vào Thì anh ta đã muốn cười phá lên rồi Em gái chắc chắn trước đó Đã bóc trần con người tự cho mình là đúng này không phải là do tôi quá mức kém cỏi mà là do em gái của cậu quá cao thủ đợi cậu gặp được một nửa cuộc đời của mình thì còn có cá tinh hơn cả vợ của tôi cậu sẽ hiểu thôi lãnh phụ hiền nước mắt nhìn trót đang cười trên nỗi đau của người khác mà nguyện rủa ông anh à nếu như tôi là anh tôi sẽ cầu khẩn cho bản thân trước trót cười rất là vui mừng anh ta cho rằng ai cũng đều yếu như anh ta hay sao Sao các người lại đột nhiên tới đây chơi chứ? Bọn họ sẽ ở lâu không? Đây là việc mà lãnh vũ hiên quan tâm nhất. Còn có việc đột nhiên hơn. Tương lai không lâu nữa. Viễn Hằng sẽ lập chi nhánh tại công ty Hồng Kông. Đồng thời cũng sẽ dần dần chuyển trung tâm tới Hồng Kông để gần chắc chắc hơn. Chóc đồng cảm vỗ vai của lãnh hiên vũ. Richard cùng với Peter đang bận việc này. Có điều tôi nghi ngờ anh có đủ năng lực để đem em gái của tôi về Hồng Kông không? Nhìn tình hình trước mắt, lãnh vụ hiền nhiều nhất là mạnh dạn thêm mệt dày, cũng chỉ làm cho chàng rể ở nhờ. Muốn tiêu trác cùng với anh ta về Hồng Kông, đúng là vô cùng khó khăn đó nha. Nếu như cậu thu lại nụ cười đều cắn của cậu, tôi sẽ thu lại suy nghĩ đánh cho cậu một trận đó. Cái khuôn mặt tươi cười của tên này thật đúng là chứng mắt mà. Nếu anh làm thêm vài tư liệu chuyện cười nữa Tôi sẽ suy nghĩ giúp anh đang ở vị trí thấp Tìm lại một chút tuân nghiêm của đàn ông đi Jock vẫn đang cười cong ngớt Tên này nhất định bị gán Cho đứa em gái đáng yêu của anh mất rồi Các cậu đang cười gì vậy chứ Mark mở cửa rơi nghiêng mình Cho bạn gái và em gái vào trong phòng Buồn cười, buồn cười người đó nha Cậu nói có ý thâm sâu Jock chào lại cười lăn lộn Em đi lấy chăn đây Để anh lấy giúp em Tạm như vào mắt người trước kẻ sau Bước vào trong nhà truyền trà nệm Cho trường phòng cách hôm nay Thật đúng là không có đạo trời mà Không quan tâm tới ánh mắt đáy lửa Của lãnh vũ hiên Chó xa vờ bất mãn ôm tiêu chắc bên cạnh tòa lòng Có người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy Sao em chỉ làm bà mai cho mắt Mà không giới thiệu cho anh Có phải trong lòng em không có anh trai này Hay không cơ chứ Đúng là oan uổng nha Em và tất cả phụ nữ trong tim đều chăn chúa ông anh đẹp trai phong lưu hào phóng như anh nhưng như như là tuy cao cấp chỉ thích hợp với thanh khiết ở trong tình cảm như mắt thôi còn anh loại động vật ăn thịt này có lẽ đi ăn meo meo thời kỳ động được đi thôi đời rồi em lại dám dị nhục nhân cách cao thượng của anh sao lại còn dám biến tướng nói anh là mèo đậu dục nữa chứ tin em đi em chỉ là thật lòng nói ra toàn bộ nội dung nhân cách cao thượng của anh thôi hai anh em kề vai đấu qua đấu lại. Không mảnh bay để ý tờ lãnh Phụ hiên đang ở bên cạnh, nhíu mày thành một đường thẳng. Đang nói chuyện gì vậy chứ? Bác mang theo chăn cùng với tần như bước tới. Đang nói tới chị dâu tương lai của em. Chóc bật cười mà nhìn tần như. Khoa trường liếc đôi mắt anh Tuấn. Chị dâu hay à? Tuy thời gian chúng ta quen biết muộn. Nhưng người đẹp, em còn đẹp trai hơn anh của em. Chị hãy suy nghĩ một chút đi tôi cũng nghĩ như vậy tần như nghiêm túc mà nhìn chóc tuy bạn trai của tôi ở đây nhưng tôi vẫn không thể nào nén được biểu lộ tình cảm với anh xã thú anh là con giấy mèn đẹp trai nhất mà người đẹp nãy cả đời gặp được đó này tiêu tự thổi xem em còn lắm mồm hay không hả bác bưng đầu vừa bị hỏi thăm mà nhìn tiêu trá đang cười không dứt thật đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã một miệng lanh lợi như em gái của tôi mà đúng là báo ứng kiếp này Nhìn chóc một cái Lãnh Vũ Hiền nghĩ thầm ở trong bụng Bà xã à Tối nay em ở trong phòng khách cùng với anh có được hay không chứ Sau khi kết thúc bữa tối Thị trường phòng khách là Lãnh Vũ Hiền Kéo vai của Tiêu Trắc nói thầm Nhưng âm lượng lại thành công Tề nỗi khiến cho mọi người đang nói chuyện Đều có thể nghe thấy Anh đừng có mà gây chuyện nữa Tiêu Trắc xa vờ thân mật Nghiến răng nghiến lợi Mà nói nhỏ bên tai của Lãnh Vũ Hiền Không được, Tối nay anh bắt em phải đền bù cho anh Lãnh phụ hiền đen mặt Mà thâm lên phành tay của Tiêu Trác Ông cụ trôn cười cười Nhìn đôi vợ chồng trẻ liếc mắt đưa tình Mà cất tiếng hỏi Đã có tin tức gì chưa Là cái gì ạ Tiêu Trác không hiểu mà nhìn ông ngoại Nói không chừng đã có thành quả rồi đó ạ Lãnh phụ hiền hiểu ý chị Chị bụng của Tiêu Trác Bộ dạng kiểu như cháu vẫn luôn nỗ lực cha cũng sắp làm ông ngoại rồi đi Henry cũng hiểu ý mà cười cười. Mọi người đều tập trung con mắt vào cái chiếc bụng phẳng lì của Tiêu Trác mà mỉm cười. Chỉ có Tiêu Trác và Tần Như Chia là ra vơ cười mà thôi. Đúng thế. Từ hôm nay Mark và Trác làm trong phòng khách, trả lại phòng ngủ cho lãnh phụ hiền và Tiêu Trác. Mẹ đợi không nổi để làm bà ngoại rồi nói nha. Đúng vậy đúng vậy. Cứ làm theo lời của mẹ các cháu đi. Ông John nóng lòng hạ lệnh. Cứ như chắc trai béo mập đang kéo tay ông ra gọi ông ngoại đến nơi rồi ấy vậy. Sau đó ông lại chuyển ánh mắt đôn hậu sang nhìn mắt và tần như bên cạnh. Tiểu như à, lúc nào cháu gặp qua đây? Để ta vừa làm ông ngoại vừa làm ông nội đi. Ông à, tần như e thẹn sợ lưng vào phía mắt. Toàn lệnh ông nội, đảm bảo nhiệm vụ thành công. Mắc tình nghịch ôm chặt tần như chào kiểu lính. Bà xã à, chúng mình về Hồng Kông nhé. Lãnh vụ hiền lợi dụng mưu kế thoát khỏi trước trường phòng khách Mãn nguyện nằm ở trên giường hỏi Tiểu Trác Đang nằm quay lưng với mình Vui vẻ đưa tiễn bất cứ lúc nào Cô phải móng tay sói Của lãnh phụ hiền Đang đặt ở trên vai của cô ra Không thèm quay đầu lại nói Đúng là đồ rồi nhặng phá vĩnh Chỉ quấy rầy giấc mộng của người khác là giỏi thôi Mà cái gì mà ngưu tầm ngưu mã tầm mã Em xem tần như dịu dàng với mắt biết bao nhiêu Thái độ của em với anh không thể tốt hơn một chút hay sao cơ chứ? lãnh phụ Hiên xoa xoa mu bàn tay bị đập đau, nói ra nỗi oán trách ở trong lòng. nhưng tiêu trác đến phản ứng với ý của anh cũng không có. bà xã à, anh là đang nói với em đó. anh xem em có thể chịu được mấy tiếng. lãnh phụ Hiên mặt dày, ôm chặt lấy tiêu trác, đôi môi liên tục quay nhiễu phần gáy và cánh tay của tiêu trác. get gâu get out ra ngoài. tiêu trác buồn ngủ là tức giận đẩy lãnh vũ hiền sang một bên hùng dữ quay mặt nhìn lãnh vũ hiền rồi sau đó chết lên hoặc là ra ngoài hoặc là ngoan ngoãn ở lại đừng có mà ép em ức hiếp anh trước mặt của mọi người đi đúng là không công bằng cho dù vợ chồng hay tình nhân đều có lúc ngọt ngào sao em đến gương mặt hòa nhã cũng không dành cho anh cơ chứ em xem mắc và tần như ở bên nhau hòa hợp đến như vậy cơ mà lãnh vũ hiền bất mãn cất lời trách móc Người đàn ông chết thiệt này Lúc nào thì biến thành nói rồng dài như thế kia Chuẩn bị cả một ngày Tiểu Trác rất cần được nghỉ ngơi Không nhận được hết to lên với lãnh phụ hiền Mắc là trai tân Anh có phải không hả Cần như một nửa phụ nữ trên thế giới Đều từng qua lại với anh Loại đàn ông lăng nhăng như anh chỉ thích hợp độc thân Hoặc tìm một người phụ nữ lăng nhăng để mà kết hôn Lấy loại cái trinh như tôi Thì chỉ có thể kết cục này thôi Hiểu chưa Lại còn muốn phí lời nữa hả anh biết, anh biết rồi. Lãnh vũ hiền bị tiêu trác sơ từ gầm. Sợ tên nỗi là chờ trả lời. Giáo đã hiện, hiện, đàm nhiệm trường phong khách. Sợ vào cửa nghe trộm cười dữ dội. Em về đừng có lo. Anh trai giới thiệu cho em đi làm thủ tục để mà làm phục hồi trai tân. Biến đi. Anh đi chết đi. Hai tiếng cầm thét cùng xuyên qua cánh cửa vọng lại. Đối với tân nhiệm trường phòng khách, chóp một tay bịt miệng, một tay ngoay ngoay tay vội vàng nhảy vào ngồi trên sofa trong phòng khách, đôi mắt đen cười đến chảy cả nước mắt. Hài lòng rồi chứ? Đúng là mất mặt tới tận eo biển át cắt lợi rồi đi. Tiểu trác vốn định tức giận, trơ mắt mà nhìn lãnh vũ hiền. Nhưng mà cơn buồn ngủ, lại khiến cho cô ngáp một cái. Lẽ nào bởi vì mang thai, nên mới càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi hay sao? Em và tên ân niệm hạo đó chia tay. Rốt cuộc là vì chuyện trai tân hay là vì anh chứ? Lãnh Vũ Hiền bỗng dưng hỏi một vấn đề luôn canh cánh ở trong lòng. Nếu như chia tay là vì lý do sau, như vậy tình cảm của bọn họ không sâu đậm. Nếu như vì lý do đầu mới miễn cưỡng chia tay, sau đó lấy anh vậy thì không được. Anh nhất định phải hỏi cho đến cùng. Tiêu Trắc ôm đầu thấp giọng rít lên vài giây. Sau đó túm lấy cổ áo ngủ của Lãnh phụ Hiền mà chất vấn. Nói đi, anh rất cuộc là ai hả? Chồng của em. Lãnh Vũ Hiền bình tĩnh trả lời xong Rồi lại tiếp tục hỏi Em chưa trả lời câu hỏi của anh Anh không phải là Lãnh Vũ Hiền Bị cơn buồn ngủ và sự việc rỗi việc này Của lễn Vũ Hiền xài vò đến mức phát điên Tiểu Trác dùng tay giữ cơn mặt anh Tuấn Của Lãnh Vũ Hiền Dường như muốn lập ra một lớp rào mặt Trên cơn mặt anh Tuấn Thu hút người khác kia Mà nói Lãnh Vũ Hiền chắc chắn khoa trường ngang ngực Tự cao tự đại Làm theo ý của mình suy ngã độc tôn làm sao có thể nói mềm lòng như thế này Anh nhất định là côn trùng mà hành tinh Ở trong hắc nhân y Đã ăn thịt lãnh vũ hiên Chiếm sâu sắc của lãnh vũ hiên rồi đi Rốt cuộc em thích anh ta Nhưng không thể không chia tay Hay là không có tình cảm Cho nên tự nhiên chia tay chứ Em mau nói đi Lãnh vũ hiên mặc kệ tiêu trắc kéo ra mặt Mà tiếp tục hỏi Không có tình cảm cho nên tự nhiên chia tay Tiêu trắc buông tay ra nhìn lãnh vũ hiên bằng đôi mắt đang rũ xuống bởi cơn buồn ngủ người đàn ông chết tiệt này sao lại có thể dây dơ lằng nhằng như vậy cơ chứ anh không tin em với anh ta hôn nhau ở trên đường để không làm lộ thân phận hôm đó em còn đặc biệt cải trang thành bộ dạng học sinh rõ ràng không thể không gặp mặt nhưng lại sợ anh biết vì thế mới cải trang như vậy hơn nữa sau khi báo chí đăng ra sự việc đó anh ta còn cố tình che giấu thân phận của em Chuyển tiêu điểm sang chính bản thân anh ta Để bảo vệ cho em Em già rồi Vì thế ăn mặc trẻ trung một chút để nhớ lại quá khứ không được hay sao Nếu như không phải là bởi vì, vì sợ kinh động tới ông ngoại và mọi người Thì cô nhất định đã hết tao lên với anh ta rồi Em nói dối Mỗi lần anh kêu em xả tóc Em đều khăng khăng buộc tóc giống như bà già Người thực tế như em sẽ ngớ quá khứ Có quỷ mới là tin đi Anh tự nghĩ Anh tự ngữ đi Em muốn đi ngủ rồi Gã đàn ông này đúng là hết thuốc chữa rồi Cô lau lau nước mắt bởi vì ngáp mà chảy dài ra Tiêu trắc định kết thúc cuộc tranh cãi này Đối với cô bây giờ ngủ một giấc còn có lợi ích hơn Không được Ngày hôm nay em nhất định phải nói rõ ràng Lãnh Vũ Hiền kéo tiêu trắc nằm dậy Ở trong đầu lóe lên thông tin có phần nguy hiểm Chẳng lẽ cái gái đó là mối tình đầu của em Người bạn trai duy nhất hơn nữa nụ hôn đầu của em cũng là dành cho anh ta lãnh vũ hiên nắm chặt tay trong đầu lại hiện lên cảnh là ân niệm học cùng với tiêu chắc hôn nhau trên đường được đăng trên báo anh đến thứ một nghìn mấy trăm đêm đều không biết là dành cho ai tình đầu nụ hôn đầu em tặng cho ai thì có gì là to thắt hả tiêu chắc không có sức lực để nói tình trạng sức khỏe đặc biệt khiến cho cô vô cùng buồn ngủ vô cùng mệt mỏi cũng là vô cùng khó chịu em đã đang ám chỉ anh. Nếu như Niệm Ân Hạo là trai tân, em sẽ không quan tâm tất cả mà yêu anh ta. Thậm chí là lấy anh ta hay sao? Anh vừa nói vừa kéo tiêu chắc đang định ngồi dậy. Anh nhất định phải biết tình cảm của cô. Cùng với hắn ta là sâu đậm tới mức nào. Rồi sau đó nhất định sẽ bóp chết tất cả thứ tình cảm đó một cách sạch sẽ. Em mau nói đi. Anh vân tay ra lay lay tiêu chắc. Em cũng hôn anh một cái, trước sự quấy rầy của lãnh phụ hiền. Cô mệt nhọc kéo căng mắt, hôn bừa lên mặt của lãnh phụ hiền rồi nói. Như vậy là được rồi chứ gì? Cô lại mơ mơ màng màng mà nhắm mắt lại. Em hôn qua là đại khái. Lãnh phụ hiền ăn mắng, là biết vị tiếp tục ra sức lay lay tiêu chắc, Anh muốn hôn môi. Tiêu chắc vô cùng buồn ngủ, đến một chút lý trí cuối cùng cũng không có. Cô nhắm mắt hôn lên vừa môi. Anh vẫn còn muốn nữa. Lãnh vội hiền tóm lấy cơ hội Vô lên môi đỏ của cô sự ngọt ngào Khi cảm xúc mãnh liệt bình phục Thì cuối cùng tiêu chắc cũng tỉnh dậy Cô cảm thấy hổ thẹn Hận không thể chết chìm trong cốc nước lạnh bên cạnh Chủ động dâng hiến nụ hôn cũng đã đành Còn mặc kệ người ta sau xé Mặc kệ người ta sau xé đã đành Còn không biết xấu hổ mà hùa theo Ôi trời ạ à, Sao không ai nói cho cô biết Mang thai sẽ khiến cho phụ nữ giảm đi chỉ số thông minh cơ chứ Bà xã à, em đẹp quá. Lãnh Vũ Hiền thỏa mãn mà nhìn tiêu chắc. Mở mắt trong vòng tay anh. Tình tế hôn lên trắng của cô. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc hòa bình. Kể từ khi anh và tiêu chắc kết hôn. Sự đẹp đẽ của cô mang lại. Khiến cho thể sắc và trái tim của anh một sự vui mừng. Mà anh không thể dùng ngôn ngữ diễn đạt. Quan trọng hơn là anh tự tin cô cũng có cảm giác giống như anh. Bà xã à Em có yêu anh không? Yêu cái đầu của anh ấy. Cô dồn sức quấn tranh quanh mình Quay người lại không thèm để ý đến anh Ôi trời ạ à, Có phải là mất cân bằng hóc môn nghiêm trọng Cho nên cô mới như vậy hay không Nhưng mong là sẽ không ảnh hưởng tới đứa bé Cô ý thức xoa xoa lên cái bụng nhỏ bằng phẳng Nhìn hành động ngây thơ quả tiêu chắc Lãnh vũ hiền cười nhẹ thành tiếng Cô vợ nhỏ của anh thế nhưng Mà lại xấu hổ rồi đi Tiểu như Mình muốn ly hôn với anh ta mình nhất định phải ly hôn với anh ta. Khó khăn lắm mới tìm được chỗ nào đó đứng riêng với Tần Như. Tiểu Trác giống như là phát điên mà lắc tay của cô bạn thân. Cải cúc lại cho cẩn thận. Dấu tay lộ ra rồi kia kìa. Rỗ tay của Tiểu Trác ra. Tần Như vô cùng thong thả mà vứt vứt lại tay áo đã bị làm cho nhăn. Tiểu Trác Vừa cuồng loạn vừa hét to vừa cài lại cúc áo Có phải đến lượt bổ cũng không muốn giúp mình hay không hả Cậu đừng có tức giận như thế chứ Nhớ như con cái nuôi của mình Bị truyền cái gen xấu hổ của mẹ Thì phải làm như thế nào đây Tần như vẫn khoan thai cắt tiếng đáp Chính vì con gái của chúng ta Vậy cho nên mình muốn ly hôn với anh ta Bố cũng phải thương con gái mà giúp đỡ mình chứ Cô nắm lấy tay của Tần Như Hết sức nghiêm túc nói Mình nghĩ cậu nên nói rõ cho anh ta biết Là cậu đã có thai rồi Như vậy anh ta khi trồng sau tay mấy nhẹ chân nhẹ tay một chút Nghe thấy rất câu Cô liền hét lên một tiếng Bình tĩnh một chút đi Bố muốn bây giờ là dạy con gái Kỹ thuật sư tư gầm hay sao Không phải Bây giờ mình muốn dạy con gái Là đánh người là như thế nào Tiểu chắc vừa nói vừa nhờ về phía của Tần Như Cô muốn đánh cho người bạn Ở trong tình cảm này Lại còn nói mắt hay sao cơ chứ Cứu mạng có người muốn mưu sát Con gái à Con đã nhìn thấy rồi chứ con nhất định phải báo thù cho mẹ nuôi nhé Thôi đây rồi, mình đầu hàng Mình nhận tội, mình nhận phạt mà Sau khi vui đùa một trận Thì Tần Như dâng ra cờ trắng Như thế không phải là rất tốt hay sao Lãnh Vũ Hiền cho dù là con cóc Nhìn lâu cũng có thể thành hoàng tử Hốn hồ anh ta còn đẹp hơn cóc Hơn nữa vì con gái dễ thương nhất của chúng ta Cậu còn có gì mà không thông suốt cơ chứ Cậu có tiền hay không Mình sẽ ném cậu tới tận Siberia để nói mát hả? Tiểu Trác chớp chớp mắt, mà lắc lắc bàn tay trắng nõn. Không có cha, còn hơn có một người cha chiêu hoa kẹo nguyệt. Bộ xạ hẹp hòi không có phong cách, chỉ thêm phần mất mặt mà thôi. từng nghe qua, lời thơ còn hơn không có chưa hả? Hơn nữa đáng xáo của bồ dành cho lãnh vũ hiên, cũng có phần hơi thiên vị rồi đó. Tần như phân tích một cách chính xác. Mình và bồ không còn chung ngôn ngữ nữa rồi. Bây giờ bồ đi ra ngoài, cách xa tầm mắt của mình đi. Tiêu chắc đôi lý bắt đầu chơi xấu nói Nghe nói đây là nhà của mình nha Tần như lướt mắt nhìn xung quanh Rồi vỗ vỗ vài bà tốt Vài ngày nữa Trích Chát và Peter cũng sẽ qua đây Hơn nữa bọn họ mua nhà ở phía bên Hồng Kông rồi Lúc đó cậu và lãnh phụ hiên Cũng nên chuyển về nhà chồng rồi đi Mình đã nói rồi Mình muốn ly hôn với anh ta Tiêu chắc chết lên Cục cưng của mình à Dù sao cũng đừng nghe ngôn ngữ Không thuộc loài người của mẹ con trước không thêm để ý đến tiếng rít lên của người bạn thân. Tần Như dịu dàng vỗ vào bụng nhỏ của téo Trác, rồi sau đó nhìn cô nói: "Chỉ nhánh công ty của chúng ta ở Hồng Kông phát triển hơn bao giờ hết, cũng nên chuyển đến tổng công ty sang Hồng Kông. Dù sao cậu cũng đều cần phải đi mà." Năm nay mắc đi Hồng Kông để mà nhận giáo. Vừa đúng lúc cậu đi Hồng Kông làm quan, một công đôi việc. Chỗ đó phương tiện chiếu sáng phát đạt như vậy, mình không làm bóng đèn cho ai người nữa khiếm khuyết lớn nhất của cậu chính là không dám tiếp nhận hiện thực tần như bất đắc sĩ mà nhìn tiếng tình bướng bỉnh của bạn lúc này chuông reo cửa vang lên bên tay nhất định là bọn họ đi mua rừng trở về rồi tần như vội vàng quay người mở cửa nhưng cho mát chóp cùng với công viên chuyển hai chiếc rừng đi vào chỉ có hai cái thôi sao ở dưới đi thang máy một lần không mang lên được đúng là đặt hai cái ở đây Mark và chóp vội vàng chỉ những công nhân đặt vào trong phòng. Nhà của Tiêu Trác cùng với Tần Như tuy là năm phòng, nhưng do thường ngày là không có người thân tới, nên hai chiếc nhà này chỉ có thiết kế một phòng khách. Hiện tại nhiều người rồi, có thể bỏ đi chức vụ trưởng phòng khách. Tần Như và Tiêu Trác quyết định mỗi nhà sẽ bố trí thêm một phòng khách. Mọi người bận rộn một trận, cuối cùng cũng đã bố trí xong. Tiêu Trác ngại làm bóng đèn, mà kéo Trác Người thích làm bóng đèn cùng ra đi ngoài mua thức ăn Mắc có thể ở riêng Đối với người yêu lau giọt mồ hôi trên trán Ôm lấy tần như mà cất tiếng hỏi Sao lại không thấy lãnh phụ hiện đâu chứ Mấy ngày nay Tên em trẻ đó giống như cao su công nghiệp vạn năng Cứ dính lấy em gái của anh không rồi Sao hôm nay đột nhiên lại mất tích rồi chứ Anh ta muốn trong mắt của tiểu trác Lúc nào cũng có đầy hình bóng của anh ta có điều tiếc rằng lãnh thị và thủy đạt to lớn quá Tần như về mặt cười trên nỗi đau của người khác nói Cái này có thể tưởng tượng được Mặc xoa xoa tay dịu dàng mà nhìn người yêu Vừa nãy mẹ gọi điện thoại cha cha Ông một giờ nữa sẽ từ chỗ bạn ở Đài Trung trở về Vì thế Tần như cười nhìn mắt ánh mắt đưa tình Vì thế chúng ta có đủ thời gian Để chuẩn bị lễ vật bài kiến Lỡ một trượng tương lai Suy nghĩ một chút Mark có phần tự tin nói ra khái niệm kỳ quái đó. Cindy là cha vợ. Có một người yêu mù ngôn ngữ. Cô lúc nào có thể là xuất khẩu thành phần đây? Là như thế ư? Mark cười thật thà. Anh vẫn là không hiểu một số vài tục nữ của Trung Quốc. Anh vẫn cảm thấy lạ. Tại sao mọi người có thể gọi quen bố của vợ là một trưởng chức? Ai là vợ của anh? Có ai đồng ý lấy anh đâu cơ chứ? Tần Như trò mặt nũng điệu nói. Em đó, nương nương của anh ạ à. là nương tử tướng công ốc của tôi ạ à? chắc à thật xin lỗi tôi tưởng mọi người đều có mặt xin mời mọi người cứ tiếp tục đi đúng lúc này thì lãnh vũ hiên mở cửa nhà của tần như nhìn thấy một đôi bích nhân đang hôn nhau vội vàng ra ngoài đóng cửa lại trong lòng cảm thấy rất khó chịu tiểu trác đã lúc nào đối xử với anh như vậy khi tỉnh táo đâu lãnh vũ hiên luôn bắt ức bản thân số cổ sau khi ăn cơm tối xong thì vẫn bay tới. Cả nhà Bờ Lanh cùng với Tần Như quyết định tối nay đi Đài Nam. Thứ nhất là có thể tới thăm người thân tương lai sớm. Thứ hai cũng là thuận tiện lai xe để đi thường thích cảnh đêm ở Đài Nam. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại tiêu chắc. Vì ép ở lại và lãnh vụ hiền mặt mũi sung sướng. Lãnh vụ hiền có tâm trạng là vô cùng vui vẻ. Viết sáo sau khi tắm xong toàn thân thơm phức anh rất là mong chờ thế giới của hai người Bước lên trên giường Khai thác tiêu trác đang mơ mơ màng màng Đi vào giấc mộng Anh đi chết đi Tiêu trác bị đánh thức khét lên với lãnh vũ hiên Người đã quê nhiễu có tỉnh giấc Lãnh vũ hiên lập tức nằm xuống giường Sau đó ngồi dậy nghiêm túc nói Ngày mai là lễ kỷ niệm Năm của công ty Âu Dương Chúng ta cùng đi Em thích bộ giải tiệc nào anh tặng em Hẹn người yêu của anh đi Em mới là không rảnh Đừng có mà nói linh tinh Lần này anh sẽ cho rằng em đang ăn giấm đó Lãnh Vũ hiền nghiêm nghị cảnh cáo Em chỉ muốn ăn anh Tiêu trắc tức tới nỗi nghiến răng nghiến lời Đối với cô chỉ cần ngủ một giấc thôi Sao lại khó khăn như vậy cơ chứ? Đúng là khiến cho người ta sợ hãi mà Em nhất định phải nhẹ nhàng Đừng quá mức thô bạo đi Lãnh Vũ Hiên vừa hân rỗi Vừa động thù cởi áo ngủ của mình ra Thầy Lãnh Vũ Hiên đã cười sạch hết Tì tiêu chắc không nhịn được mà hét to Này lãnh Vũ hiên Anh mau quất đi cho tôi Bà dạ à người ta can bé Em đừng có hung dữ như vậy có được hay không Lãnh vụ hiên giống như một con hổ Ăn thịt con heo Mà vồ lên trên người của tiêu chắc không cần biết có bao nhiêu phần không mong muốn. Tiểu trắc cuối cùng cũng đành xuất hiện cùng với lãnh vũ hiên. Trong bữa tiệc có quy mô lớn đó. Téo trắc mệt mỏi, trong đỡ lại sự nhiệt tình thái quá của cô em chồng lãnh phủ đình nhẫn lại chịu đựng lãnh phụ hiền gặp cỡ mọi người hoành hoàng giới thiệu cô với thành phận lãnh phu nhân Mềm cười chấp nhận lời chúc và chào hỏi của mọi người vui vẻ nghe người quen trao chọc cô im lặng mà câu được con rò vàng cũng mày lãnh phụ hiền vẫn còn có lương tâm sau một trận tiếp đón đã đưa cô tới thư phòng cá nhân ở tầng hai của nhà âu dương để mà nghỉ ngơi nhưng ngay sau đó người đẹp đi theo Đã quấy rầy phút nhàn rỗi Đây chính là mục đích Anh cố đưa tôi tới đây Cho tôi biết tôi sắp trở thành bà mẹ đồ vò Hay là bà vợ bị chồng chán bỏ hay sao Tiêu trắc ngây mắt Nhìn ánh mắt hung hăng Bao gồm cả sự cam ghét của Lý Na Cô còn nhớ người đẹp áo đỏ trước mắt này Là một trong những người bạn gái Với tần suất scandal cao nhất của lãnh phụ hiền Cô lạnh nhạt liếc mắt nhìn lãnh phụ hiên ở bên cạnh Miễn cưỡng mặc cất tiếng nói Lý Na Đừng có ép tôi quá đáng với cô Cô không thể mang thai Kiên đáo nhìn ánh mắt không dao động quả tiêu chắc Lãnh phụ hiền nén tinh thần xa sút Cảnh cáo mà nhìn Lý Na Trừ vì mỗi lần các người đều trồng chăn đơn thần nói chuyện Nếu không cô ta có khả năng băng bầu Tiêu chắc lạnh lão nói Trong lòng lại sự định Nếu phải tràn sự việc Lý Na Đề đề xuất ly hôn không biết ông chồng của cô rốt cuộc sẽ đứng về phía bên nào hiền à sao anh có thể đối xử với em như vậy vì sao anh đi một chuyến anh quốc về thì tất cả đều thay đổi cơ chứ anh quên chúng ta ở bên cạnh nhau vui vẻ biết bao nhau ư anh xem đi nên phiếu xét nghiệm em cũng đã mang tới rồi khi nói chuyện lina vốn hung hăng ngay lập tức biến thành một cô vợ nhỏ chịu bất ức đừng có quá đáng tiêu chắc à không thèm để ý tới sự tự biên tự diễn của lý na lãnh vũ hiền kẹp chặt cổ tay của tiểu chắc cảnh cáo người phụ nữ này có nhầm hay không vậy trong lúc này còn không quên bỏ đá xuống giếng quá đáng là anh đó không có bản lĩnh thì an phận một chút đi nuôi tình nhân đến nỗi để cô ta lén lút mang thai xuất đầu lộ diện chạy tới chính thức đòi danh phận anh còn có thể khống chế phụ nữ tiêu chắc đề tay của lãnh vũ hiền ra nói những lời mát mẻ như không liên quan tới mình vậy cũng may chúng ta hiện tại không ở anh Nếu không hai nhà đều mất mặt vì anh đó Tiêu trắc Tôi không cho phép cô nói chuyện với Hiên như vậy Lena thẹn quá hóa giận kêu gào với Tiêu trắc Lãnh Vũ Hiên không để ý tới cô ta Khiến cho cô ta bất sắc hoảng sợ Cô không cho Xin hỏi cô là ai vậy hả Cho dù có là thời đại vợ nhỏ Cũng có thể bước vào trong nhà Trước mặt tôi cô cũng không khom lưng nói chuyện huống hồ bây giờ là chế độ một vợ một chồng nghe nói tôi mới là vợ của hiền trước tiên hãy biết thân phận của mình rồi mới làm ổn tới trước mặt của tôi cái đồ nhân tình đáng ghét cô ta lại còn dám hết lên với cô sao Tiểu trắc nganh ngang mà nhìn lina bắt đầu bái phục dũng khí ngu ngốc của cô ta rồi lina bị tiêu trắc làm cho một trận nhục nhã tức tới nỗi toàn thân run rẩy nhìn bộ dạng bật cười của lãnh vũ hiền ở bên lại càng thẹn hóa hóa giận lại tiêu trắc cô đừng cho rằng mình đứng ở danh hiệu thiếu phu nhân lãnh xa thì đã ghê cơm lắm ai mà không biết cô chỉ là công cụ báo thủ của lãnh vũ hiên anh ấy căn bản là chưa từng yêu cô cô cầm miệng lãnh vũ hiên nghiến răng nghiến lời mà tức giận hét lên cùng với Lina anh ta đương nhiên là không yêu tôi hiên của cô là thuộc loài ngựa mèo đực chỉ có đồng loại như cô mới có thể tầm đầu ý hợp với anh ta muốn cãi nhau với cô ư Thật đúng là mối rìu qua mất thợ mà Hiền à Anh mau xem cô ta đi Lina bước về phía trước xính vào lãnh vũ hiền Cô ta nhất định nắm lấy cơ hội này Để danh lạnh lãnh vụ hiền Nhưng lãnh vụ hiền lại kiên quyết để cô ta ra Khiến cho cô ta vốn thẹn quá Hóa giận Lại càng nổi giận đùng đùng trận mắt như tiêu trác Cô đúng là đồ điều tiện không có giáo dục Lina còn chờ kiếp chơi rội hết câu liền đã bị ăn ngay một cái tát Đàn ông không nên đánh phụ nữ nha Tiêu chắc sắc sào xem thường lãnh phụ hiền một cái Đây đúng là đàn ông Khi lên giường Anh ta sẽ khiến cho bạn có cảm giác Bạn là duy nhất của anh ta Nhưng sau khi trút xong cơn dục vọng Anh ta sẽ hành động vô tình nhất Khiến người phụ nữ biết rằng Bản thân mình chỉ là một vật phát tiết mà thôi Cha của cô Tiếu Thiên Hào Đối xử với người đàn bà Ông ta không yêu Cũng giống như là lãnh phụ hiền vậy mà mẹ của cô chính là một trong những nhân vật đó. Việc của anh, anh hãy tự mình giải quyết đi. Tiêu Trác chán ghét để lãnh Vũ Hiên đứng ở trước mặt. Không muốn đứng đây dây dơ với hai người này. Nếu như là đàn ông, thì anh nên có trách nhiệm. Nếu như Lý Na thật sự mang thai, không biết trên thế giới này có thể còn có thêm người phụ nữ như cô nữa hay không? Cười cười tự xỉu cợt, Tiêu Trác bước ra phía cầu thang. Lại Tiêu Trác, Em đã có ý gì hả? Lãnh phổ Hiên bước một bước dài tới, kéo theo chắc định đi lại, mà cất tiếng hỏi. Em muốn đem chồng của mình tặng cho người khác sao? Anh cũng đã lớn rồi. Chúng ta đều trải qua sự đau khổ, cô một gia đình kiếm quyết. Vì vậy chúng ta càng nên tránh sự tổn thương như vậy. Cô nhìn Lãnh phổ Hiên, trong mắt nặng trĩu phức tạp nói. Em đừng có nghe cô ta nói linh tinh. Cô ta không có cơ hội mang thai đứa con của anh. Hãy tin anh đi. Lãnh vội hiền vội vàng cất lời giải thích Nhưng vệt nước mắt trên má của tiêu Trác Khiến cho anh lung túng Cô ta không có ý nghĩa gì với anh cả Cho dù có đứa trẻ hay không Anh cũng sẽ không qua lại với cô ta Anh đừng hiểu lầm Tôi chỉ buồn vì tôi đang nghĩ Tiêu Thiên Hảo nhất định cũng đối xử với mẹ tôi như vậy Đây đúng là nguyên nhân mà bà ấy suốt ngày khóc lóc Vũ Hiền à Đừng tổn thương người anh yêu nữa Cũng đừng để sợ bé sau này Phải hận anh cô lau nước mắt rồi nghiêm túc nói từng câu em muốn nói gì chứ anh cảnh giác mà nhìn tiêu chắc cất tiếng hỏi chúng ta ly hôn đi cô thành thật nặng nề nói cuối cùng em cũng nắm được cơ hội rồi có đúng không hả cuối cùng cũng có lý do hợp lý để em vừa có thể ly hôn anh vừa có thể không để cho ông ngoại của em sinh nghi chẳng phải em rất là phấn khởi sao lãnh vũ hiên phát điên mà hết tiêu chắc nhưng anh nói cho em biết anh không đồng ý đừng có ép anh nói lại câu này tiêu chắc à anh đừng không có lý trí như vậy có được không chứ em mệt rồi em thật sự là rất mệt mỏi rồi vì sao lãnh vũ hiên không thể bình tĩnh giải quyết sự việc giống như cô cơ chứ em không có sức đấu vật luận trong cuộc sống đầy hôn nhân mà hại người không được lợi mình nữa em em thật sự là một người phụ nữ ích kỷ em căn bản chưa từng thử tiếp nhận anh thậm chí em còn lờ đi một cách triệt để sự cố gắng của anh có thể mới biết em có cơ hội gì để mau mệt mỏi được người phụ nữ nhấn tâm này lẽ nào trái tim của cô được làm bảng đá hay sao cho dù em thực sự mệt chết đi được trên bài vị cũng phải viết tên lãnh tiếu thị tại sao anh nhất định cô chấp như vậy hả vì sao lại khăng khăng phải duy trì một cuộc hôn nhân không có tình yêu đối với anh và em thì có gì tốt cơ chứ anh không hề cảm thấy chúng ta nên cho nhau tự do mỗi người tìm lấy cuộc đời của mình hay sao đây chính là điều em muốn nói tìm lấy cuộc đời của bản thân ư cuộc đời của em chính là tìm kiếm ăn niêm học tuần trước hai người không phải vừa mới gặp mặt nhau hay sao sao hả anh ta đã không thể đợi được để cưới em rồi hay sao hả anh theo dõi em anh chỉ muốn biết vợ mình leo tường nhà ai thôi anh hãy tôn trọng một chút đi lãnh Phụ hiên đừng có nhục mạng bạn của em Sao hả? Em trột xạ rồi có đúng không hả? Đừng có lo, anh rất là thông thoáng. Anh sẽ không để bụng làm ông bố đổ vào đâu. Tiêu chắc bị chọc giận. Hùng dỡ tát cho lãnh vũ hiên một cái. Đến ông bố đổ vào, anh cũng không xứng đáng để làm. Cô quay người bước tới cầu thang. Cô không muốn ở bên cạnh một người không có lý lẽ. Thêm một giây phút nào nữa. Tiêu chắc, cả đời em đều muốn bỏ anh. Anh sẽ không cho em có cơ hội rời bỏ anh đâu. Lãnh Vũ hiền bước lên chặn tiêu trắc định xuống dưới lầu Anh mau bỏ ra Mau buông tay ra Tiêu trắc vừa sẵn dữ vừa trách mắng Vùng vẫy Chỗ phi anh chết Nếu không đừng có nghĩ tới việc anh sẽ để cho em rời đi Lãnh Vũ hiền tuôn tiêu trắc đang vùng vẫy Cao tiêu trắc Đứng ở bậc cầu thang suýt ngã May là lãnh vũ hiền kịp thời ôm lấy cô Thế nhưng mà Bọn họ lờ là Lina đang đứng ở bên cạnh Với ánh mắt chăn đầy hạnh thô Cô ta cười cười Từng bước từng bước tới gần hai người bọn họ Thở lúc lãnh vũ hiền tôm tiêu trắc suýt chút bị rơi xuống Cô ta lại ra giúp đẩy tiêu trắc Đứng ở bên bậc cầu thang Tiêu trắc Nhìn tiêu trắc bình 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 Đã xuống dưới lầu Tim của lãnh vũ hiền ngừng đập Anh không mang tất cả chạy xuống lầu Ôm tiêu trắc đã rớt xuống một nửa Tiêu trắc, tiêu trắc à Anh sợ hãi nhìn việt máu kéo dài Ở trên cầu thang Lo lắng mà kiểm tra tiêu trắc Em mau tỉnh lại đi Em bị thương ở chỗ nào rồi Sao lại có thể có nhiều máu như vậy Này Âu Dương Lỗi Nhanh gọi xe cấp cứu mau Lãnh Vũ Hiền điên cuồng hét lên Trong khoảng thời gian ngắn Quên cả gọi điện thoại xe cấp cứu Cũng quên mất Âu Dương Lỗi Đang ở ngoài vườn hoa Căn bàn không nghe thấy tiếng hét của anh Nhanh, lái xe, đi đến bệnh viện Tiêu chắc đau đớn Từng trận tỉnh lạnh Bụng của em, bụng của em đau quá Đúng rồi, bệnh viện, đi đến bệnh viện. Lãnh Vũ Hiền ruột gan rối như tơ vò, Vội vàng ôm lấy tiêu chắc chạy ra. Vũ Hiền à, làm sao thế? Ôi trời ơi, chị dâu. Nhìn thấy lãnh Vũ Hiền ôm tiêu chắc để mình làm máu chạy ra ngoài. Âu Dương Lỗi và lãnh Vũ Đình cũng vội vàng chạy lên. Đi lái xe, gọi điện thoại tới bệnh viện để bọn họ chuẩn bị, cấp cứu phụ nữ mang thai ngã lầu. Anh phải chạy về phía gara vợ sợ sò dương lỗi. Sau đó nghiên răng nghiến lợi nói với lãnh vũ đình Sự nghĩa là lại cho anh Không cho cô ta rời đi Anh nhất định cần phải tính sổ rõ ràng Cùng với người đàn bà đó Còn chưa tới bệnh viện Thì tiêu trác đã rời vào con mê Khi cô tỉnh lại thêm một lần nữa Thì phát hiện bản thân mình đã nằm trên giường bệnh Trên cổ tay đang phải truyền máu Con Con của tôi đâu Nó không sao chứ Cô không mang nỗi đau ở trên người Tôm lấy lãnh vô hiền ở bên giường cất tiếng hỏi. Bình tĩnh một chút tiêu chắc à? Còn sau này chúng ta có thể có. Lãnh vô hiền đau khổ nhìn tiêu chắc kích động. Cô cuồng loạn đau đớn cao thét. Tuy sớm đã cảm nhận được, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Em không tin. Em không tin. Mấy ngày trước em còn nhìn thấy con trong sóng siêu âm. Con có thể nói chuyện. Con vẫn còn, con vẫn còn mà. Tiểu chắc à, em đừng đau khổ nữa. Anh cố gắng bấm cổ tay vương vẩy quả tiêu chắc, tránh để cho cô làm rơi mũi tiêm. Anh buông tôi ra, anh đừng có đụng vào tôi, Lại do anh đã hại chết con của tôi, chính là do anh. Tiêu chắc, tiêu chắc à? Lãnh vũ hiền vội vàng ôm lấy tiêu chắc, lại bị ngất đi một lần nữa. Khi tiêu chắc tỉnh lại một lần nữa, thì mặt trời đã lên rất cao. Cô quay mặt sang một bên, cự tuyệt mà nhìn lãnh vũ hiền ngồi ở đầu giường vẫn luân nắm lấy tay của cô cuối cùng thì em cũng đã tỉnh lại rồi đi ra ngoài đi tôi muốn yên tĩnh một chút anh nắm chặt tay cô nhẹ nhàng vuốt ve bên má của cô thế nhưng cô ngoảnh mặt đi nói từng câu từng chữ bật máu cùng với nước mắt đừng đối xử với anh như vậy anh thật sự rất là đau khổ anh biết anh là một tên khốn anh biết anh lại làm tổn thương em Nhưng xin em hãy tha thứ cho anh Chắc chắc à Lời của lãnh vũ hiên còn chưa nói xong liền đã bị ngắt lời Của Tần Như vừa mới bước vào Sao lại có thể như thế này Cậu đừng buồn, đừng buồn nữa Vì sao số mệnh lại thường chọc kẹo Người bạn thân đáng thương của cô chứ Tần Như ôm lấy tiêu chắc Ở trên giường bệnh, nước mắt tuôn rơi lạ chã. Nếu là do mình không tốt Mình thường nói không cần nó Nó nghe thế vì thế nào đã Chính là mình đã hại chết con gái của chúng ta Là mình đã hại chết nó Tất cả sự đau đớn bị nén xuống Bây giờ đã tuân ra hết thảy trên vai của bản thân Giọt nước mắt đầu khổ cũng ảo ạt rơi xuống Cậu đừng có nói những lời ngốc nghếch như vậy Không hay hại chết con gái của chúng ta cả Đây chỉ là một sự việc ngoài ý muốn Nó không liên quan tới cậu Tận như đau lòng xa xa lưng của bạn Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi Mark Job đi theo tần như bước vào gọi lãnh vũ hiên ra khỏi phòng bệnh khi ba người bọn họ trở về vẻ trang trí trên mặt của lãnh vũ hiên khiến anh giống như là người bị ngã lầu hơn cả tiêu chắc đừng buồn chắc chắc à có anh ở đây tất cả đều sẽ tốt đẹp Mark và Job đau lòng ôm tiêu chắc trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt ừ em không sao cả ông ngoại chúng ta có biết sự việc này không Tiêu Trác đã dần dần bình tĩnh, lau sạch nước mắt lo lắng hỏi. Khách cửa bữa tiệc, ngày hôm qua đều tập trung ở đó. Truyền thông cũng không đếm xuể. Lại thêm sự việc nổi tiếng của lãnh vũ hiên. Cô thực sự lo lắng việc này, sẽ tăng thêm gánh nặng tâm lý của ông ấy. Yên tâm đi, họ sẽ không biết. Nhà Âu Dương phản ứng kịp thời. Trước tiên áp chế tất cả tin tức tiêu kịch. Cha mẹ anh đã đưa ông nội đến nghỉ ngơi trong căn nhà nhỏ của mình. Anh và bác cùng với Jock cũng đã mượn cớ bận việc công ty phải trở về, nên ông nội sẽ không suy nghi. Cậu nên ăn một chút gì đó. Cho mình biết là cậu muốn ăn gì đây. Tần như nắm tay của Tiểu Trác nghiêm túc nói. Mình có lựa chọn không? Cô không có đói. Chỉ là trong ngực có nỗi đau không thể nói thành lời. Khiến cho cô có cảm giác không thể nào thở nổi. Đương nhiên, có canh gà dầu vừng và canh gà nhân sâm Tần như kiên quyết nhìn tiêu chắc nói Được rồi, vậy thì canh gà rau vừng Mark, chắc à, Bạn anh đi cùng với em Ở đây có lãnh phụ hiên là được rồi Cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé Để một chút chờ Mark mang đồ ăn vặt Mà bồ thích ăn tới trước Tần như phố phố mua bàn tay của bạn thân Sự hiểu ý bao nhiêu năm Cho cô ấy biết Tiêu chắc lúc này cần nhất chính là Nói chuyện với lãnh phụ hiên Được Tiêu chắc nắm lấy tay của tần như Cảm ơn sự quan tâm của cô ấy Anh đi khám bác sĩ trước Thấy Tần Như đưa mắt và chắc Về mặt không muốn rời khỏi phòng bệnh Tiểu Trác nhìn lãnh vũ hiên bị thương đầy mặt Anh không sao cả Anh đáng bị như vậy Nếu như có thể Anh muốn dùng tất cả để đổi lấy sự khỏe mạnh Cho Tiểu Trác và đứa bé trong bụng Không trách anh Là em không tự biết là một người phụ nữ mang thai Tiểu Trác thờ dài một hơi để làm em dịu nỗi đau như sao cắt ở trong ngực. Đừng ép buộc bản thân có được không? Anh thả thấy em hận anh trách anh như là vừa nãy. Mỗi lần nhìn thấy tiêu trác xa vờ mạnh mẽ bình tĩnh, để mà cánh vác tất cả mọi chuyện khó khăn, lòng của anh lại đau đến mức như muốn phát điên. Anh không mong nhìn thấy tiêu trác, lại khoác lên trên mình chiếc vỏ bình tĩnh như vậy. Đừng có làm có Lina. Phụ nữ kích động thường làm những việc sai có thể tha thứ được cô hận lý na nhưng đồng thời cô cũng thường phải gặp hoàn cảnh giống như cô ta trong nhật ký nhất của mẹ cô thấy rất rõ sự căm ghét và trời rùa của mẹ cô đối với dư tù trung phụ nữ thất thế khốn đốn vì tình thường mất đi lý trí mà hận người phụ nữ được thế bất hạnh khác nhau ở một vài người là không thể khống chế bản thân còn khuyến kích thêm sự hận thù đó giống như là lý na nhưng có một vài người lại biết dùng là lương thiện để áp chế sự hận thù, tự như mẹ của cô vậy. Điều này, anh không thể thỏa hiệp. Anh sẽ khiến cho Lina phải dùng sự đau khổ, nửa cuộc đời còn lại để trả giá cho sự ác độc của bản thân cô ta. Anh sẽ thỏa hiệp gì chứ? Cho dù lý hôn hai cái khác, anh luôn đầy câu hỏi này để kiên trì cho suy nghĩ của bản thân. Anh không cảm thấy anh nên học cách nhiệm vụ hay sao? Vì sao lại là câu nói mạnh mẽ như vậy? thật không biết sự cố chấp của lãnh vũ hiên cô còn có thể trả giá điều gì được nữa đây đối với hôn nhân anh không thể lùi bước đối với lina anh không thể tha thứ lời nói của anh khẳng định chắc chắn anh không cảm thấy em đáng thương ư với sự cố chấp của anh em đã bước một bước rồi lại đời một bước liên tiếp nhiệm vụ anh biết những nhiệm vụ này để đem lại cho em biết bao nhiêu tổn thương không cô tức giận mà hét lên anh chưa từng muốn làm em tổn thương Nếu em không kêu gào đòi ly hôn với anh Nếu em bằng lòng hòa hợp ở bên anh Em sẽ phát hiện ra thứ anh mang đến cho em là hạnh phúc Xong như anh khăng khăng báo thủ cho việc đã qua Bây giờ anh lại khăng khăng mang lại cho em hạnh phúc Em không phải là tràn vô mơ có thể biến hình Tùy anh thao gỡ lóc ghép Anh có tưởng nghĩ xem Em có bằng lòng chấp nhận hạnh phúc anh mang đến hay không? Hạnh phúc anh đưa ra đối với em mà nói có thể là một loại giải vỏ khác thì sao hả? Anh không muốn nói lời làm tổn thương tới người khác. Anh ấn đôi tay vùng vẫy của cô, ngăn cho cô không làm rớt mũi kim trên máu. Nhưng có một điều anh phải nói cho em biết. Hạnh phúc của em chỉ có thể do anh mang tới. Cả đời này, anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là duy nhất của em. Tiêu Trác tức giận quá hóa cười. Ngày hôm qua cô mới bị nhân tình của anh ta đẩy xuống cầu thang. Hôm nay anh còn có mặt mũi mà yêu cầu sự trung thủy của cô. Vậy còn em? Anh đem xem em là người phụ nữ thứ mấy của anh? Hay nói mai sau anh còn có thể nuôi bao nhiêu người phụ nữ nữa chứ? Em có muốn một lời hứa của anh không? Hứa rằng em mai sau là người phụ nữ cuối cùng của anh chứ? Anh cầm tay của cô nghiêm túc khắc thường. Anh bằng lòng hứa, chỉ cần tiêu trắc bằng lòng yêu anh. Cả ngày hôm qua khiến anh biết rằng bản thân yêu tiêu chắc biết bao nhiêu. Cô là người vợ thương yêu nhất cả đời anh không thể bằng tay. Em không cần lấy hứa của anh. Cũng giống như em sẽ không thể hứa với anh. Chúng ta đều tự do. Anh có thể tùy ý làm những việc anh muốn, giống như là em vậy. Tiêu chắc tránh cái nhìn chăm chú của lãnh vũ hiền. Đôi mắt chân thành tha thiết và nóng bỏng, khiến cho tim cổ cô đập nhanh không ngừng. Đừng nói những lời tùy tiện. Anh không muốn đến quyền nói chuyện của em với đàn ông cũng bị cướp đi mất lãnh vũ hiền đừng có nói với em giống như hoàng đế em ghét bị ép buộc đừng có ép em phải quyết đấu với anh em không thể em ngược lại với anh những thứ em quan tâm quá nhiều anh có thể vì một việc mà phá hỏng cả một tổ nghiệp của lãnh xa thế nhưng em đến tiểu thiên hảo cũng không nỡ làm tổn thương tiêu chắc không nói gì mà nhìn lãnh vũ hiên anh hiểu cô đến vậy Bỗng nhiên cô hiểu ra rằng Cho dù cô có nguyện đem thực lực cả gia tộc ra quyết đấu với lãnh vũ hiên hay không Thì cũng đều không có bất cứ ảnh hưởng nào với lãnh vũ hiên Bởi vì trước nay Anh không hề quan tâm Là ngọc nát đá tan Đổi thành một câu khác nói Trở vì lãnh vũ hiên mất hứng thú với cuộc hôn nhân này Nếu không cô mãi mãi không thể rút mình ra khỏi Nói nhiều vô nghĩa tiêu trác lại nằm xuống giường nhắm mắt lại Lãnh vũ hiên lặng lẽ nhìn chăm chú vào vẻ mặt ngủ đầy mệt mỏi của cô. Trào mắt có sự bất đắc dĩ, đau lòng và suy sụp tinh thần không thể nói nên lời. Thái độ của Tiêu Trác đối với Lina như kim châm sâu vào trong trái tim anh. Anh biết tình yêu của Tiêu Trác dành cho anh, còn lâu mới sâu đậm như anh dành cho Tiêu Trác. Thậm chí Tiêu Trác cảm giác là bài xích tình yêu của anh. Tiêu Trác à, đừng trách anh. Tình yêu của anh ích kỷ. Anh không thể để cho em đi. Cho dù trái tim em thuộc về nơi khác Anh cũng muốn giữ em lại Anh xa xa rơi qua má trắng bạch của tiêu trắc Trong lòng thầm nghĩ Nếu chúng ta không thể vui vẻ bên nhau Vậy thì để cho anh đau khổ Cùng với em đi nhé Tiêu trắc ngồi ở trong văn phòng Xem lại kế hoạch của công ty Ngần đầu bất đắc sĩ nhìn lãnh vũ hiên Đang ngồi trên ghế sofa Trong văn phòng của mình xem giấy tờ Hôm nay anh đã ngồi 2 giờ trong văn phòng rồi. Sau việc không may lần trước, lãnh vũ hiền dường như biến thành một người khác. Đối mặt cùng với sự khiêu khích của cô, anh không còn là đấu đầu cây cắt nữa. Đối mặt với sự coi thường của cô, anh cũng không cảm thấy thể diện bị tổn thương. Đối mặt với sự hờ hững của cô, anh cũng không còn phẳng khang nữa. Như một lãnh vũ hiền tốt tính, dường như càng khiến cho tiêu trắc đau đầu hơn trước. Bởi vì anh hiện tại, giống như một hồn ma lặng lẽ theo cô. Luân giám sát nhất cử nhất động của cô Lãnh Vũ Hiền Anh xong chưa hả Cuối cùng Tiêu Trắc không nhịn được vứt tờ giấy trong tay vẻ mặt tức giận trợn mắt nhìn Lãnh Vũ Hiền ở bên cạnh Mỗi ngày Anh đều ở trong văn phòng của em Muốn làm giám định kinh tế hay sao Chờ một chút đã Anh ngẩng đầu nhìn Tiêu Trắc một cái Sau đó ung dung ký tên của mình Rồi bước tới bên cạnh bàn của Tiêu Trắc Ấn nút nội bộ Thưa kêu lưu vào đây một lát Chào thiếu tổng Thư ký riêng của tiểu trắc Rất nhanh chóng cõi cửa bước vào Lãnh tiên sinh ngài tìm tôi sau Hãy giúp tôi gửi tờ giấy phách này Tới trợ lý của tôi ở bên lãnh thị Lãnh Phụ Hiền đưa tờ giấy cho thư ký lưu Tổng giám đốc các anh tối nay có lịch trình gì không Bây giờ có một bữa tiệc thương nghiệp phải tham gia Có điều phó tổng tần nói rồi Nếu lãnh tiên sinh phụ trách bữa tối cho người khác Cô ấy có thể tham gia bữa tiệc tối nay ạ. À? Thư ký Lưu và nói, vừa cố gắng không cười. Nói về phó tổng tần của các anh, giao dịch thành công. Bữa tiệc tối nay sao cho cô ấy? Thôi để rồi. Bây giờ nói cho anh, em vừa định nói gì chứ? Nhìn thư ký khổ sở, nhịn cười mà phải rời đi. Lãnh vụ hiền quay người bình tĩnh mà hỏi tiêu chắc. Cái này được gọi là gì? Anh muốn bên em thành trò hề cho cả công ty này sao? Mỗi lần đều là như vậy, một tháng trở lại đây anh đều kiên quyết đưa cô đi làm kiên quyết đến công ty cùng ăn cơm chơi với cô kiên quyết đón cô tan làm vừa rành thì giống như là hôm nay dứt khoát ngồi ở văn phòng làm rối loạn tâm mắt của cô quấy rầy công việc của cô mà đáng giận nhất là mỗi lần cô phản kháng đều là kết thúc thất bại không có lý do phải sống cả đời dưới sự giám sát của lãnh vũ hiên tiểu trác nghiên răng cảm thức mà nhìn lãnh vũ hiên Công ty của anh đóng cửa hả? Thư ký của anh mất tích à? Văn phòng của anh bị giáo quấn đi sao? Sao anh lại muốn ngồi trong văn phòng của em? Sử dụng thư ký của em? Cấy rầy hoạt động công ty của em chứ? Em lại chuyện bé xé ra to rồi. Anh chỉ ngồi trên sofa trong văn phòng của bà xã anh xem giấy tờ. Tiện thời nhờ thư ký của bà xã anh phách tài liệu. Sau đó nhờ bạn của bà xã anh giúp tham dự bữa tiệc. Mà anh lại phụ trách giúp cô ấy về nhà chuẩn bị bữa tối cho người nhà của em đều là chuyện vật trong cuộc sống gia đình. Nếu không sẽ là trả em tuyển về văn phòng ngoài địa mức. Trả tiền phụ cấp cho thư ký của em. Giúp em và Tần Như chuẩn bị bữa tối vài ngày nhé. Tiêu chắc hít vào một hơi thật là sâu. Lại là cái lý do thoái thác chết tiệt này. Anh giống như máy móc không cáo kỉnh. Ông dùng ứng đối, đôi mối mỗi câu chỉ trích, mang đầy tính sận sữ của cô. Này lạnh Vũ hiền Ngày nào lãnh thị bởi vì anh mà không làm việc phải đóng cửa. Em nhất định sẽ là không bố thí cho anh một đồng. Bà xã, cảm ơn em đã quan tâm anh. Có điều đừng có mức lo lắng. Anh sẽ kiếm tiền về tương lai của chúng ta. Anh vỗ đầu qua tiêu chắc, niềm cười mà nói. Nhanh làm việc, đợi một chút phải về chuẩn bị cơm tối cho ông ngoại và mọi người đó. Này lãnh vũ hiên, người đàn ông chết thiệt này lại dám dùng điệu bộ vỗ về con chó nhỏ để vỗ vỗ trên đỉnh đầu của cô hay sao? Nói nhỏ thôi, đừng quấy rầy thực đơn tối nay anh định làm. Lãnh Vũ hiền vừa nói, vừa ngồi lại trên ghế sofa. Hít sâu rồi lại hít sâu. Lần thứ 50 trong ngày hôm nay tiếu chắc hít sâu. Nhất định là không được tức giận. Tức giận sẽ thể hiện mình chiếm thế hạ phong. Cô cầm bút máy. Tức giận vùi đầu viết vào trong giấy tờ. Tiểu chắc à? Đừng có ra sức hít sâu như vậy không khí trong văn phòng của em không đổ trong lành, có thể tăng thêm cánh nặng cho phổi của em đó. lãnh vụ hiền đang bận viết nguyên liệu thực đơn tối nay tốt bụng đề nghị. cảm ơn, cánh nặng phổi của em thêm nặng, cũng không nặng bằng cánh nặng trong tim em, bởi vì tim em mỗi ngày đều phải nhẫn nại, sinh vật đáng ghét với bộ dạng tên ngốc con ruồi nhặng kia, có thể được em đặt ở trên tim, anh thật sự là quá đối hạnh phúc. lãnh vụ hiền nhếch miệng ngây thơ cười. Sau đó lấy điện thoại nhấn một dãy số Vũ Đình à Anh kêu quản gia giúp anh mua nguyên liệu Thực đơn mang tới nhà đi Tiêu chắc đứng ở trước cửa phòng ngủ Đưa mắt mà nhìn bầu trời đầy sao Sao lại thở dài thêm một lần nữa rồi Dưới sự kiên trì của ông ngoại Cậu và mợ Cô không thể tìm thấy bất cứ lý do nào để thoái thác Hôm nay đành phải sắp xếp Tiêu Gia và nhà bà Lanh chính thức gặp mặt. Tuy cô sớm đã báo cho Tiêu Thiên Hào và lãnh phụ hiên bọn họ ai nấy cũng đều đồng ý hợp tác tốt diễn một màn kịch lớn thân tình an ủi ông john và vợ chồng henry vốn không biết chân tướng tuy họ tin chắc sự đúng lời hứa trước mặt gia tộc nhà bà lanh không lộ ra một chút sơ hở nào nhưng khi bữa ăn liên hoan kết thúc sau khi tần như đưa ông john cùng với vợ chồng henry rời đi lãnh phụ hiền và tiếu thân hào vẫn bùng nổ xung đột dữ dội Đều chắc nghe điện thoại. Này chắc chắc. Vũ Hiền bị thương nặng không? Mẹ phải kỳ kỳ điều mắng cho con. Vừa nãy ông ấy quá đáng rồi. Giọng của dù Tú trung mang theo ý xin lỗi. Không sao đâu mẹ à. Nước không phải là quá nóng. Chắc là con bị thương nặng. Anh ấy đang thay quần áo trong nhà tắm. Đợi anh ấy đi ra con sẽ bôi thuốc cho anh ấy. Giúp mẹ nói lời xin lỗi với lãnh Vũ Hiền. Mong nó tha thứ nhé. Con sẽ gửi lời mà. Mẹ không cần phải để tâm đâu Anh ấy đi ra rồi Con cúp máy trước Mẹ đi ngồi sớm nhé Thầy lãnh phụ hiên Bước ra khỏi phòng tắm Tiểu trắc cúp máy cầm lấy thuốc mỡ Lại đây ngồi xuống Cởi áo khoác ra Lãnh phụ hiên nhớ nhớ khóe miệng Nghe theo lời mà ngồi ở trên giường cởi áo Mà kệ tiểu trắc bơi thuốc mỡ mắt lạnh Lên phần bị phòng ở trước ngực anh Còn may là tiểu thiên hào Hắt lặn nước nóng Chứ không phải là dầu nóng nếu không ngày hôm nay Chắc chắn anh đã trở thành bánh bao trên rồi Đây là lần đầu tiên em chủ động kêu anh cởi quần áo Xem ra anh bị thương vẫn chưa đủ nghiêm trọng Em không cần phải lo lắng Anh đòi tiền bồi thường của tiểu gia nữa rồi đi Tiểu trắc trừng mắt tiếp tục động tác trên tay Chắc vết thương này là phải một tuần sau mới có thể khỏi được Tiểu gia đã bồi thường cho anh một món kích xu rồi Anh không có lòng tham Nên sẽ không đợi thêm nữa anh có ý mà nhìn Tiểu Trắc cười quyến rũ. Thế ư? Tiểu Trắc nhường nhường khóe miệng, ngón tay trắng nón xịn thuốc mỡ, không một chút khách khí, mà chọc vào vết phù đỏ. Quả nhiên tiếng kêu của lãnh vũ hiên, lập tức lấp đầy phòng ngủ. Đúng là quái lạ. Hôm nay sao bộ lại rảnh, mà đi ăn trưa với mình vậy chứ? Lãnh vũ hiên không đến sao? Lẽ nào hôm qua bị thương quá nặng ư? Vào giờ nghỉ trưa, Tần Như thấy Tiêu trắc xách hai suất cơm hộp Bước vào trong phòng thì Ben treo trọc Mình không biết Có điều là không chết được Nếu thực sự thường nặng không điều trị được Đã không rành mà đặt cơm hộp kêu người ta đưa tới Tiêu chắc nhún nhún vai Cảm xuất thịt dê đưa cho Tần Như Thật đúng là nam sinh si tình Nữ thì lại lạnh nhạt Tần Như lắc lắc đầu mở xuất cơm ra Và lãnh vụ hiền thật đúng là biết ý Để là món mà mình thích nhất Thật đúng là dễ dàng bị lừa vơi vẻ bề ngoài mà Tiêu chắc ăn một miếng thịt trâu buồn bực nói Nhìn về bề ngoài Hiện nay anh ấy đánh không đánh lại Nói không nói lại Giống như là tự tạo thành một quý ông tốt tính Nhưng mà trên thực tế Anh ấy đang dùng cách thức khác Để tiến hành chiến tranh Anh ấy không tùy tiện can thiệp vào cuộc sống của mình Nhưng đã thay đổi chiến lược Chậm chậm thâm nhập vào cuộc sống của mình Khiến cho mình cuối cùng Không thể rời bỏ được anh ấy Đã nói trong ngày chưa tỏ Mà ngoài ngõ đã tường giống như là cậu vậy người trong cuộc lý trí đến vậy thật đúng là hiếm gặp anh ấy lại rất là thông minh nhanh như thế đã lĩnh ngộ được rằng bổ lấy trứng trọi đá cái đạt được chỉ có thể là thắng lợi vẻ bề ngoài lãnh vũ hiên thực là càng ngày càng thông minh dùng nhu đối phó với tiêu chắc nhất định sẽ thắng nhưng nếu dùng cương thì chắc chắn sẽ là thảm hại bây giờ mình mới biết chiến tranh thất bại không phải là đáng sợ mà đáng sợ nhất là đối thủ căn bản không cho bạn có cơ hội kêu chén đi Cho dù mình từng cớ gì Anh ấy nhiều nhất cũng chỉ đáp lại mình Bằng nụ cười thật thà Mình trông giống như một con hổ Bị nhổ mất răng không có đất dụng võ Có trời mới biết Mình đúng là đáng thương biết bao Mình mới là người thực sự thất bại thảm hại đây này Nghĩ tới tình cảnh bản thân mất mấy tháng đây Mà đau buồn từ trong lòng trôi ra Tuy không thắng Nhưng cũng cục coi như là rất khoát quy hoàng được rồi anh ấy lại chẳng phải là liên minh tám nước Giữa hai người Nói tới đâu cũng chỉ là mâu thuẫn nội bộ nhân dân Không phải hay sao Tần như nói Xin đi, cậu có chút tiết khí có được không hả Tiêu chắc bay ra vẻ mặt kinh thường Không tiết khí Còn hơn là không lý trí, không tiêm gan Với tiền khí của lãnh phụ hiền Có thể làm tới bước này Đã đủ khiến cho người lẫn thần đều thương xót rồi Hạ tất không hiểu lý tinh như vậy cơ chứ Lẽ nào là cậu thuộc loại vỏ trai ngậm rồi sẽ không há miệng ra hay sao? Tần như vừa ăn thịt dê vừa cắt lời nói thật tình. Anh ấy mới có nơi trút giận có 4 tháng thôi. Cậu phải biết rằng năm đó, mình ở lãnh gia làm người vợ chịu bất ức tròn một năm rồi đó. Tiêu trác vẫn nộ bất bình nói. Mình xin cậu có chút lương tâm có được hay không? Thời gian một năm đã có 6 tháng lãnh vũ hiên ra ngoài. Bà Lưu tận tâm nuôi cậu thành cấu trúc. Tần như bất đắc sĩ lắc đầu. Cái con nhỏ này Thật không biết có phải lương tâm của cậu Bị mây đen che mất rồi hay không hả Cậu thật đúng là đồ phản đồ Một công hộp đã khiến cho cậu Mà trở giáo đổi hướng rồi sao hả Tiếu trác bắt mãn đập bàn Nhưng rồi lập tức liền trầm mặt Cô nhìn tần như Đang thu hồi nụ cười trêu trọc nghiêm túc nói Như như à Cậu nói mình có cơ hội trần bại thành thắng hay không chứ Theo cậu thì sao Cậu làm việc trước nay cô chấp không thua gì lãnh vũ hiên nhưng sự việc bây giờ lại đi theo hướng này Hay là mình hỏi lại Cậu sẽ toàn lực để thắng trận chiến này hay không hả Mình có toàn lực để mà ứng phó Nhưng mà mình có băn khoăn Cậu cũng biết rồi đó Tiêu chắc lo lắng biện xài sáng vẻ có thật giật mình Cậu hiểu mà Cậu cũng nên biết mà Chính là bởi vì chúng ta đều hiểu nhau Cho nên mình mới nghe ra hàm ý trong lời nói của cậu Mà mình cũng vừa mới nhìn ra Cậu không đủ toàn lực chiến đấu cùng với lãnh phụ hiên cậu có cơ hội ép anh ấy lui đi ví dụ như là mượn thực lực gia tộc ở anh thậm chí lợi dụng sự việc bất ngờ kia nhưng cậu không làm như vậy bởi vì sâu trong trái tim của cậu đã cắm rồi ở chỗ anh ấy rồi tàn như bất đắc sĩ nhìn đôi mắt bướng bỉnh của teo chắc mình tin bây giờ cậu chờ nói tình cảm chân thành với anh ấy nhưng có thể khiến cho cậu để lại một chút không gian lãnh vụ hiền đã thắng trận chiến này bởi vì anh ấy là người đàn ông duy nhất Cả đời mà cậu bằng lòng nhìn về phía chính diện Mình Mình nghĩ Cũng có thể vì quá khứ Mình và anh ấy là giống nhau Cho nên mình Tiêu chắc có một chút lòng dạ rối bời Những lời của Tần Như từng chữ từng chữ Như trông thay máu chích vào tim cô Khiến cho cô bất giác hoảng hốt Cậu không cần phải lo lắng Đi truy vấn xem nguyên nhân là gì Càng không cần phải lấy sai cái gì cả Chắc chắc à đừng khiến cho bản thân chịu bất cứ một ràng buộc nào thậm chí là xin đừng quá mức lý trí nên xử lý vương mắc giữa cậu và anh ấy theo trái tim đừng có dối lòng làm bất cứ việc gì cả đừng có dối lòng làm bất cứ việc gì ư cô lặng lẽ lẹp lại lời nói của tần như có một chút thất thần mà nhìn đám mây trắng ở ngoài cửa sổ chìm sâu vào trong dòng suy nghĩ của trang mình tiêu chắc à lãnh vũ hiền nhìn tiêu chắc từ trong phòng tắm Bước ra một cách lặng thinh Anh vào lúc nào vậy Thật đúng là kỳ lạ Vừa nãy rõ ràng cô nhìn thấy lãnh vũ hiền Đang ở trong thư phòng làm việc Bận tới nỗi rất đầu mẹ trắng Sao nhanh như thế này Đã chạy tới trước mặt của cô rồi chứ Vừa mới bước vào Anh cất bước lại cần cô Dùng tay xa xa lên đôi má Đỏ lên khắc thường vì tắm vài hoa sen Em thật là đẹp anh xê mê sắt môi mình vào bên đôi môi hồng hò Chỉ tiếc là môi chưa hôn được người đẹp. Kết quả đã bị tay ngọc của người đẹp hỏi thăm bên má rồi. Tiểu chắc à? Anh xoa má cầm nhẹ. Em chỉ là phản xạ có điều kiện thôi. À bài, anh tới gần cơ chứ. Cô đau đớn mà vẫy vẫy tay tê dại. Bước qua lãnh phụ hiên mà ngồi ở trên giường. Xem ra anh lại nhặt phải em quá lâu rồi. Tên nỗi khiến cho em quên đi cả hơi thở của anh. Lãnh Vũ hiền kéo gần tiêu chắc vào trong lòng Nặng tiếng ma khẽ nói Anh đuổi tính rồi sao Này lãnh Vũ hiền Sảnh rỗi xăm phai thần tình yêu gì đó Đúng là buồn non chết đi được Tiêu chắc vùng vẫy Thế nhưng thế nào cũng không thể vùng khỏi Vòng tay của lãnh Vũ hiền Màu buông tay ra Em nhỏ tiếng thôi Nếu không ông ngoại sẽ nghe thấy đó Anh mặt say may rán Dùng ngón tay bịt đôi môi đỏ của tiêu chắc Sau đó thẳng đường đặt bàn tay vào trong áo ngủ của Tiểu Trác vốt ve. Tiểu Trác rít lên một tiếng. Ngay lập tức sợ bị ông ngoại ở cách bên tường nghe thấy. Vội vàng nhìn về phía cửa phòng ngủ, thấp giọng mà cất tiếng chửi. Màu buông tay, anh là đang đồ tử, ngựa giống háo sắc. Lãnh vũ hiền đơn giản, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ, đang lại nhảy không ngừng. Cẩn thận thưởng thức, sự ngọt ngào đẹp đẽ khiến cho anh nhớ nhung đã lâu. Em vừa muốn gọi người, Tiểu trắc là hao hết sức lực để nụ hôn của lãnh vũ hiên ra hơi thở bất ổn mà cảnh cáo anh được tiện thể anh nói cho ông ngoại em tất cả mọi việc anh sẽ giúp em kêu anh vừa nói vừa tiếp tục hành động xâm lược anh đúng là đồ tiểu nhân mà Tiểu trắc từ tôi nỗi nghiến răng nghiến lợi hai chân đồng thời ngăn chặn cuộc tập kích trộm của lãnh vũ hiên ông ngoại cuối cùng cũng bỏ được tất cả những cánh nặng trong tư tưởng gần đây dưới sự trị liệu của thầy thuốc đông y do tần như giới thiệu dưới chi tiết bại liệt bây giờ giống như là gặp kỳ tích dần dần đã có cảm giác cô sao có thể tạo ra điều không vui cho ông vào lúc này đây thấy lãnh phụ hiền càng lúc càng được vai đòi tiên cô vội vang khép mí mắt áp dụng chiến thuật đau thương anh đừng có như vậy em vừa mới xuất viện không lâu sức khỏe còn chưa hồi phục rất yếu đúng là không lâu Mới có 5 tháng 7 ngày mà thôi Hơn nữa anh cũng biết em rất yếu Bình thường em đều làm thêm đến tận sáng sớm Nhưng mà bây giờ Mỗi ngày em chỉ làm việc Tới tận 23 giờ 30 phút thôi Lãnh Vũ Hiền kéo cao áo của mình Trên cao nhìn xuống gương mặt đáng thương và teo chắc Biểu hiện của nhà đầu này thật đúng là phong phú Nếu không đi làm diễn viên Thì thật là quá đáng tiếc Anh mau vươn tay Anh lăng nhăng cái gì thế hả Nói không chừng đã bị nhiễm bệnh S. rồi Màu tránh sang một bên. Không cho phép động vào em. Làm xong kiểm tra sức khỏe em sẽ suy nghĩ lại. Nếu như cầu xin đã không được vậy thì chọc giận anh vậy. Tiêu chắc lập tức thay đổi sang sáng vẻ chanh chua kinh thường. Chán ghét mà đẩy lãnh vụ hiên ra. Nhanh cốt đi, đồ ngợi giống. Nhìn tiêu chắc lại thay bộ vô mặt thêm một lần nữa. Lãnh vụ hiên liền bật cười. Nếu như vài tháng trước anh sẽ thẹn quá khóa giận mà phải tay áo bỏ đi. Nhưng bây giờ ở trước em Anh đã sớm không còn thể diện nữa rồi Mấy câu nói mốc miệng này đối với anh Có tác dụng gì chứ Nếu như muốn chọc sẵn anh Thì đợi tới một quyết sang năm đi nhé Sau cuộc mây mưa Lãnh Vũ hiền cười Ấn tiêu trác đang định rời đi trở lại giường Nằm xuống đừng có động đậy Nếu không anh sẽ có sinh lực Làm thêm mấy lần nữa đó Thầy tiêu trác lập tức nằm yên tại chỗ cũ Lãnh Vũ hiền cười Hôn lên má của tiêu trác Đừng để cho anh thấy Em làm việc khiến anh không vui Đúng là đồ hào sắc Đồ ngợ giống, đăng đồ tử, đồ vô liêm gì Trong đêm khuya tĩnh lặng Chắc là lãnh phụ hiền đã ngủ Tiểu rắc nhẹ nhàng đứng dậy Tức săn chi lãnh vũ hiền đang ngủ say Nhà giọng mà chơi một trận Rồi sau đó Là cô nhẹ nhàng đi bước vào trong phòng tắm Lấy viên thuốc tánh thai từ trong tù nhỏ Bỏ một viên vào trong miệng Quên rót nước cô ngậm viên thuốc mở cửa phòng tắm định lấy cốc nước nhưng mà em em không có làm gì vốn không tưởng rằng lãnh vũ hiên đã ngủ say có thể đợi ở cửa phòng tắm kinh hãi khiến cho tiêu trắc nút viên thuốc xuống cô có thật giật mình vừa như không liên quan em uống thuốc tranh thai lãnh vũ hiền phồng má trợn mắt nhìn tiêu trắc nói em không có chứng cứ đâu cô hỏi rất là chuyên nghiệp ở đây anh chỉ trì vào bụng của cô Rồi ôm lấy cô Anh đã cảnh cáo em Nhưng em biết rõ cố tình vi phạm Anh cần phải trừng phạt em Không được Lời nói còn chưa nói xong Tiểu Trác liền đã bị lãnh vũ hiền phủ lên đôi môi Cũng may là uống trước thánh thai rồi Tiểu Trác phản kháng vô hiệu Đành lấy kế hay duy nhất An ủi chính bản thân mình Nhưng mấy ngày sau cô không nghĩ như vậy Lãnh Vũ Hiền Cô nổi giận đạp cờ văn phòng của Lãnh Vũ Hiền cái đó tổng giám đốc à Cô ấy vất vả để đứng vững lại Thư ký vội vàng giải thích với lãnh Vũ hiền Đây là vợ của tôi Sau này nhớ không được ngăn cản vô nhân Bỏ hết lịch trình ngày hôm nay Cô đi ra ngoài đi Thư ký thấy tiêu chắc tức giận ngút trời Ở bên cạnh cũng hơi hoang Người đẹp thời ra lửa Ở trước mắt chính là vô nhân tổng giám đốc Trong truyền thuyết Đã khiến tổng giám đốc của bọn họ Từ một tay sát gái tiền hóa thành một người đàn ông của gia đình. Dạ vâng, Tổng Giám Đốc, thật xin lỗi phu nhân. Đợi lát nữa, khi ra khỏi phòng, phải đến phòng thư ký tám chuyện mới được. Thật đúng là khách hiếm. Bà xã à, em có thể tới thăm anh thật sự là cảm động quá. Lãnh vụ Hiền cười nhìn tiêu chắc tức giận phương phương mà hỏi. Có muốn uống một chút gì không? Uống máu của anh. Cô nghiến răng nghiến lại nói. Đợi thôi, có uống thêm sữa hay không chứ? Anh lấy cà chua ép trong tủ lạnh đổ vào cốc thủy tinh. Đúng là kỳ lạ. Rốt cuộc động tác nhỏ nào của mình bị bà xã phát hiện nhỉ? Lãnh Vũ Hiền cãi cảm suy nghĩ. Cho em uống vitamin. Khi thua dọn đồ đạc, thuốc tránh thai rơi ra, cô mới là biết mình đã bị lừa. Đừng có hung dữ như vậy. Nói không chừng trong bụng của em đã có cuộc quân rồi. Phải chú ý dưỡng thai lúc đầu bà xã à. Em phun cả mặt của anh sinh tố mất đắng anh đúng là đồ tiểu nhân bị ủi. Em phải chờ cho anh thành con cóc. Tiếng nói của tiêu trắc vừa rơi xuống. Lãnh vụ hiền liền ôm cơ thể ra vẻ đau đớn cực độ. Đồng thời sau khi kêu lên thảm thiết thì nằm lên phiến đá cẩm thạch. Tiếp theo lãnh vụ hiền từ dưới mặt đất bỏ lên. Có phần giống như con cóc nhảy lên. Cô vợ xinh đẹp của cóc. Tới giờ ăn chơi rồi. Em muốn ăn gì đây? Vốn là bị kinh biến của lãnh vụ hiền làm cho chấn động. Tiểu trác cuối cùng cũng không nhịn được bật cười Hóa ra tên ngốc này cũng có mặt gây cười sao Ăn chân tay của anh Anh thịt ách kho Cô cất tiếng nói Cứ như vậy Cuộc sống hôn nhân của lãnh vũ hiền và tiểu trác Dưới sự kiềm kẹp Nỗi lo ngại của mọi người Trong mâu phẫn thuốc tập Lúc mưa dầm, lúc nhiều mây Lúc trần nắng, lúc phòng bà bão táp Nhưng ngày hôm nay đại khái Chính là mưa đá tập kích Lãnh vũ hiền, Tiêu Trắc tức giận từ trong phòng tắm đi ra. Bà xã à, em đúng là đỉnh quá. Lãnh vụ Hiền sớm đã cung kính chờ đợi ở ngoài cửa phòng tắm. Không màng tới sự phẫn nộ của Tiêu Trắc, ông cô xoay phong phong quanh phòng. Anh đã biết Tiêu Trắc nhất định đã có thay, vì thế mới ép cô dùng que thử thay. Anh sắp được làm cha rồi. Sao hả? Không vui ư? Anh nhẹ nhàng đặt Tiêu Trắc lên cầm thạch ở bệ cửa sổ. Ôm eo của cô mà cất tiếng hỏi chúng ta nói chuyện nói chuyện đi Tiêu trác ngồi trên biển cửa sổ lông mày nhíu lại khó chịu bây giờ lòng của cô đang rất hỗn loạn giống như vặn thành một đống lưới bắt cá rối loạn đến mức không có cách nào giải thích được thật được rồi anh sẽ hết sức nhẫn lại lắng nghe anh hiểu rõ nhìn Tiêu trác nhận lời tuần thương cha gây ra cho em rất lớn cô nói anh biết anh gật gật đầu đợi cô nói tới vấn đề quan trọng. Tuần thơ mẹ gây ra cho em cũng rất lớn. Cô tiếp tục trong lời nói đã cẩn thận hơn. Vì thế em muốn ly hôn xong Anh nhìn theo chắc với vẻ khó đoán. Không, em không nói thế. Cô cẩn thận thăm dò so ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Biết tính tình cố chấp và kiên quyết của lãnh phụ hiền. Cô không muốn tiếp tục đấu tranh việc không thể. Hơn nữa cho dù ly hôn trở về cô chạy ra giải ngân hàng. Nếu không, lãnh vụ hiền cũng tuyệt đối sẽ không vâng tha cho đứa trẻ. Em chỉ cảm thấy chúng ta đều có quá khứ đau thương. Với tình trạng trước mắt của chúng ta, hạ tất phải khiến đứa trẻ cánh phát nỗi thống khổ của chúng ta chứ. Em dám thử đụng vào con thử xem. Anh tức giận khắc thường nói. Em không có nói muốn làm hại con. Cô vội vàng lý giải trước vẻ mặt muốn ăn thịt người của lãnh vụ hiền. Em muốn nói, con sau khi sinh ra Chúng ta sao cho Như Như và Mác. Họ yêu thương nhau như vậy Em bị ngốc à Anh sẵn sữ đập tan mong ước tương lai của téo Trắc Em dù gì Cũng là người vợ giàu có Đến con của mình cũng không nguyên nổi hay sao Em nghe anh nói hết đã Vậy thân phận thông xa Chúng ta có thể cho con hưởng thụ vật chất rất lớn Nhưng một đôi vợ chồng hoàn hảo như mắc và Như Như Lại có thể cho con có cuộc sống tinh thần tốt nhất Như thế Con sẽ không chịu một chút tổn thương nào cả anh họ và Như Như sắp kết hôn. Để họ chăm sóc cho đứa bé thật sự rất thích hợp. mang thai có thể khiến IQ của người ta bị mất đi không? Trước tiên không nói điều vô vị này, khiến người ngoài cũng không thể chấp nhận. Chỉ việc làm thế nào, để người trong nhà không nói cho con biết thân phận thật sự của nó. Cũng là đủ khó với em rồi đi. Ấn tượng về tiêu trắc trong anh Là một người phụ nữ bình tĩnh giống như viên đá. Lý tính tự như máy móc. Làm sao ngày hôm nay lại có thể nói ra những lời hồ đồ như vậy có chứ? Em có thể lấy cớ là mất 7 tháng sáng tinh con. Còn như như cũng là già vờ mang thai 7 tháng tháng, kỳ thực rất là dễ che giấu. Dưới con mắt lý trí của lãnh vụ hiền, tiêu chắc cuối cùng cũng có ý thức được suy nghĩ bản thân mình ngu dần biết bao nhiêu. Suy nghĩ của em rất kỳ lạ có đúng không? Phụ nữ mang thai, không thể nào thuyết phục được, huống hộ em còn là một kẻ nhát gan lãnh phụ hiền không khách sáo dùng phép kích tướng tiêu trác liền không phục mà cất tiếng hỏi anh là có ý gì sao em lại nhắc can chứ em sợ phải bỏ ra sợ phải tiếp nhận sợ phải thay đổi sợ không thể nói trước anh chăm chú nhìn tiêu trác từng chữ từng chữ đánh thẳng vào chỗ yếu em mặc kệ anh anh lại tự cho mình mà đúng mà phân tích cô tiêu trác đẩy vai qua lãnh phụ hiền nhai xuống khỏi bệ cửa sổ định rời đi là em đã muốn nói chuyện tử tế mà. Lãnh Vũ Hiên từ phía sau ôm lấy Tiêu Trác. Cô ra sức vùng vẫy nhưng chẳng có ích gì cả. Em nuốt lời rồi. Anh biết. Chúng ta có quá nhiều điều không vui. Anh cũng biết anh mang đến cho em quá nhiều đau khổ và tổn thương. Nhưng bây giờ, ở đây đã có cốt nhục của chúng ta rồi. Anh xoa xoa nhẹ bụng của Tiêu Trác, rồi dự sang sợ đầu lên cái của cô. Bởi vì con, cũng bởi vì bản thân của chúng ta. Hãy cố gắng sống cùng anh nhé Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau Sống cùng nhau tới già không phải hay sao Anh có thật là lãnh phụ hiên không vậy Tiêu chắc nghe xong Thì ánh mắt ngay ra Nguyên nhân nào khiến anh nói những lời dễ nghe như vậy Anh có nhiều bạn gái như vậy Không có ai từng cho anh đứa con ư Có lẽ cô là người phụ nữ đầu tiên Mang thai con của anh Cho nên anh mới tình cảm như vậy đi Anh không muốn lừa em giống như em nói trừ phi trùm chăn nói chuyện đơn thuần nếu không cho dù anh cẩn thận bao nhiêu phụ nữ đều đã có khả năng mang thai một vài bạn gái trước đây của anh từng mang thai con của anh nhưng đều đã bị anh dùng tiền xóa sạch vậy tại sao anh nhất định muốn giữ đứa con của em con của chúng ta và họ khác nhau anh quan tâm không phải là ai mang thai con của anh mà đứa trẻ do ai mang tới em là vợ của anh em mang đứa trẻ tới cho anh mới là mong muốn duy nhất của anh. Sẽ không phải là anh thích em rồi đó chứ. Tớ chắc nhìn vào ánh mắt sâu hút không thấy đáy của lãnh vũ hiên. Mà cất tiếng hỏi. Không đâu, bà xã chậm chạp của anh à. Anh lại yêu em. Cái gì? Cô kinh ngạc mà tròn mắt to. Không biết bắt đầu từ khi nào. Em đã lấp đầy trái tim của anh. Và chiếm toàn bộ không gian trong đó. Vì thế anh tìm trăm kế ngàn phương khiến em mang thai. Mục đích chính là để trói buộc em Bây giờ em đã bị anh trói buộc rồi nhỉ Bà xã của anh Anh nhìn cô Trong mắt tràn ngập sự khát vọng Chân thành tha thiết và kiếp đàm sự cự tuyệt Cô nên nói lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt Nhưng cô không nhẫn tâm Cô không nỡ Cô nên thận theo tự nhiên mà chấp nhận Nhưng cô sợ hãi cô nhát gan Cái đó trong thư phòng của em còn có giấy tờ Cuối cùng cô lựa chọn trốn tránh vội vàng lấy cớ rời đi để lại lãnh phụ hiền bị tổn thương cậu khóc sao tần như đề cửa thư phòng bật đèn căn phòng tối đen lập tức bị ánh sáng tràn vào tại sao lại khóc chứ anh ấy nói anh ấy yêu mình Tiêu chắc ngừng đôi mắt ngập nước bất lực nhìn tần như mà kệ cô lau nước mắt cho mình cùng lúc cậu cũng phát hiện ra bản thân mình yêu anh ấy cho nên cậu mới khóc bởi vì cậu lại yêu một người Đàn ông giống như cha của cậu Tần Như chậm chậm nói Cô rất hiểu tâm trạng vào lúc này của Tiêu Trắc Mình nên làm gì đây Mình không muốn xa vào Mình không thể sống như mẹ của mình Cô khóc lên như một đứa trẻ Đây chính là chỗ sai lầm của cậu Chắc chắc à Vì sao cậu nhất định phải đưa bi kịch yêu một người đàn ông Và bi kịch lặp lại của mẹ cậu Viết bằng dấu bằng cơ chứ Nhưng anh ấy và Tiêu Thần Hào Quá mức giống nhau Dòng tay nỗi khiến cho cô cảm thấy sợ hãi Nhưng anh ấy yêu cậu không phải ư Nhưng trái tim của anh ấy sẽ thay đổi Tại lúc đó Mình sẽ biến thành mẹ thứ hai Còn con của mình sẽ Cô dường như không dám nghĩ tiếp nữa Có lúc mình nghĩ Trong cuộc sống của cậu Có thể dũng cảm Quyết đoán tự như trên thương trường Thì có lẽ cậu sẽ sống rất là tuyệt vời Cậu nói mình nhát can ư Tiêu chắc không phục mà nhìn tần như Cậu già dặn giống như người ở trong một cái kén Cậu biết cậu có ý Hoặc vô ý cự tuyệt Rất nhiều sự theo đuổi của đàn ông hay không Vừa bắt đầu Mình đã giúp cậu đếm rồi Nhưng sau này mình đếm không hết Mình luôn lo lắng cậu sẽ cô đơn tới già Bởi vì cậu thường dùng cách tệ nhất Để suy nghĩ về tình yêu Vì sao cậu không thể lạc quan một chút đi chứ Cậu và Lãnh Vũ Hiền đã trải qua bao nhiêu Mới có thể nảy sinh tình cảm với nhau Sao anh ấy phải vì thay đổi tình cảm cơ chứ Anh ấy sẽ Anh ấy không giống mắc Anh ấy lăng nhăng quen rồi Anh ấy giống với tiêu Thiên hào. Miệng nói thì yêu dư tú trung Nhưng vẫn chạy tới vui đùa cùng với mẹ của mình Mẹ lãnh vụ hiền Và bao nhiêu người phụ nữ không thể nào đếm xuể được Có lúc người từng trải qua mưa gió Lại cuồng dại hơn người chưa từng Cha của cậu chính là một ví dụ Tân như ý nói sâu xa Hai tiếng trước mình vừa gặp gì sư tung chú Bà ấy thỉnh cầu mình kể lại một vài câu chuyện Mà bà ấy không thể trực tiếp nói rõ với cậu Cha của cậu năm đó Khi dư tù trung rời đi Thật sự rất là bận lòng với bà Thậm chí đến bản thân ông ấy cũng cho rằng Người phụ nữ ông ấy yêu sâu sắc Đang mang thai đứa con của ông ấy Nhưng cha mẹ ác ý đuổi đi Tới khi ông ấy gặp mẹ của cậu Mới biết ông ấy với dư tù trung chỉ là ai nấy và lo lắng cho đứa con chưa sinh ra Người phụ nữ ông ấy yêu Thực sự chỉ có một người Chính là mẹ của cậu Trắc Hy Văn Nói dối Ông ta nói dối Tiêu Trắc kịch liệt phản đối Mẹ khóc bao nhiêu năm Hận bao nhiêu năm, oán bao nhiêu năm Toàn bộ Đều bởi vì Tiêu Thiên Hào chưa từng yêu bà Bây giờ sao ông lại dám Là nói rằng không biết xấu hổ Ông yêu bà cơ chứ Ông ấy không có Cậu không cảm thấy kỳ lạ hay sao Nếu như ông ấy lại yêu Dư Tố Trung Tại sao bao nhiêu năm Bọn họ chỉ có một đứa con là Tiếu Kỳ Tần Như nhìn Têu Trác dần dần bình tĩnh lại Rồi tiếp tục nói Trên thực tế sau khi ông ấy đuổi mẹ cậu đi Ông ấy chưa từng đụng tới người phụ nữ nào Chỉ có một lần ngoại lệ Ông ấy tình cờ gặp lại người đã rời xa bao nhiêu năm Là Dư Tố Trung Biết con của bọn họ Tuy năm đó ra đời thuận lợi nhưng lại bị chết vì tai nạn xe cộ một tháng trước ông ấy đau lòng cùng dư tố trung uống rất nhiều rượu luôn tưởng dư tố trung là mẹ của cậu như vậy mới sinh ra kỳ kỳ mà Tiếu thiên hào cũng vì lý do này mới kết hôn cùng với dư tố trung nhưng bao nhiêu năm nay cho dù ra ngoài ông ấy luôn là một người chồng tốt một người cha tốt nhưng trong cuộc sống riêng tư ông ấy không hề đụng vào dư tố trung nữa có thể nói Ông ấy giữ sự thanh khiết phần lớn cuộc đời về mẹ của cậu. Không. Tất cả, tất cả không phải là sự thật. Tiêu trắc cố chấp lắc đầu. Nếu như tất cả đều là sự thật. Vậy thì cái chết đó của mẹ, nỗi giản vặt mẹ chịu đựng, há chẳng phải là một câu chuyện cười hay sao? Tuy nói rằng như vậy, khiến cho cậu không chịu được được. Nhưng mình cảm thấy sự nhất can. Và tự cho là đúng của bác gái đã tạo ra nỗi thống khổ cả đời cho bản thân thậm chí còn lan sang cả cậu bà không nên đến lúc chết cũng không nói cho tiếu thiên hào về thân thế của cậu khiến cho hiểu lầm càng tích tụ càng sâu cha mẹ của cậu đã lãng phí cả đời trong hiểu lầm cậu không nên đi vào con đường ấy nữa chắc chắc à vì sao lại có thể như vậy cơ chứ những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nỗi cực khổ của hai thế hệ lại chi hiểu lầm tự cho là đúng đây chính là đời người ư Cô hỏi một cách kiềm nén Nặng nề ai oán mà bi ai Đời người có thể khác nhau Ở chỗ mình có thể lựa chọn hay từ bỏ Tần như đau lòng Ôm cô vào trong lòng Hãy khóc đi Mình đưa bờ vai cho cậu Để cho tất cả uất ức Và chẳng đáng đều đi gặp quỷ đi Tối ngày hôm đó Tiểu chắc cứ dựa vào vai của Tần Như mà khóc Cho tới khi mệt mỏi Mà dần dần thiếp đi Em đã tỉnh rồi sao? Lãnh Vũ hiền sự rằng, mà xoa nhẹ mái tóc của cô. Em còn tưởng anh đang ở trong thư phòng chứ? Cô nói không một chút sao động. Bọn em đã ngủ rồi. Vì thế anh và bác là đem mỗi người về phòng của mình. Anh xoa nhẹ đôi mắt xương của cô rồi ái lái thương tâm hỏi. Anh lại khiến cho em đau lòng có đúng hay không chứ? Không phải. Là vì sự hiểu lầm mãi mãi không có cơ hội cởi bỏ. Cô thơ dài rồi cất tiếng nói. Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất Để chữa trị vết thương Đồng thời cũng là lưỡi do sắc bét nhất Tạo nên vết thương Mà sau này cô phải mất bao nhiêu năm Bao nhiêu tháng Mới là có thể Làm lành vết thương trong chất Của hai người như vậy Vậy chúng ta còn phải lặp lại hiểu lầm đó nữa hay không hả Anh tiếp tục Mà cất tiếng hỏi Anh không giống với Tiêu Thiên Hào Anh nhất định sẽ không vào mặt đứa con và vợ của mình lãng phí ở trong sự hiểu lầm như thế này. Em không thể yêu, thậm chí là không thể nào tiếp nhận được. Cô do dự nhìn vào đôi mắt tuấn tố kiên quyết của lãnh phụ hiên. Không sao cả, anh sẽ dạy cho em cách để yêu anh. Cô sẽ tìm cách khiến cho em là có thể tiếp nhận. Vợ yêu của anh cuối cùng là cũng đã mềm lòng rồi. Anh vô cùng vui sướng mà nắm chặt lấy tay của Tiểu Trác. Vậy thì anh sẽ rất là mệt đó Nhưng anh biết Mình chính là người đàn ông duy nhất mà em muốn yêu Còn hơn cả phần thường Anh dịu dàng hôn lên trên trán của cô Trong tình cảm em thanh khiết Sẽ so sánh em có yêu anh hay không Em càng không phải là điều duy nhất của anh Cô là một người phụ nữ nhẫn tâm Yêu càng sâu sắc Thì khi bị tổn thương Tất cả sẽ báo thủ trên người đó mà không màng. Cuối cùng anh cũng cảm thấy em ghen rồi đó. Anh vui sướng mà ôm lấy cô, rồi sau đó hôn lên trên môi của cô. Hãy tin anh đi. Tuy anh không thể thay đổi việc bản thân không phải là trai thân. Nhưng từ bây giờ anh khẳng định, tình cảm của anh dành cho em. Sẽ không bao giờ dành cho người phụ nữ khác. Lina chỉ là một màn hạ màn không cam lòng mà thôi. Cô ta căn bản không mang thai. Anh giơ tay luôn vào trong áo ngủ của Tiểu Trắc mà xoa xoa bụng của cô. Em chưa từng cho rằng hạnh phúc của người phụ nữ chỉ là con và chồng. Em thích chú ý đến sự nghiệp và gia đình. Vì thế cho dù con sinh ra, em cũng sẽ không kết thúc công việc ở công ty để làm bà chủ của gia đình đâu. Tiểu Trắc nói rất là kiên quyết. Đúng là ngoài dữ liệu của anh. Anh cười cười. Anh yêu cô. Vì thế anh sẽ không khiến cho cô thay đổi bản tính. Anh sẽ ủng hộ em. Với điều kiện là em không bị nhưng anh vẫn hận cha em Một giọt máu đào hơn ao nước lã Dù ông ấy có lỗi với mọi người Em cũng sẽ hết sức bảo vệ ông ấy Tình thế của chúng ta Chắc chắn sẽ gây gồ vì chuyện này Cô không thể không nói Mình trong chốc lát sẽ tiếp nhận người cha Cũng trong cuộc sống đau khổ Như cô Mà không có một chút khúc mắc Nhưng cô sẽ bảo vệ ông như trước đây Thậm chí là mãi mãi Chậm nhất là ngày mai cổ phần của tiếu thị sẽ khôi phục về vị trí cũ. Anh chân thành, lại nhìn về phía của tiếu trác. Không thể nào phủ nhận, anh vẫn hận ông ta, đồng thời sẽ và lòng luôn hận. Nhưng anh vẫn có thể trả lại ông ta tiếu thị như ban đầu. Bởi vì em, anh sẽ không báo thủ ông ta nữa. Nhưng anh và ông ta có thể tương kính như nước. Anh bởi vì cô, mà có thể chôn vùi hận thu vật trong đáy của trái tim mình. Cảm ơn sự nhiệm vụ của anh. Sự quan tâm của anh khiến cho cô cảm kích từ trong nội tâm. Cảm ơn em đã chấp nhận sự nhượng bộ của anh. Bọn họ yêu lý lẫn nhau cùng nở ra nụ cười. Về cuối cùng, nếu như chúng ta ly hôn. Sau khi cảm nhận được ánh mắt sắc bén của lãnh vũ hiên, thì tiêu chắc vội vàng sửa lời lại. Em muốn nói vạn nhất. Vạn nhất là giữa chúng ta có rạn nước gì. Vậy thì con sẽ phải thuộc về em. Anh sẽ không để cho sự việc như vậy xảy ra đâu Anh cất tiếng hô to Nhưng cũng không có chuyện gì Có thể xảy ra tuyệt đối Ở trên đất nước này cả Có đúng hay không Anh cần phải bàn đảo với em Cô cố, cố chấp mà nhìn lãnh vũ hiền nói Được Anh lãnh vũ hiền Trịnh trọng hứa với bà xã tiêu chắc Sau này nếu như có một ngày chúng ta có bất cứ xung đột nào Anh nhìn bằng ánh mắt không đành lòng của tiêu chắc Thì liền sửa lời Tôi đây rồi là sau này sau khi rạn nứt đứa trẻ và tất cả mọi tài sản trong nhà đều thuộc về tiêu chắc lãnh vũ hiên đặc biệt nhấn mạnh năm chữ tất cả mọi tài sản cho dù tới lúc đó em tìm lý do đoạn tuyệt với anh anh cũng sẽ dính vào em ai bảo anh cũng thuộc vào tất cả mọi tài sản trong nhà cơ chứ lãnh vũ hiên gian xảo mà cất tiếng nghĩ Vậy thì khi ấy em há có thể bước vào nhà hàng phố xa trên thế giới rồi Mà anh thì lại trở thành một tên ăn mày vô sàn rồi đi Nốt lời Bây giờ vẫn là không kịp đó Tuyệt đối sẽ không nốt lời Đến đây, đóng dấu nào Anh nhiệt tình mà hôn lên trên môi của Tiểu Trác Để mặc nhấp nháp Sự ngọt ngào trong đôi môi của cô Mà Tiểu Trác Cũng là không chớp mắt nhìn anh Nụ hôn này So với nụ hôn của vô nham hiểm Rõ ràng là có sự khác biệt Sao nụ hôn của Lâm Vũ Hiên lại có thể khiến cho toàn thân của cô run rẩy như vậy cơ chứ? Nụ hôn của anh Niêm học cũng dịu dàng và mạnh mẽ, nhưng so với nụ hôn của anh ta, cô chỉ có cảm động và sự say rất không thể báo đáp được mà thôi. Nhưng nụ hôn của Lãnh Vô hiền lại giống như là lửa đốt cháy trái tim lạnh lẽo của cô, khiến cho cô bằng lòng xúc động mà đồng thời đáp trả bằng khát vọng si tình như vậy. Nó khiến cho cô lưu luyến, tim rung động Khôn, hóa ra lại có thể kỳ diệu như vậy. Bà xã, vẻ đẹp trai của anh khiến cho em nhìn không chớp mắt sau. Kết thúc nụ hôn đẹp đẽ đó, lãnh vũ hiền cười, nhìn đôi trong mắt đen tròn của tiêu trác. Bà xã đang yêu của anh, số của có sức hấp dẫn gì, khiến cho anh mỗi lần chờ đợi thêm một giây. Tình yêu đối với cô lại sâu thêm một bậc cơ chứ. Anh nhất định lăng nhăng hơn ân niên học. Nếu không kỹ thuật ân hôn của anh, sẽ không thể tốt hơn anh ta nhiều đến thế đi. Tiêu Trác sau khi lấy lại được tinh thần thì vẫn hụt bất bình oán thán. Vừa nghĩ tới lãnh vô hiền là hôn điêu liệt đến mức cao siêu như vậy, lệnh khiến cho cô cảm thấy tức giận và khó chịu. Tiêu Trác à, người phụ nữ này rốt cuộc là có hiểu đàn ông hay không vậy chứ? Cô lại dám đề cập đến người đàn ông đã từng hôn cô trước mặt của anh. Anh cần phải xóa sạch ký ức của cô. Vừa nghĩ như vậy, anh liền chấm lấy đôi môi đỏ mọc của cô. Ánh trăng mang theo những ngôi sao xuyên thấu qua rèm cửa, nhìn lén vào đôi vợ chồng keo sơn cắn bó với nhau ở trong căn phòng. Thời gian chậm chậm trôi đi, vợ chớp mắt đã qua 7 tháng. 7 tháng trôi qua, đã xảy ra rất nhiều sự việc kỳ diệu. Gia tộc Bà chính thức là thu mua địa điểm ở Hồng Kông, sáng lập công ty, đồng thời định cư ở Hồng Kông. Em họ lãnh Vũ hiền là lãnh vũ trách. Cuối cùng cũng rời thoai đoàn nghệ thuật, trở về sự nghiệp của gia tộc. Thậm chí còn bắt đầu nghiêm túc nghĩ tới việc lấy vợ sinh con. Đương nhiên vấn đề trước mắt là anh đồ nhẫn nại khiến cô gái bình thường nhưng cô chấp kia đồng ý lấy anh. Ông ngoại của Tiêu Trác, với sự chữa trị của trong cứu, cuối cùng cũng có thể dựa vào cây ba tang mà đứng dậy, thậm chí có thể bước đi chậm chậm. Tần Như và mắc đôi tình nhân hoàn hảo giống như đồng thạch cũng bước vào lễ trường kết hôn trong tiếng chúc phúc đồng thời tám tháng sau sẽ lên chức cha mẹ đôi địch lâu năm là lãnh vũ hiên và Tiểu thiên Hào, tuy vẫn kết nhau nhưng cũng không xảy ra cuộc tấn công hạ tay chân trước mặt người ngoại họ thậm chí còn có thể trái với lương tâm mà bắt tay hàn huyên Tiểu trắc cũng chuyển tổng công ty về hồng kông ngoan ngoãn chiều vào nhà họ lãnh với danh nghĩa lãnh phu nhân Đương nhiên sự thay đổi lớn nhất Phải nói tới bụng quả tèo chắc Bây giờ cô đã là bụng vệ Danh xứng với thực rồi Nhưng không thể thay đổi Chính là cho tới nay Lãnh phu nhân và lãnh tiên sinh Vẫn vì những chuyện vặn vãnh mà đấu tranh không ngừng Hồng Kông Trong văn phòng của tổng giám đốc công ty Roland Andy Em không uống Tiêu chắc cô chấp Quay đầu sang hướng khác Em nhất định phải uống Lãnh Vũ Hiên phản bình giữ nhiệt đổ canh vào bát đều nói đàn ông sẽ không tha mồi cho cá cán khô. Ban đầu em còn cảm thấy anh sẽ khác. Không ngờ quạ trên thiên hạ đều là đen như nhau. Còn vẫn chưa ra đời. Anh đã bắt đầu kêu hết với em rồi. Tiêu chắc vội vàng lùi mấy bước. Mùi thuốc làm cho cô rất là khó chịu. Anh, năm hai tuổi đã biết phép kích tướng rồi. Kể như thế nào cũng không có tác dụng với anh đâu. Bà Lưu đã nói rồi. Thuốc này tốt cho em và con. Lần thứ một trăm, Lãnh Vũ Hiền lặp lại câu nói này. Qua hai tuần nữa con sẽ sinh ra rồi. Em chịu đựng một chút đi. Nhưng vị giác của em nói cho em biết. Em và con đều không thích canh này. Tiêu chắc lần thứ 100 nói câu như vậy. Không phải nói canh bà lưu không ngon. Mà canh còn ngon hơn nữa. Cũng không thể mỗi ngày mỗi bữa đều uống. Phải biết rằng từ nhỏ cô đã ghét uống canh rồi. Mọi người lui một bước. Em uống một chút đi. Lãnh Vũ Hiền liếc mắt nhìn đồng hồ. Chiều nay anh có một cuộc hẹn quan trọng Cần phải tốc chiến tốc thắng Em đã biết anh không phải là quả đen Tiểu Trác Hương phân nói Hiếm khi lãnh phụ hiên bằng lòng nhiệm vụ Nhưng không đầy hai giây Cô liền sự mặt xuống Lãnh phụ hiên lại dùng thìa canh nhỏ Mút một thìa đổ xuống thùng rác ở bên cạnh Quả chết toi, Anh chơi em Anh không có Anh rất giữ lời hứa để cho em uống một ít đi một chút Bà xã Nếu em không hợp tác anh đành phải bón cho em. Lãnh Vũ Hiên làm bộ cho canh vào miệng. Anh không lưu tâm làm chuyện công nhân bón cơm đâu. Anh đúng là đồ độc ác. Tiêu Trắc chặn lại bắt canh, một hơi uống hết. Cô Điền mới để cho Lãnh Vũ Hiên bón miệng cho cô đi. Ngoan, ngoan như vậy chắc chắn là có phần thưởng đi. Lãnh Vũ Hiên vỗ đầu qua Tiêu Trắc nói. Em muốn là ăn cá viên mỹ ký. Hai mắt Tiêu Trắng phát sáng lên. Cô nhớ không ra mình đã bao lâu rồi. Chưa được thưởng thức má ngon đi Nhưng thứ đó mì chính nhiều Không thích hợp với phụ nữ mang thai Lãnh Vũ Hiền lập tức cự tuyệt Vậy thì em muốn ăn cháo cá Có thể là có thể Chỉ có điều không được đi ăn ở hàng về hè Đi khách sạn Duyệt Khải Đó chính là khách sạn của học tỷ Chiều nay cũng vừa vặn anh phải tìm cô ấy nói chuyện 4 giờ rưỡi anh sẽ kêu lái xe đến đón em Lúc đó anh chắc chắn nói chuyện công việc xong Có thể cùng em ăn cháo có ai có thể ăn một bát cháo mà đi khách sạn cao cấp hay không cơ chứ? Cho dù là ra nhà sau mới nổi, thì cũng không cần phải hoành hoang như vậy chứ. Anh thì có thể. Nhớ là đừng để cho mình mệt mỏi. Anh phải đi cho kiệm hẹt rồi. Lãnh vụ hiền nhưng nhưng khoái miệng, hôn lên trán của tiêu trác, vội vàng rời đi đến khách sạn Duyệt Khải. Đúng hẹn ở nhà hàng Duyệt Khải. Sau khi nhìn thấy hợp tỷ đã lâu không gặp, là Nhu Miễu Vi, tổng giám đốc Lãnh Vũ hiền bất giác ngạc nhiên. Anh không thấy lạ. Cô nhóc thiên tài 13 tuổi, học năm thứ hai đại học Cambridge, năm đó lại có thể sinh ra một đôi long phụng hơn 5 tuổi. Anh cũng không thấy lạ. Học tỷ ưu tú như vậy, có thể làm ba mẹ đơn thân. Anh chỉ kinh ngạc. Tại sao cặp đôi long phụng kia của học tỷ lại giống anh họ tiêu trắc rích chắc như vậy? Tiền tức động trời. Như thế này đợi lát nữa phải kể cho tiêu trắc biết. Trơ giác nói cho anh biết Ở trong đó nhất định là có ẩn tình Chỉ là lãnh vụ hiền Chờ kịp tám Đã bị điện thoại gọi tới Lên đã chạy khỏi khách sạn Duyệt Khải Bởi vì tần như gọi điện đến Tiểu trác ở trên đường tới bệnh viện Xem ra con của anh và Tiêu trác Dường như không đợi nổi Phải ra xem đại thế giới này trước rồi đi Phòng phụ sản Tại bệnh viện Ôi trời ơi sao đau thế chứ Bác sĩ à cứu với như thế này thực sự là không cần lo lắng hay sao? Jack Jack biến cổ tay của anh ta thành cây gậy mài răng mà cắn đi. Ngoài phòng sản, Jack nghe thấy tiếng kêu thầm của lãnh phụ hiên vọng ra. Không hiểu nhìn mọi người đang đầy nghi hoặc. Họ lãnh đau tới mức như vậy. Con gái mình chắc cũng đau như thế. Một tuần gần đây vì việc nhập học của Tiểu Kỳ, cả ba người vẫn luôn đợi ở Hồng Kông, không kịp đi. Lúc này Tiểu Thiên Hào bất an nhìn cửa phòng sản, vẻ mặt lo lắng. Đừng lo, con gái lớn rồi. Phải trải qua bước này. Giờ tù trùng vỗ vỗ tay của Tiêu Thiên Hào an ủi. Bà tiên Tiêu chắc nhất định sẽ mẹ tròn con vương. Thật là không lo không chứ. Đến lãnh Vũ Hiên ở bên cạnh cũng đau như vậy. chắc trắc bản thân sinh nở. Chắc chắn đang thành cái dạng gì. Sinh con đáng sợ như vậy ư. Tần như đã mang thai hai tháng. Lo lắng nhìn phòng sản. Lại nhìn bụng băng phòng của mình. Da đầu cũng run lên. Bà xã, đừng lo lắng Sẽ không có việc gì đâu Mác vội vàng vỗ vai của Tần Như an ủi Tới lúc đó anh sẽ đem cả cánh tay cho em cắn Đúng là đáng ghét mà Tần Như cười hay tay của Mác ra Nhưng chị dâu cũng vào lâu rồi Tiểu kỳ cô đơn nhìn nụ cười của Mác hồi lâu Sau đó trước khi mọi người phát hiện liền thu hồi ánh mắt Cô ấy biết rất nhiều việc không thể có ép được Đừng lo đi Tiểu kỳ à Ta tin chắc chắc sẽ không sao đâu Ông John đã có thể bước đi Đang ngồi nghỉ ở trên ghế Hai tay nắm chặt ba tăng Sẽ không sao đâu Bà ngoại và mẹ của chắc chắc nhất định sẽ bảo vệ chắc chắc Ông tự như đang tự ăn ủi mình Không chịu được rồi Đau quá Bác sĩ à, như thế này mà kêu là sinh thật ư Các người mau mau nghĩ cách đi Tê kêu thảm của lãnh vụ hiên Càng thêm sắc bén Cũng may là mình chưa có vực, cứ nhìn lãnh vũ hiên kêu như lợn bị chọc tiết là biết rồi đi Peter cười trên nỗi đau của người khác Lắc lắc đầu Lập tức nhận được cái liếc chán ghét của ông John Cái liếc này lan sang cả Richard cùng với Job ở bên cạnh Điều này khiến cả hai mệt mỏi không ngừng bất giác ai oán trong lòng Cái tên ngốc Peter này Thật là cái không nên nói Lại nói ra như vậy Con muốn có vợ Nhưng tiếc là con không có bản lĩnh đó Thật đúng là mỗi người mỗi khác cùng là con cháu nhà bà Lanh. Mình xem chắc chắc vào mắt, sợ lại nhìn chúng nó, thật là hàng hóa, bồi tiền mà. Henry và vợ Lina cũng không cùng nhau chỉ trích lũ con không chịu lấy vợ kia. Chúng ta không sinh nữa, chúng ta không sinh nữa. Tiếng kêu của heo bị chọc tiết lại vang ra từ phòng sản thêm một lần nữa. Khi chồng sinh và vợ có cùng đau như vậy hay không cơ chứ? Lãnh vũ đình nhìn chồng ở bên cạnh, chắc là anh có kinh nghiệm dù sao khi sinh ba anh em Ta cũng là không đau Lãnh triển bá Là gần đây đúng lúc phải ở Hồng Kông xử lý công việc Vừa nói vừa nhìn người đàn ông Đã kết hôn với con trai con gái Henry và ông John Lúc đó ta cũng không đau Đương nhiên là không đau rồi Đây là đang sinh con hay là đang giết người vậy Bác sĩ Ông mau nghĩ cách đi Tiếng cao thét của lãnh vũ hiền Tiếp tục vọng ra từ phòng sản Vàng dội tới cả hành lang Xin rồi, xin rồi. Rất lâu sau lãnh vụ hiền toàn thân đổ đầy mồ hôi. Từ phòng săn chạy ra. Hương phấn lặp lại hai từ. Mẹ chọn con vuông chứ. Đứa trẻ nặng bao cân. Giống với ai? Nhanh nhanh bế ra để ta nhìn. Là con trai hay là con gái? Liệu có cao không hả? Mọi người nôn nóng nhưng vui sướng. Lập tức vây quanh lãnh vũ hiên chăn lấn lên hỏi. Cái đó tôi quên không nhìn. Anh sững sờ một chút. Lại vội vàng chạy vào trong phòng sàn. Là con gái, là con gái, rất là xinh Anh lại chạy ra thêm một lần nữa Hạnh phúc mà nói với mọi người Được rồi, được rồi mau bé đến đây để nhìn một chút đi Thật là xinh quá Giống với chắc chắc của nhà chúng ta Không phải đâu ông Balanga à? Nó khá giống với anh họ Tôi thấy nó lấy hết ưu điểm của bố mẹ nó rồi đó Nhìn đi, nó đang nhìn tôi này Mọi người không ai để ý Đến lãnh vô hiền Lại chạy ra một lần nữa Tất cả đều như đàn ông vây quanh đứa bé sơ sinh Bị y tá bế đằng sau lãnh vũ hiên Xin các vị nhường một chút Chúng tôi phải để đứa trẻ sơ sinh tới phòng của bé Đối diện với sự nhiệt tình quá mức của mọi người Y tá bế đứa trẻ cất bước khó khăn Di chuyển về phòng của bé Sao anh lại vào chứ? Tiêu chắc cười tràn đầy hạnh phúc Nhìn lãnh vũ hiên lại vào thêm một lần nữa hỏi Sao không cùng mọi người đi thăm con gái đi? Anh muốn ở bên cạnh em Vất vả rồi Bởi vì anh em mệt muốn chết rồi Lãnh vũ hiên nắm tay của cô Trong mắt tràn đầy sự cảm kích Và kính phục Dường như anh cũng rất mệt đó Tiêu chắc phi cười nhìn lãnh vũ hiên Từ khi bắt đầu trận đấu Tới khi sinh nở Tên kêu thảm toàn toàn là của lãnh vũ hiên Anh đúng đã trở thành trò cười cho mọi người rồi Lãnh vũ hiên quấy đầu Nhìn vào mu bàn tay của tiêu chắc Nghe thấy mình vừa nãy mất mặt biết bao nhiêu Tiểu Trác chịu đựng được đau đớn, vẫn lặng lẽ cắn chặt mảnh vải, không nói gì. Chịu đựng sự đau đớn trong khi sinh nở. Nhưng anh lại bên cạnh kích động căng thẳng, kêu hét. Từ khi con gái ra đời, trở thành đề tài cho bác sĩ, y tá trong phòng sản. Em thể hiện sự đồng tình và thông cảm. Tiểu Trác cười nhẹ lên tiếng. Ở bên nhau lâu, cô càng phát hiện ra bên trong cái vẻ bình tĩnh của lãnh vô hiên. Chính là đức tính đang yêu trẻ con đồng thời thêm đó là cười trên nỗi đau khổ của người khác. Lãnh Phụ Hiền cương chiều, gõ gõ trên mũi của Tiêu Trác. Sau này anh nhất định sẽ phòng tránh tốt. Quyết sẽ không để cho em, có thêm em bé nữa. Anh xoa xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, rồi nghiêm túc nói. Anh không thích có con sao? Tiêu Trác có một chút kinh ngạc. Đàn ông chẳng phải đều kỳ vọng là nhiều con nhiều phúc con cháu đầy nhà ư. Không, anh rất thích có con. Nhưng anh yêu em hơn Anh không muốn để cho em phải chịu hình phạt này Anh hôn lên trắng của cô Có con gái Vạn sự đầy đủ Chúng ta có con gái là đã đủ rồi Sau này con gái chúng ta sẽ do anh chăm sóc Anh sẽ thay tả ru ngủ Tắm, anh sẽ làm hết Đương nhiên cho bu sữa Thì đành phải do em đi Anh hối lỗi rồi bơn tay ra Dường như bản thân không thể xinh đẻ Mà cảm thấy có lỗi Tiêu chắc vui mừng bị lãnh vũ hiên chọc khi tiểu nhân sinh con em nhất định sẽ bảo cô ấy khoại mắc vào trong phòng sản để làm gì chứ để anh ấy thực sự lĩnh hội được sự vất vả của danh đẻ giống như anh cảm động tới mức rơi nước mắt cô bật cười nhưng trong mắt lại đầy lệ cô chủ động giơ tay ôm lãnh vô hiên hôn lên đôi môi anh cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng của anh mẹ à mẹ thấy rồi chứ cuối cùng con cũng tìm thấy hạnh phúc của mình rồi Cô nói thầm ở trong lòng mình. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 2, tập kết của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.